Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 401, cô gái thần bí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho những người có mặt ở hiện trường bao gồm Thí Huyết Minh đều lâm vào trong kinh ngạc. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Một tiếng động cơ xe vang lên, nãy giờ tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Tống Tĩnh cùng Eugene nên bây giờ mọi người mới phát hiện, xung quanh bọn họ chẳng biết từ lúc nào có hai chiếc xe màu đen không một tiếng động đang tiến tới gần. Người nào, người Hề nhất thời cảnh giác nghiêm giọng quát lớn. Bốn phía hắn đều đã phong tỏa, những người này làm sao mà qua được. Quan trọng nhất chính là người nào có lá gan lớn như vậy, dám xông vào chỗ của Thí Huyết Minh, đám người này không muốn sống nữa sao? Bởi vì sự việc phát sinh quá mức quỷ dị, lai lịch của đối phương cũng tạm thời không ai biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng về chiếc xe kỳ lạ mới xuất hiện kia. Đám người Lưu Ảnh nhanh chóng cứu Tống Tĩnh trở về, cũng để lại ánh mắt hoài nghi với hai chiếc xe mới tiến đến. Mới vừa lên tiếng tựa hồ là một người cô gái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh liên tục ra tay đều không thể đánh bại Eugene, vậy mà cô gái kia vừa nói ra khỏi miệng mấy câu liền có thể đánh được Eugene, làm cho Tống Tĩnh tránh khỏi một đòn chí mạng. Chuyện này quả thật, khó mà tin được. Rốt cuộc là người nào? Tầm mắt mọi người tập trung lại, chỉ thấy bên trong chiếc xe kia, một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa gương mặt, người đàn ông mặc áo khoác từ chỗ ngồi của tài xế bước xuống xe. Bên trong một chiếc xe khác cũng có một người đàn ông ăn mặc giống như vậy cũng lần lượt xuống xe. Người đàn ông kia sau khi xuống xe, liền đi vòng qua vị trí chỗ ngồi phía sau, thái độ cực kỳ cẩn thận cung kính mở cửa xe phía sau ra, đưa tay đỡ một cô gái mặc váy lụa mỏng màu đen từ trên xe bước xuống. Cô gái này một thân váy đen, trên đầu đội một cái mũ, trên cái mũ có khăn lụa đen bao trùm che khuất lại gương mặt, khẽ nắm lấy cánh tay của người đàn ông, thành thục bước xuống xe, động tác ưu nhã giống như một phu nhân thời trung cổ. Mặc dù được lụa đen che mặt, nhưng chỉ cần dựa theo hình dáng đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ cùng chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ liền có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Mấy người ở bên kia, mau nói tên ra, Eugene làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thất bại trong nháy mắt. Nhìn chằm đám người đi đường kia, che lấy chỗ đau nổi giận la lên. À, cô gái kia rũ mắt không nói, chẳng qua là thấp giọng cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Eugene. Mà một tiếng cười nhẹ kia, vào giờ phút này giống như đang nói loài run rế như hắn không đủ tư cách nói chuyện cùng cô, thậm chí còn không đáng để cô để mắt tới. Eugene tự nhiên nghe được bên trong tiếng giễu cợt kia có tia khinh thường, đang muốn nổi giận thì mặt cô gái kia lại hơi chuyển hướng tới thủ lĩnh ca của Thí Huyết Minh. Âm thanh lười biếng yêu mị chậm rãi từ trong đôi môi đỏ phát ra. Cửu Hồng Hải, năm đó rất huy phong a, chẳng qua chỉ là bị đoàn lính đánh thuê của Lưu Ly Diễm đuổi ra khỏi cửa, lúc đó thật như chó mất chủ, vậy mà bây giờ lắc mình một cái lại thành thủ lĩnh một phe phái, người mà tôi muốn cũng dám cướp sao. Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh lười biếng của cô gái đó bỗng nhiên chuyển lạnh, giống như nơi cực hàn băng tuyết, khiến cho người nghe đều phát rét tới tận xương tủy. Mà thủ lĩnh ca của Thí Huyết Minh vẫn một mực bất động như núi, trên mặt không có biểu hiện gì, sau khi nghe được cô gái kia chỉ dùng một câu nói liền có thể vạch trần được thân phận thật sự của mình, trên vẻ mặt trong nháy mắt liền biến đổi nhanh. Ngay sau đó, hắn chết sững nhìn chằm chằm thuộc hạ của cô gái, lại nhìn về phía cô gái này một thân lụa đen, trên mặt càng hiện lên vẻ sợ hãi sâu tận xương thủy, âm thanh cơ hồ có chút run rẩy mà hướng về phía người Hề Jason cùng Eugene đang cản ở trước mặt cô gái nghiêm nghị lạnh giọng nổi giận nói, Jason, Eugene, lui ra, không được vô lễ. Chương 402, như gặp đại địch. Thấy thủ lĩnh ca của Thí Huyết Minh lại thực sự để cho thuộc hạ của mình lui ra, bộ dáng đối với Diệp Oản Oản cũng cực kỳ cung kính, trong con người của ám vệ đeo mặt nạ bạc xẹt qua một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác. Lại, thực sự có thể. Ngay ở nửa giờ trước, tiểu đội ám vệ một bọn họ đưa Diệp Oản Oản đến khu vực an toàn. Đang chuẩn bị đưa cô ấy lên máy bay khẩn cấp, ai ngờ cô gái này thế nhưng lại không muốn đi, còn nhất định muốn bọn họ phải mở dương lớn mà cô mang theo ra, đổi một thân váy lụa đen, lại để cho mấy ám vệ bọn hắn cũng đeo những mặt nạ kia cùng áo khoác trong dương mặc vào người. Bọn họ dĩ nhiên là không chịu, nguy hiểm đang ở trước mắt, lại còn muốn để bọn họ cùng cô chơi trò, thay đổi quần áo, hay sao? Quả thực là quá hoang đường. Nhưng trong nháy mắt ánh mắt của Oản Oản vô cùng nghiêm nghị thúc giục làm cho bọn họ thấy được ở trên người cô tỏa ra áp lực mạnh mẽ như của ông chủ mình, khiến cho bọn họ theo bản năng liền làm theo.
Nếu như bọn họ thất bại, bất quá cũng chỉ là một cái chết mà thôi. Bọn họ tình nguyện vì ông chủ mà chết, cũng không muốn hộ tống phụ nữ của ông chủ cùng nhau chạy thoát thân. Tất cả mọi người đều cho là ngụy trang vụng về như vậy tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu, toàn bộ tiểu đội ám vệ một bọn họ đều đã chuẩn bị xong tư tưởng liều chết. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Cô gái này không chỉ nói ra được nhược điểm của Eugene, xoay ngược tình thế ngàn cân treo sợi tóc cứu được Tống Tĩnh, ngoài ra còn nói được thân phận thật sự không người nào biết được của thủ lĩnh ca. Người đa mưu túc trí như ca lại cũng bị oản oản lừa gạt. Giờ phút này, tất cả ám vệ trong lòng tương đối phức tạp, nhưng lại không có bất cứ người nào lộ ra chút khác thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại ngụy trang này là cấp bậc cơ bản nhất, ngược lại đối với Diệp Oản Oản một cô gái được xem là lớn lên từ khuê phòng, dù thời điểm đang đối mặt với một đám người hung ác như vậy nhưng lại có thể thoát ra khí thế nhẹ như mây gió, mà cũng tính toán chu toàn mọi chuyện, khí thế thậm chí đè ép được cả ca, thật sự là làm bọn hắn khiếp sợ. Cô gái này, dường như không giống với trong tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, Thí Huyết Minh cùng toàn bộ thuộc hạ bên kia cũng đã lâm vào trong khiếp sợ. Ca lại là Lưu Diễm lính đánh thuê mà năm đó xếp no. Một của Cừu Hồng Hải. Năm đó đoàn lính đánh thuê của Lưu Diễm bị đánh đuổi, đồng thời cũng bị toàn bộ hội lính đánh thuê Cừu Hồng Hải phong sát. Nghe được cô gái thần bí kia một câu nói có thể nói ra thân phận thật sự của ca, sắc mặt của Jason cùng Eugene trong nháy mắt thay đổi. Thân phận thật sự của ca là một điều cấm kỵ. Đã từng có người ra giá hơn 100 triệu nhưng cũng không có ai có thể dò xét ra được, ngay cả bọn họ những người đi theo ca lâu năm nhất cũng không biết. Cô gái này sao lại có thể biết được điều đó? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của ca càng xác thực được cô gái này nói đúng sự thật. Khó trách ca lại đột nhiên thay đổi thái độ như gặp phải đại địch. Người chỉ cần nhìn là biết được thân phận của ca, lai lịch tuyệt đối không thể khinh thường được. Người hề Jason cẩn thận quan sát những người mới tới. Chỉ thấy đối phương đồng loạt khoác trang phục màu đen tuyền, nơi ngực thêu ám văn hoa hồng màu đỏ, bên trong áo khoác bị gió thổi bay, lộ ra màu áo đỏ chói mắt, còn có trên mặt những người đó được che đậy bởi mặt nạ màu bạc. Nhìn lại cô gái cầm đầu một thân váy lụa đen sa hoa, khăn che mặt cũng là lụa đen. Chẳng lẽ, người hề Jason không biết nghĩ đến cái gì, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền lui về sau một bước, Dead Rose. Nghe được mấy chữ, Dead Rose, đứng bên cạnh Eugene cũng ngây ngẩn, cậu nói cái gì? Dead Rose sao, làm sao có thể? Dead Rose đơn giản mà nói là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không có người nào từng thấy qua dung mạo của thành viên trong tổ chức Dead Rose, vì vậy tin tức có liên quan đến Dead Rose dường như rất hiếm khi xuất hiện. Chương 403, chỉ có một kết quả. Nghe nói tất cả thành viên của tổ chức này đều toàn thân áo đen thêu ám văn hoa hồng. Mặt nạ màu bạc, thủ lĩnh của tổ chức là một người phụ nữ mặc váy đen, khăn lụa che mặt cũng màu đen, được người ta gọi là Hắc Quả Phụ. Không có ai biết lai lịch người phụ nữ đó, tuổi tác như thế nào, có tin đồn nói người đó đã hơn 60 tuổi, nhưng lại có dung nhan của một cô gái trẻ, cũng có người nói mặt mũi rất đáng sợ dữ tợn. Hơn nữa đi theo bên người phụ nữ này chỉ có vài tên thuộc hạ, mặc dù số người không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn bước đi cùng khí tức liền có thể nhìn ra. Những người này đều không phải nhân vật bình thường, phảng phất sự lạnh giá tàn bạo trên mỗi người. Từ trang phục hình dáng bề ngoài tất cả đều giống như tin đồn ở bên ngoài đồn thổi, nhưng còn chuyện có thể khống chế được một đội ngũ như vậy thì... Không, chẳng lẽ cô ta là Hắc Quả Phụ, Eugene cũng lảo đảo đi theo Jason lui về sau một bước. Nếu như nói về mức độ biến thái cùng khát máu thì người phụ nữ này tuyệt đối là cụ tổ của bọn họ. Thủ đoạn của người phụ nữ này tuyệt đối so với bọn hắn còn hung tàn hơn gấp 100 ngàn lần. Hơn nữa người phụ nữ này có sở thích là đem những người đàn ông có dáng dấp đẹp mắt thân phận lại cao quý, ngay cả tộc trưởng gia tộc Spurs ở nước Mỹ cũng đã từng bị cô ta bắt đi. Lúc đó dưới cơn thịnh nộ gia tộc Spurs xốc hết toàn bộ lực lượng ra, kết quả, trong một đêm cả tộc bị diệt. Thời điểm 10 năm trước là khoảng thời gian mà Dead Rose nổi tiếng nhất đã không biết bao nhiêu là thế lực cường đại muốn đụng vào. Những thế lực đó đếm hoài không hết, nhưng kết quả mà tất cả thế lực đó nhận được đều là sự hủy diệt. Đừng nói là một gia tộc, coi như là toàn bộ quốc gia, ở trước mặt Dead Rose cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay của bọn họ, bị bọn họ tùy ý thao túng đùa giỡn mà thôi. Nếu như chống lại thế lực như vậy, chẳng khác nào bọn hắn giống bọn người kia chỉ có một kết quả chết. Khó trách cô gái này lại có thể chỉ một lời nói mà vạch trần điểm yếu của hắn. Thậm chí ngay cả lai lịch của ca cũng rõ ràng, cùng lúc đó,
mấy người Lưu Ảnh cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, đồng loạt lui về sau mấy mét. Dead Rose, Lưu Ảnh mới dấy lên tia hy vọng, nhưng khi biết được lai lịch của nhóm người này thì toàn bộ những hy vọng đó đều biến thành nỗi tuyệt vọng lớn hơn. Làm sao có thể, Hứa Dịch vẻ mặt đầy kinh hoàng. Đây chẳng phải là tổ chức trong truyền thuyết sao? Đã 10 năm rồi nhưng chưa từng có bất cứ tin tức gì. Bọn họ thấy cô gái kia giúp đỡ Tống Tĩnh, còn tưởng rằng là viện quân, ai biết lại là một đối thủ đáng sợ, hơn nữa nghe âm thanh của đối phương, là nói về bọn họ. Đây quả thực là vừa ra hang hổ lại gặp phải ổ sói. Tâm trạng của tất cả mọi người lại lần nữa rơi vào đáy cốc. Tống Tĩnh che lấy vết thương, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hộ vệ quán áo đen bên cạnh cô gái kia, đứt quãng mở miệng nói, tôi làm sao lại thấy cảm giác thân hình hộ vệ kia có chút quen thuộc. Không chỉ như thế, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, ngoại trừ bề ngoài của tên hộ vệ kia, hắn cảm thấy nữ nhân kia cũng có chút giống với Diệp Oản Oản. Hộ vệ. Lưu Ảnh cùng Hứa Dịch nghe vậy nhìn về hướng người hộ vệ đang đỡ cô gái kia, trên mặt mang mặt nạ màu bạc, quả nhiên, quả thật có mấy phần quen thuộc. Thân hình cùng Thập Nhất có chút tương tự, Hứa Dịch lẩm bẩm. Thập Nhất là đội trưởng tiểu đội hộ tống Diệp Oản Oản ra ngoài, bởi vì thân hình so với người thường cao hơn, cho nên có thể phân biệt tương đối dễ dàng. Nhắc tới Thập Nhất, bọn họ liền nghĩ tới Diệp Oản Oản bỏ lại bọn họ rời đi, sắc mặt của Lưu Ảnh trong nháy mắt lại trầm xuống. Đám người Lưu Ảnh chẳng qua là cảm thấy thân hình có chút giống nhau, nhưng cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng mà hướng về phía hai thế lực kia. Hôm nay, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Nếu như rơi vào trong tay Dead Rose, vậy còn không phải như bọn họ rơi vào tay Thí Huyết Minh sao? Tin đồn nói hắc quả phụ này vì giữ dung nhan không già nên mỗi ngày đều dùng máu tươi của cô gái trẻ để tắm, lại cực kỳ thích hành hạ dằn vặt các chàng trai có dung mạo xinh đẹp. Bao nhiêu người có chức vị cao trong gia tộc đều bị hành hạ ở trong tay của người phụ nữ này. Chương 404, Nam Sủng so với Tư Dạ Hàn dung mạo còn xinh đẹp hơn. 10 năm không có bất kỳ tin tức nào, hắc quả phụ lại vì theo dõi Tư Gia mà lại một lần nữa xuất hiện. Phu nhân đối với Tư Gia cảm thấy hứng thú sao? Ca thăm dò mà mở miệng hỏi. Dù sao Dead Rose chỉ tồn tại ở trong tin đồn là một tổ chức quá mức thần bí, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù người phụ nữ này nhìn qua lai lịch không nhỏ, nhưng đối với thân phận của cô ta, với sự cẩn thận của mình, ca đương nhiên vẫn tồn tại một thắc mắc lớn. Người phụ nữ thần bí lười biếng vuốt ve móng tay nói, tôi cảm thấy hứng thú với người nào, cần phải nói qua với anh sao? Không cần, không cần, đương nhiên không cần, chẳng qua là... Nghe được trong giọng nói của đối phương có sát ý, vẻ mặt của ca nhìn qua tựa hồ có hơi khó xử, suy nghĩ mở miệng nói, phu nhân người mà ngài muốn. Dù cho tôi có 100 lá gan cũng không dám cùng cạnh tranh với ngài đây, nhưng lần này thật sự là đúng dịp, nhiệm vụ của chúng tôi cũng liên quan đến những người này. Nếu nửa đường thất bại, chúng tôi thật sự bị xem như là không hoàn thành việc mình được giao phó, cho nên, không biết phu nhân có thể thương lượng hay không? Ngoặc kép. Ồ, vậy anh muốn như thế nào? Diệp Oản Oản thờ ơ nhìn về hướng hắn một cái. Con người của ca đảo một vòng, vẻ mặt ân cần nói, người phu nhân coi trọng. Không phải là gia chủ của Tư gia chứ. Nếu phu nhân hôm nay đem người này nhường cho Thí Huyết Minh chúng tôi thì tôi nhất định sẽ dâng lên cho ngài một nam sủng so với Tư Dạ Hàn dung mạo còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Tuyệt đối khiến cho phu nhân ngài hài lòng. À, trong không khí truyền tới một tiếng cười nhẹ của người phụ nữ. Nụ cười này làm cho người nghe cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ca không khỏi có loại dự cảm xấu, cũng không biết đối phương rốt cuộc là có ý gì, trong lòng bồn chồn phu nhân. Không khí xung quanh hắn trở nên như trước bão táp, gió chợt thổi mạnh, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Giọng nói của người phụ nữ mặc dù vẫn là kiểu lười biếng không đếm xỉa tới xung quanh, nhưng khí tức quanh mình lại hoàn toàn thay đổi, không bằng, thủ lĩnh đem chính mình dâng cho tôi đi. Những tiểu khả ái của tôi hẳn là sẽ đối với anh cảm thấy rất hứng thú. Cái cảm giác ngột ngạt to lớn này làm cho hắn, lính đánh thuê cấp độ SSS không cách nào chống đỡ được luồng sát khí mãnh liệt như thế này. Điều đó làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh, Cửu Hồng Hải lúc này mở miệng nói, không, không dám. Tiểu khả ái trong miệng người phụ nữ này cũng không phải là sủng vật đáng yêu gì, mà là một bầy chó sói từng con một ngay từ nhỏ ăn thịt người mà lớn lên. Đối với vị phu nhân này mà nói, hắn dù là thủ lĩnh của Thí Huyết Minh cũng chỉ xứng làm thức ăn cho bầy chó sói của cô mà thôi. Như vậy khác gì muốn sỉ nhục hắn. Nhưng do lời nói đó được phát ra từ miệng người phụ nữ này cho nên hắn ngay cả một chút tức giận cũng không dám có.
Không dám sao, tôi thật ra lại cảm thấy thủ lĩnh can đảm không tệ, cho rằng tôi là một quả phụ dâm đáng quá đói khát sao. Không phải anh nghĩ tôi cái thứ rác rưởi gì cũng đụng vào đấy chứ. Khí tức quanh mình của Diệp Oản Oản trong nháy mắt càng thêm kinh người, mà phía sau cô đội ngũ thần bí khó dò kia cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Sao, tôi tuyệt đối không có ý đó. Cửu Hồng Hải bị dọa làm cho lưng ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên vẫn là thất bại. Đồ vật mà Hắc Quả Phụ coi trọng làm sao có thể dễ dàng nhả ra. Huống chi ánh mắt chọn đàn ông của người phụ nữ này kén chọn cực kỳ. Nhưng nhiệm vụ lần này quả thật vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể thất bại. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời ca lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Bên kia, đám người Lưu Ảnh nghe được hai phe thế lực này coi ông chủ nhà mình thành đồ chơi mà trả giá, lòng sớm đã tràn đầy lửa giận. Nhưng lúc này người ta là đao thớt, còn mình là cá thịt, với thế lực cường đại như vậy, bọn họ chỉ có thể mặc cho người khác xẻ thịt mình mà thôi. Lúc này, thuộc hạ thân hình cao lớn bên cạnh Diệp Oản Oản trong con ngươi dưới lớp mặt nạ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt bắn về phía bọn người Thí Huyết Minh nói, vậy còn không mau cút. Phải, Cửu Hồng Hải gấp gáp vội vàng lui về một bên phía sau. Con vịt tới tay như vậy rồi lại bay mất, Cửu Hồng Hải không cam lòng là chuyện có thể tưởng tượng được, nhưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, đối phương lại là người mà hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi nên hắn vẫn nên từ bỏ thì tốt hơn. Chương 405, nổi lên nghi ngờ. Lão đại, những người này, thật sự là Dead Rose sao? Lúc này, một người đàn ông khác trong Thí Huyết Minh có mái tóc màu đỏ, gầy trơ cả xương đi tới bên người Cửu Hồng Hải, ghé vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi. Cửu Hồng Hải sắc mặt trầm lại, gốc gác của hắn đều bị bóc trần toàn bộ, ngoại trừ Dead Rose còn ai có thể hiểu biết phi thường như vậy được chứ? Người hề Jason quan sát đoàn người đối diện lẩm bẩm, bên cạnh người phụ nữ đó toàn bộ thuộc hạ đi theo đều là cao thủ cấp cao. Hơn nữa Hắc Quả Phụ thân phận tôn kính dung mạo xinh đẹp địa vị cao ngất không chuyện nào không biết, điều này hết thảy đều đã giải thích rõ tất cả những thắc mắc của bọn họ rồi. Eugene không nói gì, sắc mặt mới vừa lên tia hứng khởi nhưng vẫn rất khó nhìn. Bởi vì khi người phụ nữ này xuất hiện, hắn liền bị một kẻ vô danh tiểu tốt sắp bị hắn đánh chết đánh trúng điểm yếu của mình. Rồi hắn ta cũng từ trong tay hắn chạy thoát, quả thực là vô cùng nhục nhã. Người đàn ông tóc đỏ hoài nghi mà tự lẩm bẩm, nhưng người này xuất hiện cũng thật là quá quỷ dị, Dead Rose đều đã biến mất hơn 10 năm rồi, tại sao lại vào đúng lúc đột nhiên xuất hiện? Người đàn ông tóc đỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, tại sao nói lâu như vậy rồi nhưng chúng ta cũng không thấy cái vũ khí theo bên người của Hắc Quả Phụ. Nghe được lời nói của người tóc đỏ, đáy mắt Eugene nhất thời tinh quang chợt lóe, đúng rồi. Sao tôi lại quên mất cái này cơ chứ? Hắc Quả Phụ ra tay cực nhanh, vũ khí cũng chưa từng có người nào thấy rõ qua, bất quá, tôi lại may mắn có xem qua một bản vẽ sơ bộ do một người thợ thủ công ẩn cư vẽ ra, chỉ cần có thể cho tôi xem một cái, liền có thể phân biệt ra thiệt giả. Cậu thực sự đã xem qua rồi sao? Cửu Hồng Hải hỏi. Chính xác 100%. Cái kia là thứ gì? Hình dạng nghe nói cực kỳ phức tạp cho nên hẳn không có ai có thể ngụy tạo được đâu. Cửu Hồng Hải trầm giọng nói. Eugene cười lạnh một tiếng, bộ dáng sao? Ngoại trừ Hắc Quả Phụ tự mình tạo ra cùng với người trong nội bộ tổ chức Dead Rose biết mà thôi, tuyệt đối không có người nào khác có thể biết được. Người thợ thủ công kia đã từng là thành viên trong nội bộ của Dead Rose. Nếu mới vừa rồi Lão Lục không đề cập tới, tôi thiếu chút nữa đã quên mất rồi, tôi đi thăm dò người phụ nữ kia đây. Eugene nói xong, sắc mặt âm trầm che đậy đau nhức nơi bả vai của mình. Ngay sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía của người phụ nữ có khăn che mặt bằng lụa đen kia mở miệng nói, tôi là Alex Eugene, đối với ngài kính trọng đã lâu, nghe nói ngài có kim thiền kia tương đối lợi hại, có thể vươn ra ngàn dặm lấy đầu người, không biết, hôm nay có may mắn được nhìn thấy hay không. Nghe được lời nói của Eugene, đội trưởng ám vệ bên cạnh Diệp Oản Oản mới vừa buông lỏng mấy phần nhất thời thần kinh căng thẳng. Các ám vệ khác cũng đồng loạt tiến vào trạng thái chuẩn bị. Xong rồi. Quần áo trang điểm mặt nạ có thể tùy tiện ngụy trang, điều khác biệt cũng là vấn đề không lớn, nhưng loại vật như vũ khí này, đặc biệt là vũ khí phòng thân bên người của Hắc Quả Phụ, chỉ có người của Dead Rose mới biết được hình dáng thật mà thôi. Trước tiên không ai có thể nói là biết vũ khí này có hình dáng gì, coi như biết thì công nghệ chế tạo cũng khẳng định vô cùng phức tạp, không phải có thể tùy tiện ngụy tạo được. Những chuyện khác Diệp Oản Oản khả năng có thể tính toán được, nhưng cái này sợ rằng đối phương nếu đã hỏi, tự nhiên có chuẩn bị mới đến, khẳng định đối với vũ khí của Hắc Quả Phụ có chút hiểu biết nhất định,
nếu tùy tiện cầm cái thứ gì đó ra để lừa bịp, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Chuyện đã tới mức này, nhưng lại thất bại trong gang tấc sao? Tất cả mọi người trên mặt không biểu hiện gì cả, tuy nhiên cũng đã tự suy đoán được dự tính xấu nhất có thể xảy ra rồi. Thấy phía đối diện người phụ nữ mặc đồ lụa đen kia chậm chạp không mở miệng, mặt Eugene hiện lên vẻ âm nhu lướt qua một tia giễu cợt, cười chào phúng rồi mở miệng nói, làm sao vậy phu nhân, ngài sẽ không phải nói là hôm nay đi vội vàng quá nên không có mang trên người đó chứ? Không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được âm thanh gió gào thét, trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng trệ đến cực hạn. Chương 406, lưu lại một mạng. Ngay khi Cửu Hồng Hải, Jason đều đã bắt đầu lộ ra thần sắc hoài nghi, Oản Oản đột nhiên động tay. Chỉ thấy, người phụ nữ đưa ngón tay trắng nõn như ngọc ra, nhẹ nhàng quấn một lọn tóc bên tai lên ra vẻ thưởng thức, trong lúc giơ tay lên, ống tay áo chậm rãi chưa tới khuỷu tay, vì vậy mà vòng kim ti được quấn trên cổ tay của Oản Oản trong nháy mắt đập vào mắt của Eugene. Cùng lúc đó, con người của cô dừng trên người Eugene giống như dã thú đã nhìn chúng con mồi mà con mồi đó đích thị đã rơi vào bẫy, âm thanh phát ra giống như đến từ địa ngục u ám không ánh sáng, nhưng lại cực êm ái mở miệng nói, anh nói là cái này sao? Kiếp trước, Tư Dạ Hàn bất luận bàn bạc bất kỳ chuyện cơ mật gì cũng đều không cấm kỵ cô, cho nên những đồ vật mà cô biết đến không chỉ dừng lại ở đây. Chẳng qua là cô không bao giờ nghĩ tới, ban đầu vì buồn chán không có việc gì làm rảnh rỗi ngồi nghe những chuyện này, vậy mà giờ đây dưới tình huống này lại phát huy được tác dụng lớn như vậy. Theo góc độ của Eugene, rõ ràng thấy được trên cổ tay thanh mảnh của Oản Oản là một cái vòng tay cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào một vòng kim ti vàng. Eugene vẻ mặt giễu cợt nhất thời cứng lại, con người bởi vì kinh hoàng mà kịch liệt co rúm, hơn nữa thân thể theo bản năng mà nhanh chóng lui về sau một bước. Tất cả mọi người đều cho là vũ khí của Hắc Quả Phụ có bao nhiêu phức tạp cùng đáng sợ, nhưng chỉ có người từng xem qua mới biết, thật ra thì vũ khí trong tin đồn khát máu làm kinh hãi người khác tới cực hạn kia, chẳng qua chỉ là một cái vòng kim ti đơn giản mà thôi. Nhưng cái vòng kim ti này đã dính vô số máu của nhiều cao thủ trong truyền thuyết. Sau khi nhìn thấy vòng kim ti kia xong, Eugene đã sớm không còn bình tĩnh như lúc nãy, thân thể run lẩy bẩy, hoàn toàn rối loạn lên, vâng, cảm ơn phu nhân, hôm nay gặp qua quả nhiên mở rộng tầm mắt. Lời nói của Eugene bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn lộn xộn, bởi hắn đã thấy rõ trong mắt của đối phương nổi lên sát ý nồng đậm, chỉ cần đối phương động ngón tay một cái thôi là tính mạng của hắn liền khó giữ. Quả nhiên, hắn vừa muốn xoay người lại, sau lưng liền truyền tới âm thanh thản nhiên của Oản Oản. Nếu anh hiểu biết rõ về vòng kim ti của tôi như vậy, thì dĩ nhiên cũng hẳn biết là, người nào gặp qua nó, sẽ có kết quả như thế nào rồi chứ. Đương nhiên là hắn biết, người gặp qua vòng kim ti, tất cả đều chết hết rồi. Nhìn thấy trong mắt Hắc Quả Phụ ngày càng có sát ý mạnh mẽ, Eugene thân thể cứng ngắc, một câu cũng không dám nói, vội vàng nhìn về phía Cửu Hồng Hải mở miệng, lão đại, chúng ta rút lui thôi, không cần phải vì một nhiệm vụ thế này mà tốn thời gian ở đây. Đây chính là Dead Rose. Nếu như chọc giận đối phương, cả tổ chức của bọn họ đều sẽ đi vào chỗ chết. Cửu Hồng Hải nhìn thấy phản ứng này của Eugene, là biết chắc rằng hắn đã xem qua vũ khí của đối phương, xác định cô chính là Hắc Quả Phụ, vì vậy quyết định thật nhanh, trong nháy mắt nhìn về phía tất cả thuộc hạ mở miệng, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Nói xong hướng về phía Oản Oản hơi cúi người nói, nếu những người này là người mà phu nhân muốn, chúng tôi đương nhiên không dám tơ tưởng đến nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Hôm nay nếu có đắc tội xin phu nhân lượng tình tha thứ. Ha ha! Đoàn người đang muốn đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng cười làm bọn hắn rợn cả tóc gáy. Oản Oản lười biếng chống tay lên vai của thuộc hạ, quay đầu nhìn về đám thuộc hạ sau lưng mình, mở miệng nói, thật là, đã lâu không có gặp phải những người không biết sống chết như vậy, thật là thú vị. Mọi người nói xem, có phải không? Ám vệ thập nhất nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, lập tức thuận theo lời nói của cô. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía đám người của thí huyết minh nhóm người đang chuẩn bị chạy trốn, lạnh giọng mở miệng nói, đứng lại. Chủ nhân cho phép các người đi chưa? Nếu đã biết rõ quy tắc của chủ nhân tôi, còn dám chơi trò này sao? Cựu thủ lĩnh, người đã nghĩ xong hậu quả mà mình phải nhận rồi chứ? Nghe nói như vậy, bước chân của Cửu Hồng Hải nhất thời cứng đờ, mà trong lúc đó lưng của Eugene đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ý này của đối phương, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn a. Chương 407, cùng bọn họ chơi đùa thật tốt một chút đi. Vào lúc này Eugene đã vô cùng hối hận chính mình mới vừa rồi lại quá manh động nhất thời lại đi mạo hiểm.
nhưng lúc này dù nói gì hay làm gì cũng đều không kịp nữa rồi. Vì vậy, Eugene lập tức quay sang Cửu Hồng Hải mở miệng nói, lão đại, dù bọn họ là người của Dead Rose thì thế nào? Bọn họ đã ẩn náu suốt 10 năm nay, ai mà biết được thực lực của bọn họ bây giờ có giỏi như trước đây nữa không? Nói không chừng nãy giờ chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể tiêu diệt được bọn hắn. Đến lúc đó há chẳng phải là danh tiếng đại thắng của chúng ta càng thêm vang dội hay sao? Một đám thuộc hạ đứng sau lưng Oản Oản nghe đến đó, giống như đã nghe được chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, quay sang nhìn nhau cười lớn. Ha 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 ha, chủ tử người nói không sai, thật sự là đã lâu rồi chúng ta chưa từng gặp qua chuyện thú vị như vậy. Chẳng phải bây giờ bọn họ muốn biết thực lực của Dead Rose lúc này sao? Không bằng bây giờ chúng ta cùng bọn họ chơi đùa một chút đi. Đừng đùa một cái liền chết hết nha. Phải sống thì mới có trò vui tiếp theo được nha. Tiếng cười chói tai điên cuồng của những người đó, vang dội cả một vùng, khiến cho xương cốt người nghe phát rét. Lúc này Cửu Hồng Hải dù bình tĩnh đến mấy nhưng đã hoàn toàn không chịu nổi nữa. Hắn ta chủ của thí huyết minh người khác mới nghe đến tên đã sợ mất mật, thế mà ở trước mặt những người này lại nhỏ bé đến mức giống như con cừu chuẩn bị dâng đến miệng cọp. Cửu Hồng Hải nhìn Eugene lớn tiếng la lên, cậu câm miệng lại cho tôi. Một mình hắn chết thì không nói làm gì, nhưng hiện tại lại có thể liên lụy tới cả tổ chức mà hắn vất vả tạo ra đều có thể bị hủy diệt tại nơi này và ngay bây giờ. Không có biện pháp nào khác. Vì bảo toàn cho tổ chức, Eugene, phải chết. Đại não của Cửu Hồng Hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền đưa ra sự lựa chọn, vô cùng nhanh chóng làm cho người khác không kịp chuẩn bị mà giựt súng trong tay người hề giơ lên, nhắm ngay đầu của Eugene. Lão đại, anh, đoang. Một tiếng vang thật lớn, lời nói của Eugene còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã bị Cửu Hồng Hải dùng một phát súng bắn nát đầu. Thịt vụn cùng máu bị súng bắn nổ tung, văng tung tóe đầy mặt người bên cạnh, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa. Phu nhân, là tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, làm cho phu nhân tức giận. Hiện tại tôi đã xử lý xong người này, xin phu nhân bớt giận. Cửu Hồng Hải nói xong liền một mực duy trì động tác cúi đầu tạ lỗi. Giống như đang chờ đợi phán xét. Trên trán Cửu Hồng Hải mồ hôi hột từng giọt một rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, thuộc hạ bên người Hắc Quả Phụ nhìn thoáng qua chủ nhân của mình như muốn xin phép ý kiến, sau đó mới lạnh lùng liếc nhìn Cửu Hồng Hải mở miệng nói, cút. Vâng, cảm ơn phu nhân tha tội, chỉ một chữ mà làm cho Cửu Hồng Hải như được đặc xá, liên tục nói cảm ơn, sau đó chỉ huy tất cả thuộc hạ của mình vội vàng rút lui. Hắn ta như rất sợ đối phương đổi ý, ngay cả một giây đều không dám dừng lại. Một đám người trong chốc lát chạy đi ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Rút lui. Thí huyết minh lại, rút lui như vậy. Đám người Lưu Ảnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đám người của thí huyết minh rút đi như gió, kinh ngạc không thôi. Vừa mới hồi phục tinh thần ngay sau đó lại là sự tuyệt vọng cùng sợ hãi lớn hơn. Nếu là thí huyết minh bọn họ có lẽ còn có sức mà đánh một trận, nhưng đây là Dead Rose. Bọn họ ngay cả chỗ để né tránh cũng không có. Toàn bộ đám người Lưu Ảnh đều như gặp đại địch mà nhìn chằm chằm về phía nhóm người đối diện kia. Sau khi người thí huyết minh rời đi, tất cả ám vệ bên người Diệp Oản Oản vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo bản năng vẫn duy trì trạng thái ngụy trang, chờ đợi chỉ thị của Diệp Oản Oản. Ban đầu bọn họ cũng giống như đám người Lưu Ảnh không hiểu tại sao ông chủ nhà mình lại lựa chọn một cô gái nhìn yếu đuối mảnh mai như đóa hoa như vậy. Nhưng trải qua sự việc lần này, từ việc Diệp Oản Oản cự tuyệt rời đi, rồi đến nơi khác để cho bọn họ thay đổi quần áo ngụy trang, sau đó đến chuyện làm cho thí huyết minh toàn bộ rút lui, tất cả đủ để cho bọn họ có cái nhìn khác về cô, thậm chí đáy mắt còn có một tia kính nể. Chương 408, ông chủ bị vấy bẩn. Bọn người ám vệ được phái đi theo bảo vệ cho Diệp Oản Oản rời đi an toàn, ban đầu tất cả đều cho rằng cô là một con chim hoàng yến tham sống sợ chết. Ai ngờ đó lại là người dẫn bọn họ ra khỏi tình thế không lối thoát này. Dưới ánh nhìn kính sợ và nể trọng của ám vệ cùng ánh mắt lạnh như băng chuẩn bị chiến đấu của đám người Lưu Ảnh người chưa biết chuyện gì đang xảy ra, lúc này người phụ nữ mặc váy đen đã chậm rãi hướng về phía trước, từng bước đi tới, trên cổ tay vòng kim ti màu vàng phát ra hào quang, âm thanh lười biếng mở miệng nói, người cản trở đã đi rồi, hiện tại, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu bữa ăn chính của mình rồi. Các ám vệ cũng như thập nhất đối với lời nói của Diệp Oản Oản không có chút nghi ngờ nào, vẫn như hình với bóng theo sát ở bên cạnh cô. Lưu Ảnh phun một tiếng, yêu nữ, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm.
Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng hơi hơi co giật, cô tại sao lúc nào cũng không thoát khỏi hai từ, yêu nữ, này vậy. Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn không hiện ra chút khác thường nào, vẫn duy trì ánh mắt lạnh như băng, hướng về phía sau giơ tay một cái. Tiểu đội ám vệ hiểu ý, lập tức đem đám người bọn họ bao vây lấy. Tiểu đội ám vệ này coi như là tiểu đội có sức mạnh tinh duệ nhất của Tư Dạ Hàn, cho nên những người còn lại bên người Tư Dạ Hàn lúc này đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, huống chi Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đã bị trọng thương. Đám người Lưu Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Diệp Oản Oản không có trì hoãn nhiều, theo lời của Diệp Oản Oản, đám người Lưu Ảnh bị bắt giữ, nhanh chóng được đưa tới địa điểm an toàn. Xác định không có gặp nguy hiểm nữa, Diệp Oản Oản mới xuống xe, đi tới chiếc xe ở giữa kia. Thập Nhất cung kính đem cửa xe phía sau mở ra, chỉ thấy bên trong xe có một người đàn ông đang nằm sắc mặt trắng bệch, dung nhan nhợt nhạt như xương. Lần nữa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, trong lòng Diệp Oản Oản không nói ra được cảm giác hiện giờ của mình là gì. Mặc dù quá trình giải cứu đầy kinh sợ hiểm nguy, nhưng cô rốt cuộc cũng đã thay đổi được quỹ đạo liên quan đến chuyện này của kiếp trước rồi. Chuyện của kiếp trước sẽ không phát sinh nữa, Tư Dạ Hàn sẽ không bị thương nặng nữa, về sau tình trạng của cơ thể cũng sẽ không trở nên xấu đi, có lẽ còn có khả năng chỉ cần điều dưỡng tốt cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Một tuần lễ trước khi biết Tư Dạ Hàn phải đi nước B, cô cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Lấy sức một mình cô căn bản là không có cách ngăn cản sự việc lần này phát sinh, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phương pháp này, lợi dụng tin tức cơ mật mà mình biết được ở kiếp trước cải trang thành người mà thí huyết minh kinh sợ nhất, Dead Rose. Để đóng vai một nữ ma đầu biến thái khát máu, kỳ thật thì chính cô cũng không có cái gì gọi là không quen, cũng may tại thời điểm chính thức đó, so với trong tưởng tượng của cô thật giống như ngựa quen đường cũ. Quen việc dễ làm, cộng thêm tiểu đội ám vệ một của Tư Dạ Hàn đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã phối hợp cùng cô diễn một vở kịch không đánh cũng thành công hoàn mỹ, thành công lừa gạt những người đó, thậm chí còn làm kinh sợ đến Cửu Hồng Hải phải tự tay giết chết tên Eugene. Đừng đụng vào ông chủ của tôi, Diệp Oản Oản mới vừa đưa tay ra, Lưu Ảnh liền như phát điên giống giận lên. Nếu vậy, tôi càng muốn đụng đấy. Diệp Oản Oản nói xong liền lấy ngón tay đụng chạm lên mặt của Tư Dạ Hàn, nhẹ nhàng sờ. Chưa dừng ở đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản nghiêng người cúi xuống, đôi môi đỏ mọng trực tiếp chạm vào đôi môi mỏng lạnh như băng của Tư Dạ Hàn. Cô, tôi giết cô. Thấy ông chủ bị ô nhục, trong nháy mắt Lưu Ảnh nổi lên vẻ điên cuồng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lưu Ảnh tấn công tới hướng mình, vẫn đứng yên ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, thần sắc không thay đổi. Quả nhiên, Lưu Ảnh vừa mới đến gần, liền bị Thập Nhất đứng bên cạnh Diệp Oản Oản cản lại, ngay cả vạt áo của cô cũng không đụng được. Giống như cảm thấy Lưu Ảnh giận còn chưa đủ, Diệp Oản Oản lại liếc hắn một cái rồi nói, "A, tôi không chỉ muốn đụng mà còn muốn ngủ cùng nữa đấy." Một bên đám ám vệ. Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa mà. Lưu Ảnh tuy không bị thí huyết minh đánh chết thì cũng sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Chương 409, không cách nào tin tưởng. Lưu Ảnh quả nhiên giận đến sắp bùng nổ, không muốn sống nữa càng thêm điên cuồng tấn công tới hướng Diệp Oản Oản, đánh ra rất nhiều chiêu chí mạng về phía cô. Thập Nhất lúc này không thể không mở miệng được nữa nói, Lưu Ảnh. Dừng tay. Nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc, cả người Lưu Ảnh đều sững sốt, động tác công kích trên tay cũng trong nháy mắt dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía người mới nói kia, cậu. Thập Nhất tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về phía Lưu Ảnh mở miệng nói, Lưu Ảnh. Đừng kích động, là tôi đây. Cậu, Thập Nhất, nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ đó, trong nháy mắt Lưu Ảnh ngẩn ngơ, Hứa Dịch cũng trợn tròn mắt. Mấy người Lưu Ảnh ban đầu đều đã chuẩn bị tốt tâm lý sống chết tới cùng, giờ phút này toàn bộ như đang không thể tin được, đứng ngây người tại chỗ. Làm cho bọn họ càng không có cách nào tin được chính là, các thuộc hạ khác đi theo sau Hắc Quả Phụ cũng lần lượt tháo mặt nạ trên mặt xuống. Từng gương mặt đang dần lộ ra, đến khi nhìn rõ những gương mặt này, biểu tình của đám người Lưu Ảnh, Hứa Dịch, Tống Tĩnh tất cả đều như đang mơ, biểu cảm như không thể tin được tình huống trước mắt. Những người này, những thành viên của Dead Rose, lại là đội ám nhất hộ tống Diệp Oản Oản rời đi. Bọn họ không phải là đã rời đi rồi sao? Đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người của Dead Rose lại biến thành tiểu đội ám nhất cơ chứ? Chẳng lẽ, hết thảy từ nãy đến giờ đều là giả? Là tiểu đội ám nhất ngụy trang thành Dead Rose sao? Đây quả thực là không cách nào tin được. Dead Rose là tiểu đội ám nhất, vậy Hắc Quả Phụ.
không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Lưu Ảnh quay lại nhìn Diệp Oản Oản. Thấy được tầm mắt khiếp sợ của Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản đưa tay ra, chậm rãi tháo cái mũ trên đầu xuống, dung nhan tuyệt mỹ bị khăn che giấu trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt mọi người. Mắt nhìn thấy gương mặt của cô gái kia đang dần lộ ra, con người của Lưu Ảnh càng co rúc lại, cuối cùng hóa thành khiếp sợ và đờ đẫn, cả người đều như một pho tượng cứng ngắc. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, đội trưởng Lưu Ảnh, vẫn khỏe chứ? Đờ đẫn suốt 10 giây, Lưu Ảnh rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, Diệp Oản Oản. Chuyện này, cái này làm sao có thể? Hắc quả phụ lại là Diệp Oản Oản. Người mới vừa rồi có khí thế cường đại đó, làm người khác sợ đến mức ngay cả thí huyết minh đều giống như chó sắp rơi xuống nước, tìm cách tháo chạy thoát thân là Diệp Oản Oản. Không chỉ là Lưu Ảnh, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, rồi đứng ngây ngốc ở nơi đó, phảng phất như gặp quỷ. Sao? Làm sao có thể là cô không phải là đi rồi sao? Còn có tiểu đội ám nhất, các cậu, cô làm sao có thể? Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả lời nói của Lưu Ảnh cũng không còn mạch lạc nữa. Thân sắc của Hứa Dịch cũng tương đối phức tạp, vừa khiếp sợ vừa không thể tin được, khó trách mới vừa rồi hắn cảm thấy cô gái này có thân hình cùng giọng nói quen thuộc đến vậy, nhất là thời điểm khi cô tiếp cận ông chủ nhà hắn, cố ý chọc tức Lưu Ảnh, cái cảm giác quen thuộc kia liền rõ ràng hơn. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, cô ấy lại là Diệp Oản Oản. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh mặt đầy hoang mang, hoàn toàn không biết phải nói gì. Mới vừa rồi người cứu mạng bọn hắn, lại là kẻ chuyên gây họa cái gì cũng không biết làm, là người được bọn họ cho rằng là hồng nhan họa thủy Diệp Oản Oản sao. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, giống như đang trong mơ mọi người cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Thập nhất, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Ảnh hoảng sợ hỏi. Thập nhất đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, thấy vậy cười nói, chuyện nói ra rất dài dòng, tóm lại lần này nhờ có tiểu thư Oản Oản chúng ta mới thoát được, vào nhà trước rồi hãy nói. Miệng vết thương của các anh cần phải xử lý. Lưu Ảnh. Xử lý vết thương cái giám a? Hiện tại quan trọng là vết thương sao? Không hiểu chuyện gì cả làm cho cả người hắn đều sắp phát điên lên rồi đây. Chương 410, Nguy hiểm linh nghiệm. Cùng lúc đó, đế đô, Tư gia. Tư lão phu nhân đang ở trong phòng khách uống trà. Tần Nhược Hy cùng một thành viên ban giám đốc trong công ty vẻ mặt vội vã chạy tới. Hai người tại sao lại tới đây vào lúc này? Tư lão phu nhân xoa trán, vẻ mặt có chút mỏi mệt hỏi. Cũng không biết thế nào mà cả ngày nay, bà luôn cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Lúc này nhìn thấy Tần Nhược Hy cùng một nguyên lão cấp cao trong công ty đến tìm, nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Tần Nhược Hy nhìn về phía thành viên ban giám đốc đứng bên cạnh mình, sắc mặt người đó như đang phân vân có nên nói ra hay không, đây là chuyện cực kỳ khó có thể mở miệng, cuối cùng nhìn Tần Nhược Hy nói tiểu thư Nhược Hy, vẫn là cô nói thì tốt hơn a. Tần Nhược Hy do dự trong chốc lát, sau đó quyết định nên nói thì tốt hơn, rốt cục mở miệng nói, bà nội, cháu có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng bà, nhưng mà sau khi bà nghe xong, nhất định phải bình tĩnh, không nên quá kích động. Lão phu nhân nghe vậy. Chân mày nhất thời nhíu lại, chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Tần Nhược Hy hít sâu một hơi rồi nói, là A Cửu, anh ấy xảy ra chuyện rồi. Lão phu nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, âm thanh vội vàng truy hỏi, tiểu cửu nó thế nào? Tần Nhược Hy trầm giọng mở miệng nói, đoàn người của A Cửu tại nước B bị một thế lực không rõ bao vây, Hứa Dịch phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng cháu đã lập tức nhanh chóng điều đi cứu viện, nhưng không nghĩ tới là cổ thế lực kia lai lịch không nhỏ. Toàn bộ nước B đều ở dưới thế lực của hắn, người của chúng ta căn bản không nắm được vị trí cụ thể của bọn họ, tin tức của Hứa Dịch ở bên kia cũng bị cắt đứt, truyền ra không được, chúng cháu bây giờ, đã hoàn toàn mất đi tin tức bên kia rồi. Mấy người Tư Dạ Hàn vào lúc này đã hoàn toàn mất liên lạc, không rõ tung tích, sinh tử không biết được, mặc dù lo lắng lão phu nhân sẽ chịu không nổi, nhưng chuyện lớn như vậy, nếu bọn họ dám gạt bà thì... Trong nháy mắt Tần Nhược Hy vừa nói đến đây... Lão phu nhân đột nhiên đứng lên, nhưng chỉ mới đứng dậy được một chút liền vì tin tức này mà dẫn tới kích động quá lớn làm bà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Bà nội! Lão phu nhân đột nhiên té xỉu, phòng khách trong nháy mắt hỗn loạn. Tần Nhược Hy một bên cho quản gia đi kêu bác sĩ gia đình đến, một bên vội vàng đi theo lão phu nhân vào bên trong. Một lúc sau lão phu nhân mới tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại liền kích động níu lấy quần áo của Tần Nhược Hy, cháu nói cái gì? Nhược Hy, cháu mới vừa nói cái gì? A Cửu bọn họ bị người khác hãm hại sao?
Trước mắt đúng là như vậy, Tần Nhược Hy sắc mặt nặng nề, mí mắt bên dưới cũng đã thâm quầng, hiển nhiên đã một đêm chưa ngủ. Trên mặt của lão phu nhân một mảnh âm trầm, là ai, dám động thủ với người của Tư gia chúng ta như vậy chứ? Là một tổ chức có tên là Thí Huyết Minh, cùng Tư gia chúng ta không chút dính líu gì, cháu đoán chắc là có người thuê họ để ám hại chúng ta. Tần Nhược Hy trả lời. Nghe được ba chữ Thí Huyết Minh, trong nháy mắt sắc mặt của lão phu nhân càng thêm tái nhợt, hiển nhiên cũng từng nghe qua tin đồn có liên quan đến tổ chức kia. Là ai có thâm cừu đại hận gì, vì muốn đối phó với Tư gia mà có thể thuê tổ chức nổi tiếng khát máu như vậy chứ? Vốn là bà còn đang suy đoán, mục đích của đối phương có thể là vì những thiết bị đắt giá kia, hoặc là vì muốn phá hỏng lần giao dịch quan trọng này mà ra tay. Giờ nhìn lại, chuyện này, rõ ràng chính là muốn xếp đặt đầy tiểu cửu vào chỗ chết. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên nghĩ tới lúc trước Thấm Du đến nói chuyện cùng bà, nói trước khi đi, oản oản một mực quấn lấy tiểu cửu, cố gắng ngăn cản tiểu cửu rời đi, còn nói nằm mơ thấy hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó bà chỉ cho rằng là tiểu nha đầu tùy hứng không hiểu chuyện, tùy tiện tìm cớ không muốn để cho bạn trai đi công tác lâu như vậy thôi. Ai ngờ, A Cửu lại thực sự gặp phải nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 411, quả nhiên không tầm thường. Bởi vì thương thế của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh rất nặng nên việc đầu tiên khi về nước chính là tìm một nơi gần đó chữa trị cho bọn họ. Chờ thu xếp ổn thỏa, bọn họ sớm đã tò mò không chịu được, lúc này mọi người rốt cuộc có thể nghe được lời giải thích đầu đuôi sự việc từ Thập Nhất. Thập Nhất nhìn từng người một đang nhìn chăm chú vào mình, bắt đầu nói, khi đó, chúng tôi quả thật đã đem tiểu thư Oản Oản đưa đến nơi an toàn, nhưng sau khi đến nơi đó, tiểu thư Oản Oản lại đột nhiên cự tuyệt không muốn rời đi. Cự tuyệt rời đi sao? Hứa Dịch lẩm bẩm. Vâng, khi đó chúng tôi đều rất tức giận, lúc ở khách sạn. Dưới tình huống nguy hiểm phải chạy trối chết như thế mà cô ấy còn muốn mang theo cái dương đựng quần áo cùng đồ trang điểm của mình, chúng tôi còn tưởng rằng lần này cô lại muốn giở trứng, thật không nghĩ đến là. Nhớ lại lúc đó, giọng nói của Thập Nhất vẫn như cũ có chút kích động, cô ấy cố ý muốn chúng tôi mang theo cái dương kia cùng đi, tất cả đều là đồ dùng để ngụy trang thành Dead Rose. Lưu Ảnh, Hứa Dịch cùng đội hộ vệ tất cả mọi người nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau. Cái dương đen to lớn mà Diệp Oản Oản nhất mực xem là bảo bối thế nhưng bên trong lại chính là mấy đồ hóa trang này sao? Lưu Ảnh lập tức hỏi, vậy vũ khí vòng kim ti của Hắc Quả Phụ thì sao? Thập Nhất sờ mũi một cái đáp ưng, theo lời của tiểu thư Oản Oản nói thì đều là đồ trên mạng tốn cũng không ít tiền mới mua được, những thứ quần áo kia tất cả cũng đều là mua trên mạng, nhưng bởi vì mua quá nhiều nên người ta bán giá xỉ, một cái không tới 100 tệ. Biểu tình của tất cả mọi người lúc này. Diệp Oản Oản thế nhưng lại lên mạng mua được một nhóm đạo cụ giá rẻ hơn nữa lại có thể dọa được Thí Huyết Minh tổ chức mà người khác vừa nghe tên thôi đã sợ mất mật. Nếu không phải là bọn họ mới vừa chứng kiến qua hết thảy mọi chuyện, thì quả thật là giống như đang nghe chuyện hài. Nhưng vấn đề là, cô ấy làm sao lại biết thông tin của Dead Rose rõ ràng như thế, ngay cả thân phận thật của ca cũng biết được, thậm chí còn chuẩn bị xong kế hoạch này nữa chứ. Có người mở miệng hỏi. Đây đại khái cũng là nghi vấn của tất cả mọi người. Thập Nhất giang tay ra, cái này sao, tôi cũng không biết. Lúc này, Tống Tĩnh bên cạnh thân thể để chân, toàn thân trên dưới đều là băng gạc, ho nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói, khụ cái đó, chẳng lẽ cô ấy lại biết trước được sự việc sẽ xảy ra. Nhắc tới điều này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Ngày đầu tiên tới nơi này, Diệp Oản Oản cũng đã nói Lưu Ảnh sẽ có họa sát thân, tới ngày thứ ba. Diệp Oản Oản còn nói Tống Tĩnh có kiếp đào hoa, thậm chí, trước khi tới nơi này, cô đã từng nói qua không biết bao nhiêu lần ông chủ đi xa lần này sẽ có nguy hiểm. Mỗi một sự việc cô ấy đoán, mỗi một cái tất cả đều linh nghiệm. Lợi hại, tôi đột nhiên phát hiện, những điều mà tiểu thư Oản Oản nói đến nay dường như tất cả đều thành sự thật. Cái này cũng quá thần kỳ đi. 666, không hổ là người phụ nữ mà ông chủ chúng ta coi trọng. Quả nhiên không tầm thường. Mọi người rối rít cảm thán không thôi, nhưng đương nhiên cũng có người trong lòng vẫn tồn tại nghi ngờ, nào có người nào thực sự có thể biết trước số mạng của người khác như vậy được. Oản Oản chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối, từ đâu mà cô biết được những thứ tin tức cực kỳ bí mật này chứ? Nghe xong lời giải thích của Thập Nhất, thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Hứa Dịch quét mắt về phía mọi người mở miệng nói, bất luận tiểu thư Oản Oản làm sao biết được hết thảy những chuyện này, nhưng chúng ta có thể khẳng định là cô ấy muốn giúp chúng ta. Cứu mạng của tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không có ác ý.
Quả thật như thế, nếu như không phải là cô ấy đến đúng lúc, bọn họ cũng đã sớm mất mạng từ lâu. Nghe được câu nói này của Hứa Dịch, một tia nghi ngờ trong lòng mọi người cũng đã không còn nữa. Nhất là tiểu đội ám vệ đi theo Diệp Oản Oản, cùng nhau trải qua sinh tử vừa rồi, lại còn phối hợp ăn ý với nhau cứu mọi người khỏi hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, càng không có bất kỳ lý do hoài nghi nào. Diệp Oản Oản rõ ràng có thể lựa chọn bỏ lại bọn họ, nhưng lại lựa chọn trở lại cứu người. Chỉ bằng một điểm này thôi đã đáng được bọn họ kính nể. Càng để cho bọn họ thán phục hơn chính là Oản Oản chỉ là một cô gái thế mà ở dưới tình huống một sống một còn này so với bọn hắn nhưng ám vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện còn bình tĩnh hơn rất nhiều. Toàn bộ hành trình đều chỉ huy bọn họ rất tốt, tự mình khống chế toàn cục giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Chương 412, cô lúc nào thì hành nghề coi bói rồi. Đối với lời nói của Hứa Dịch, Lưu Ảnh không cách nào phản bác được. Hắn cũng coi như là đội trưởng nhưng lại không thể bảo vệ được ông chủ của mình, thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình cũng không bảo hộ được. Nếu như không phải là Oản Oản kịp thời xuất hiện, thì lúc này Tống Tĩnh đã là một cỗ thi thể rồi, lúc đó cả đời này hắn cũng sẽ không thể nào tha thứ được cho chính mình. Diệp Oản Oản đã cứu tất cả tính mạng bọn họ, về điểm này, hắn không còn lời nào để phản bác. Bên trong phòng ngủ, Diệp Oản Oản vừa mới cho Tư Dạ Hàn uống thuốc xong, đang thay quần áo cho anh. Tư Dạ Hàn vào lúc ngủ say, trông thật yên tĩnh không có loại hơi thở thường ngày làm người ta sợ hãi, bộ dáng này khiến cho người đàn ông mạnh mẽ như vậy mà giờ đây nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô hại mà nhẹ nhàng. Đã trôi qua cả một ngày rồi nhưng Tư Dạ Hàn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhớ đến chuyện kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt 3 tháng trời, thiếu chút nữa thì đã không chịu đựng nổi, lần này may là không có bị thương nặng. Nhưng từ sâu trong thân thể của Tư Dạ Hàn đã có bệnh tiềm ẩn rồi nên trận ốm này đối với thân thể của anh vẫn mang lại tổn thương rất lớn, cũng là tai họa cực lớn. Cũng không biết lần này anh hôn mê bao lâu mới có thể tỉnh. Diệp Oản Oản đang thất thần, cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên, một người hộ vệ bưng thức ăn đi vào. Tiểu thư Oản Oản, ăn một chút gì đi, người hộ vệ đối đãi với cô rõ ràng so trước kia có chỗ không giống nhau. Ngày trước những thuộc hạ này của Lưu Ảnh ngoài mặt đương nhiên sẽ không thể hiện ra điều gì với cô, nhưng trong ánh mắt thể hiện đầy vẻ lạnh lùng và giễu cợt không cách nào che giấu. Được, cảm ơn, để ở đó đi. Người hộ vệ đem thức ăn bày ra, nhưng lại không rời đi ngay, mà đứng tại chỗ, như muốn nói rồi lại thôi. Thế nào còn có việc gì sao, Diệp Oản Oản thấy vậy, mở miệng hỏi. Người hộ vệ hơi đỏ mặt, dường như có chút ngượng ngùng, do dự gãi đầu một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, là cái đó, tiểu thư Oản Oản, cô có thể giúp tôi xem một quẻ không? Diệp Oản Oản sững sờ, hả? Giúp hắn làm gì? Người hộ vệ vội vàng nói, tiểu thư cứ đưa ra giá, tôi sẽ trả đủ. Không cần phải hạ giá cho tôi đâu. Diệp Oản Oản, cô lúc nào thì đã hành nghề bói toán rồi vậy? Có thể không? Người hộ vệ một mặt mong đợi hỏi. Diệp Oản Oản nhất thời không biết nói gì, xem ra là mấy lần trước cô ngụy trang bức người quá thành công cho nên những người này mới có thể tin tưởng cô, nghĩ cô có thể coi được số mạng của người khác. Những việc cô nói, những việc cô làm, so với xem bói thì chuẩn xác hơn nhiều, nhưng vấn đề là không phải tương lai của ai cô cũng biết ha. Ví dụ như người trước mắt này. Nhìn khuôn mặt trước mắt cực kỳ lạ, trong trí nhớ của cô không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến người này. Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ nói, tôi có quy củ, tôi chỉ có thể xem cho người hữu duyên với mình mà thôi. Về phần rốt cuộc như thế nào mới tính là hữu duyên, đây còn không phải là do định mệnh sao? Người hộ vệ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là mặt đầy thất vọng đi ra ngoài. Lúc này, cánh cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, tiểu thư Oản Oản, vậy có thể coi cho tôi một quẻ không? Hứa Dịch cũng không biết đến đây lúc nào, đi từ cửa vào. Nhìn người tới, Diệp Oản Oản nhíu mày, Hứa Dịch. Diệp Oản Oản cười nói, trợ lý Hứa lại giễu cợt tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ là trêu chọc bọn họ thôi, sao tôi có thể thật sự coi được số mạng người khác như vậy a? Nếu tôi có thể coi được số mạng, còn có thể lăn lộn đến thảm như vậy sao? Trên thực tế, Hứa Dịch được coi như là một trong những trợ thủ đắc lực cùng người thân cận nhất của Tư Dạ Hàn, vận mệnh của Hứa Dịch, cô vô cùng rõ ràng. Lúc này, không biết nhớ lại cái gì. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản đột nhiên trở nên cứng lại. Gần đây cô đang một mực rầu rĩ chuyện của Tư Dạ Hàn, cũng không có chú ý đến cái khác, bây giờ được Hứa Dịch nhắc tới như vậy cô mới nhớ, kết quả kiếp trước của Hứa Dịch dường như rất bi thảm.
Chương 413, vận mệnh của Hứa Dịch. Hơn nữa, nếu như cô nhớ không lầm, nguyên nhân tạo thành bi kịch của Hứa Dịch là do chuyện Tư Dạ Hàn bị cướp giết lần này mà ra. Kiếp trước Tư Dạ Hàn bị cướp giết, là chuyện lớn như vậy, Tư gia đương nhiên muốn điều tra kỹ thủ phạm. Tra một cái, cuối cùng tra được một chuyện, công ty có nội gián. Mà trong lúc này nội gián, chính là Hứa Dịch phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất của Tư Dạ Hàn. Bởi vì địa vị và sức ảnh hưởng của Hứa Dịch khi đó làm toàn bộ Tư gia bị kinh động. Khi đó Tư Dạ Hàn đang ở trạng thái hôn mê, người xử lý sự việc này chính là lão phu nhân, quản lý cấp cao của công ty cùng với nguyên lão trong gia tộc. Nhiều nhân viên nội bộ cấp cao kết hợp xem xét, cuối cùng quyết định chứng cứ đó là xác thật. Thiết bị bị cướp, ngay cả đội hộ vệ cùng ám vệ đều tổn thất nặng nề, vô số người bị thương, Tư Dạ Hàn vẫn hôn mê bất tỉnh, tội danh vô cùng lớn đủ để cho Tư gia sử dụng hình phạt tàn khốc đối với người phản bội Hứa Dịch này. Lúc đó Hứa Dịch liều chết giải thích, cầu người khắp nơi, phủ nhận hết mọi chuyện, nhưng dưới những loại chứng cứ như vậy, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, đứng về phía hắn cả. Cuối cùng, Hứa Dịch tứ cố vô thân, cả Hứa gia đều bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có Hứa Dịch may mắn chạy thoát. Nhưng đối với Hứa Dịch mà nói chuyện một mình còn sống so với chết còn thống khổ hơn. Hắn mãi mãi mang tội danh phản bội rửa không sạch, chịu đau đớn từ chuyện người thân bị tiêu diệt toàn bộ, cuộc đời còn lại đều ở trong thống khổ cực cùng. Diệp Oản Oản nhớ đến lúc Tư Dạ Hàn tìm tới hắn, Hứa Dịch bên đùi phải bị tàn tật, một thân lam lũ mà nằm ở dưới chân cầu, cả người cũng đã điên điên khùng khùng, tinh thần không rõ. Mặc dù sau khi Tư Dạ Hàn tỉnh lại đã tra ra thủ phạm thật sự phía sau màn kịch đó, nhưng tất cả những thứ này đối với Hứa Dịch mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Sau đó, Tư Dạ Hàn nhận Hứa Dịch trở về, phái người trông nom chữa trị, nhưng cũng không lâu sau đó, vào một ngày bầu trời đen kịt một cơn mưa to như thác đổ, Hứa Dịch biến mất, từ đó cũng không còn xuất hiện nữa, không biết sống chết ra sao. Từ đó về sau, bên cạnh Tư Dạ Hàn không còn người nào thân cận như thế nữa, tên của Hứa Dịch trở thành cấm kỵ mà tất cả mọi người không ai dám nhắc tới. Cho nên nói, kết quả kiếp trước của Hứa Dịch thật sự là rất thảm, không phải loại bi thảm bình thường mà người khác có thể chịu được. Thời điểm ở kiếp trước, hết thảy công việc của cô tất cả đều do Hứa Dịch phụ trách, khi đó cô cơ hồ mỗi ngày đều không ngừng gây chuyện bới móc, người dọn dẹp cục diện rối rắm đó mãi mãi cũng chỉ có Hứa Dịch mà thôi. Mặc dù Hứa Dịch đối với cô cũng có chút thái độ phòng bị, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tận chức trách, còn giúp cô lừa gạt giấu giếm không ít chuyện, ngoài ra còn hết sức cố gắng muốn hóa giải hiểu lầm cùng mâu thuẫn giữa cô và Tư Dạ Hàn. Từ sau khi Hứa Dịch rời đi, thời gian cô ở tại Tư gia ngày càng khó chịu, khổ sở hơn. Mà đời này, Hứa Dịch cũng giúp cô rất nhiều. Nếu như có thể cô cũng không hy vọng kết quả của Hứa Dịch sẽ thê thảm như vậy. Tiểu thư Oản Oản, tiểu thư Oản Oản. Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Hứa Dịch, làm cho Diệp Oản Oản đang đắm chìm trong ký ức thoáng cái chợt tỉnh, phục hồi lại tinh thần, có chuyện gì sao? Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh vết thương đều đã xử lý xong, chúng ta đã có thể lên đường. Hứa Dịch mở miệng nói. Ồ, vậy thì tốt rồi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó theo bản năng hơi hơi nhíu mày. Mặc dù kiếp trước kết quả của Hứa Dịch thực sự rất thảm, nhưng đời này quỹ đạo lịch sử đã bị cô thay đổi nhiều như vậy, căn cứ hiệu ứng nguyên lý hồ điệp, vận mệnh của Hứa Dịch có khả năng rất lớn sẽ thay đổi theo. Có lẽ đời này, sự tình cũng sẽ không phát triển như vậy nữa. Chỉ mong là cô buồn lo vô cớ rồi. Bằng không, dưới tình hình Tư Dạ Hàn hôn mê, hoàn cảnh của Hứa Dịch thực sự sẽ rất không ổn. Chương 414, trở về. Tư gia. Lão phu nhân đang cùng Tần Nhược Hy, quản lý của công ty cùng một đám nguyên lão gia tộc chờ đợi khẩn trương bàn bạc việc muốn cứu người, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, cửa thư phòng bị người đẩy ra, người giúp việc mặt mày kích động, thở hồng hộc mở miệng nói, lão phu nhân, trở lại, cửu thiếu gia bọn họ đã trở lại. Lão phu nhân liền sửng sốt, ngay sau đó mặt đầy vẻ mừng rỡ nói, cô nói cái gì, tiểu cửu đã trở lại rồi sao? Tần Nhược Hy vừa nghe cũng kích động đứng lên, bọn họ đang ở nơi nào rồi? Đã đến cửa rồi ạ. Lão phu nhân gấp gáp vội vàng muốn đứng dậy nói, nhanh. Nhanh tới dìu ta. Quản gia lập tức đỡ lão phu nhân dậy, bước chân vội vã đi về phía cửa. Lão phu nhân vừa rồi nghe được tin dữ đứng cũng đứng không vững, vào lúc này bước đi lại như bay, hận không thể lập tức nhìn thấy cháu trai mình. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa đậu mấy chiếc xe. Đám người Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh lần lượt xuống xe.
Sau đó Từ Dạ Hàn được người khác cẩn thận từng ly từng tí từ trên xe mang xuống, Diệp Oản Oản đi theo một bên. Nhìn thấy Từ Dạ Hàn được nhấc xuống xe, vẻ kích động nhất thời của lão phu nhân hóa thành kinh hoàng, tiểu cửu bị thương sao? Hứa Dịch vội vàng trấn an, cửu gia không có bị thương, lão phu nhân xin ngài yên tâm, chẳng qua là cửu gia trước đây bởi vì mệt nhọc quá độ nên hôn mê, xin lão phu nhân lập tức mời bác sĩ Tôn đến đây khám cho cửu gia đi ạ. Lão phu nhân trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng giờ phút này tất cả sự chú ý đều đã đặt ở trên người cháu mình, vì vậy lập tức để cho lão quản gia phái người đi mời Tôn Bách Thảo, sau đó tranh thủ thời gian để cho mọi người đem Tư Dạ Hàn đưa vào phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn liền bị lão phu nhân, Tần Nhược Hy cùng một đám nguyên lão và người hầu bao vây. Diệp Oản Oản rất nhanh liền bị đám người kia chen lấn xô đẩy ra bên ngoài, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau từ xa xa nhìn vào. Bên trong phòng ngủ, sau nhiều lần xác định cháu của mình chỉ là mệt nhọc quá độ mà hôn mê cũng không có bị thương, trái tim của lão phu nhân cuối cùng cũng thoáng đè xuống, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt cháu mình tái nhợt yếu ớt, mệt đến hôn mê, nhất thời đỏ cả vành mắt, run rẩy nắm chặt ngón tay của cháu trai. Thoáng bình tĩnh tâm tình lại, lão phu nhân lập tức chỉnh lại sắc mặt, chuyển hướng nhìn đám người Hứa Dịch hỏi chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao thoát được? Hứa Dịch hơi cân nhắc một chút rồi đáp, ngay sau đó đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói mạch lạc rõ ràng một lần cho lão phu nhân cùng mọi người đang có mặt ở đây nghe. Ngày thứ ba trên đường đi tới nước B, đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, thân thể cửu gia không chịu được nữa, đột nhiên té xỉu, cũng không lâu sau đó, ám vệ lại nhận được tin tức, nước B bị một thế lực khống chế, cuối cùng sau khi điều tra chứng thật thì biết được thế lực kia lại là Thí Huyết Minh. Lúc đó liên lạc ra bên ngoài của chúng tôi hoàn toàn bị cắt đứt, cơ hồ là mặc cho người khác chém giết mình, lão phu nhân ngài hẳn là cũng rất rõ ràng Thí Huyết Minh là tổ chức có năng lực thế nào. Chúng tôi dù có mang theo nhiều người gấp mấy lần họ đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của những người kia. Dưới tình huống này, tôi chỉ có thể phân ra một đội nhỏ, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Oản Oản tiểu thư rời đi. Mục đích của đối phương rõ ràng cho thấy chính là nhắm vào Tư gia, sẽ không để ý đến một người không quan trọng biến mất như vậy. Lo lắng lão phu nhân sẽ trách cứ Hứa Dịch, một bên Thập Nhất lại bổ sung một câu, dưới tình huống lúc đó, coi như chúng tôi lưu lại cũng không có cách nào thay đổi được cục diện. Cho nên trợ lý Hứa mới để cho chúng tôi bảo vệ tiểu thư Oản Oản rời đi. Đối với cách làm của Hứa Dịch, lão phu nhân không thể nào nói hắn không đúng. Hứa Dịch hiểu rõ tiểu cửu nhất, nếu như khi đó tiểu cửu tỉnh, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Lão phu nhân mặc dù nói như vậy, bất quá lông mày rốt cuộc vẫn là hơi nhíu lại, thể hiện có mấy phần thất vọng. Chương 415, dù sao cũng là người ngoài. Nghe được đám người Hứa Dịch báo cáo, mấy vị nguyên lão của Tư thị tất cả đều sạm mặt lại. Chủ mẫu trong tương lai của Tư gia, vị trí này có bao nhiêu người đang dòm ngó? Nếu bên cạnh Tư Dạ Hàn không có bất kỳ phụ nữ nào, mọi người còn có thể coi như không có chuyện gì, ai ngờ Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mang theo một người phụ nữ xa lạ đi đến Tư gia gặp lão phu nhân, phá vỡ một mảnh yên bình này. Nhưng bọn họ ngại không dám nói vì lực uy hiếp của Tư Dạ Hàn nên tất cả mọi người đối với điều này đều giữ vững sự trầm mặc. Nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có ý kiến, mà loại mâu thuẫn cùng bất mãn này sẽ theo thời gian dần dần trở nên gay gắt hơn. Trong đó một vị trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm một tách trà, không nhanh không chậm mở miệng nói, vị tiểu thư kia dù sao cũng là người ngoài, quả thật cũng không cần phải thiết bị liên lụy bởi chuyện của Tư gia chúng ta, cách làm của trợ lý Hứa không có bất cứ vấn đề gì, tôi cũng đồng ý với cách làm đó. Nói tới chỗ này, ánh mắt của trưởng lão lãnh đạm nhìn về phía Diệp Oản Oản đang đứng trong góc, nếu như thế, hiện tại là chuyện cơ mật liên quan đến nội bộ gia tộc chúng tôi, xin vị tiểu thư này tránh đi một chút. Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mà nhìn về phía người nói chuyện. Trong nội bộ Tư gia, người thuộc dòng chính chi hệ tranh đấu vô cùng lợi hại, chia làm rất nhiều bè phái, người nói chuyện là một vị trưởng lão rất có uy tại Tư gia, cùng Tần gia quan hệ mật thiết, kiếp trước là một trong những người quan trọng ủng hộ Tần Nhược Hy. Ban đầu người cực kỳ có hy vọng ngồi lên vị trí chủ mẫu đương tương lai là Tần Nhược Hy, vì Tần gia, những người này ném vào không ít tiền, quan hệ cùng mâu thuẫn vô cùng hỗn tạp, lợi ích đã sớm chặt chẽ đi theo con người bọn họ không thể tách rời, vào lúc này đột nhiên nhảy ra một người, chiếm đi vị trí này, bọn họ làm sao có thể hài lòng được. Cộng thêm bọn họ vừa nhìn sắc mặt liền đoán được ý người khác, sợ là đã nhìn thấy lão phu nhân đối với cô cũng có bất mãn, làm sao có thể không thừa dịp cơ hội này diệt trừ cô chứ. Trong vòng vài ba câu liền muốn bác bỏ thân phận của cô.
Quả nhiên, lão phu nhân mặc dù hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng nói gì. Đi thì đi, những ngày qua một mực lo lắng đề phòng, cô đã sớm không được ngủ nghỉ đầy đủ, cho nên cũng không có hứng thú nghe những người này ở đây nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà, Diệp Oản Oản thử thăm dò nhìn Hứa Dịch, thời điểm kiếp trước, nội gián chân chính vì muốn che giấu chính mình, nên đám người Tư Dạ Hàn mới vừa trở lại một cái, bọn họ liền xuống tay với Hứa Dịch, ở tại chỗ này cài cái mũ nội gián cho hắn, đưa hắn trở thành người thế mạng. Cô có dự cảm, mặc dù kết quả chuyện này là do cô nhúng tay vào mà xảy ra sự thay đổi nhất định, nhưng Tư Gia chắc chắn sẽ điều tra kỹ thủ phạm, kế hoạch của những người đó sau khi thất bại 8 phần 10 vẫn muốn kéo một người ra để che giấu tội của bọn hắn. Cho nên, kế tiếp sự việc phát triển rất có thể giống như kiếp trước mà cô đã biết. Thấy Diệp Oản Oản không nhúc nhích vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó, một bộ mặt dày mày dạn, ánh mắt trưởng lão hơi lạnh thêm vài phần nói, vị tiểu thư này còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, xin cô rời đi cho. Lúc này, Tần Nhược Hy giải vây nói, Phùng Thúc, Diệp tiểu thư là bạn gái của A Cửu, cũng là chủ mẫu trong tương lai của Tư gia, không thể tính là người ngoài được. Tần Nhược Hy vừa dứt lời, nơi cửa liền truyền tới một tiếng cười lạnh khinh bỉ, a, chủ mẫu lương lai sao, thật là buồn cười chết mất. Dựa vào cái gì mà cô ta xứng? Trưởng lão nhìn về phía cô gái mới xuất hiện kia, Thấm Du, sao con lại tới đây? Ba, con muốn tới đây cùng bà nội nói chuyện, kết quả mới vừa rồi con ở cửa lại nghe được mọi người nói cửu ca bọn họ gặp nạn, mà người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ mà bỏ lại cửu ca tự mình bỏ chạy. Phùng Thấm Du lòng đầy căm phẫn lên tiếng. Chương 416, chỉ là dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Hứa Dịch nghe vậy, hơi nhíu mày, cũng không để ý thất lễ, chỉ có thể đánh gãy lời nói của Phùng Thấm Du, cố gắng giải thích, Phùng tiểu thư, lời mới vừa rồi của tôi còn chưa có nói hết, sự tình không phải như là tiểu thư nghĩ đâu. Kết quả, Hứa Dịch còn chưa nói dứt câu, liền bị Phùng Thấm Du nghiêm nghị trách mắng cắt đứt, anh là ai? Tôi nói chuyện với cha tôi, có phần cho anh chen miệng vào sao? Ngay cả ông chủ của mình cũng không bảo vệ được, Tư gia nuôi loại phế vật này như anh có ích lợi gì? Hứa Dịch bị trách mắng đến mức mặt đỏ tới mang tai, hai tay nắm chặt thành quyền, đang chuẩn bị mở miệng thì nhìn qua thấy sắc mặt của Thập Nhất cũng thập phần khó coi. Phùng Thấm Du từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản khinh bỉ nói, nếu con là người mà cửu ca quyết định là chủ mẫu tương lai, dưới tình huống này theo lý nên cùng tiến cùng lui, coi như là chết cũng không nên một thân một mình bỏ chạy. Tham sống sợ chết như vậy, bỏ lại cửu ca cùng mọi người sau đó chính mình lại chạy thoát thân, làm sao gánh nổi vị trí chủ mẫu này. Dựa theo gia quy của Tư gia, việc vứt bỏ người trong tộc nên bị gia pháp loạn côn đánh chết kéo cho chó ăn. Chỉ là đem cô ta đuổi ra ngoài cũng là có lợi cho cô ta quá rồi. Những trưởng lão khác nghe vậy nhìn về phía Diệp Oản Oản vẻ mặt đều là một mảnh hờ hững, rối rít tỏ vẻ đồng ý phụ họa. Thấm Du nói không sai. Mới vừa rồi Phùng lão chẳng qua là để cho cô ta rời đi, đã đủ cho cô ta mặt mũi rồi. Vô luận trước kia cô ta có thân phận gì, thì bắt đầu từ giờ phút cô ta vứt bỏ người trong tộc đó, cô ta đã cùng với Tư gia không có bất cứ quan hệ nào nữa rồi. Nếu cô ta cảm giác mình không phải là người ngoài, còn muốn mưu toan chiếm giữ cái thân phận này, vậy thì như cô ta mong muốn, dựa theo gia quy mà giải quyết thôi. Thấy Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối không nói một lời. Phùng Thấm Du chậm rãi đi về phía cô, khẽ hừ nói, a, làm sao rồi? Vừa nói đến gia quy liền không nói nữa. Cô không phải là muốn làm chủ mẫu Tư gia sao? Hiện tại lại không còn muốn nữa rồi sao? Tôi nói cho cô biết, loại phụ nữ như cô này tôi thấy cũng nhiều rồi, vì tiền, vì muốn leo lên cành cao thì thủ đoạn gì cùng đều sử dụng được, còn muốn làm chủ mẫu sao? Loại người như cô có cho cửu ca làm đồ chơi tôi cũng ngại bẩn. Nhìn thấy Thấm Du đột nhiên đối với mình làm khó dễ, đáy mắt Diệp Oản Oản một mảnh hờ hững, trí nhớ kiếp trước đủ loại lại vừa hiện về. Phùng Thấm Du, lại gặp mặt. Diệp Oản Oản đáy mắt trào phúng thần sắc khó coi thoáng qua rồi biến mất, đầu tiên là cho Hứa Dịch cùng Thập Nhất một ánh mắt bình tĩnh chứa nóng vội, ngay sau đó, không nhanh không chậm nhìn Phùng Thấm Du nói, Phùng tiểu thư, chẳng biết tôi có được hỏi cô một vấn đề hay không? Phùng Thấm Du ung dung nhìn cô nói, được, cô hỏi đi. Cô ta muốn nhìn một chút, người sắp chết đến nơi như Diệp Oản Oản còn có thể chơi ra cái trò gian gì. Dựa theo lời Phùng tiểu thư mới vừa trong miệng nói xong, là thừa nhận thân phận chủ mẫu tương lai của tôi, phải không? Diệp Oản Oản hỏi. Phùng Thấm Du hai tay ôm ngực, một mặt giễu cợt cùng khinh bỉ, cửu ca cùng bà nội đều thừa nhận, tôi làm sao dám không thừa nhận đây?
Cái này phụ nữ ngu xuẩn, cho tới bây giờ lại còn muốn chiếm cứ cái thân phận này không thả. Diệp Oản Oản nghe vậy, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói, trợ lý Hứa, gia quy có hay không quy định chuyện mạo phạm, đối với chủ mẫu bất kính, phải xử trí như thế nào hay không? Hứa Dịch theo bản năng mà trả lời, dựa theo gia quy, đối với chủ mẫu bất kính, nên bị trừng trị. Cơ hồ ngay tại thời điểm Hứa Dịch mở miệng còn chưa nói xong trong nháy mắt, ba, một tiếng vang lên. Diệp Oản Oản ở dưới ánh mắt trợn mồm há hốc của tất cả mọi người, nặng nề mà cho Phùng Thấm Du một cái tát. Phùng Thấm Du cả người đều như tỉnh mộng, ngơ ngác bưng kín mặt mình, những người khác cũng trố mắt nghẹn họng, từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, lão phu nhân cũng liếc mắt nhìn lại. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Oản Oản ung dung thu tay về, nhẹ như mây gió mở miệng nói, nghiêm trị thì không cần, cái tát này, coi như là cho Phùng tiểu thư một bài học đi. Chương 417, cứu mạng của tất cả mọi người. Cô đánh tôi, cô lại dám đánh tôi sao? Chỉ dựa vào thân phận của cô một thứ đồ chơi hèn mọn bẩn thỉu cũng dám sử dụng quyền lợi của chủ mẫu đối với tôi sao? Còn dám giáo huấn tôi sao? Phùng Thấm Du tức giận, gương mặt sung huyết như màu gan heo, giơ tay lên hướng về Diệp Oản Oản hung hăng muốn đánh trả tiện nhân. Ngay lập tức, Hứa Dịch và Thập Nhất cùng nhau tiến lên một lượt, như hai tảng đá chắn trước mặt của Diệp Oản Oản. Thập Nhất, Phùng tiểu thư, không được vô lễ với tiểu thư Oản Oản như vậy. Hứa Dịch, xin Phùng tiểu thư chú ý lời nói của chính mình. Phùng Thấm Du mặt đầy vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn hai người, thật là, được a, đúng là hai con chó trung thành tận tâm. Các anh có phải đã bị hồ ly tinh này mê hoặc đến nỗi ngay cả chủ của mình là ai cũng đều quên rồi hay không? Các anh lại có thể che chở cho loại tiện nhân tham sống sợ chết vong ân phụ nghĩa này sao? Thập Nhất đáy mắt lóe lên sát ý, ánh mắt không có một chút nhiệt độ mà mở miệng đáp, Phùng tiểu thư, Oản Oản tiểu thư quả thật không lựa chọn chết theo chúng tôi, nhưng cô ấy là người đã cứu mạng của tất cả chúng tôi. Phùng Thấm Du sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng, cứu mạng của tất cả mọi người chỉ bằng cô ta sao? Vì muốn bảo vệ hồ ly tinh này, các anh thật đúng là cái gì cũng đều nói được a. Lại dám làm trò trước mặt bà nội, làm trò trước chúng tôi như vậy mà còn dám ăn nói lung tung như thế sao? Thấm Du, yên tĩnh lại đi. Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân nhìn về phía Phùng Thấm Du, ngay sau đó nhìn Thập Nhất hỏi, điều mà cậu mới vừa nói là sự thật sao? Đối mặt với lão phu nhân cùng tất cả ánh mắt chất vấn của các vị trưởng lão, sắc mặt của Thập Nhất không chút sợ sệt đáp, thuộc hạ không dám có một câu nói dối, nếu như không phải là Oản Oản tiểu thư nghĩ ra cách thì chúng tôi, bao gồm cả chủ nhân, lúc này sợ rằng cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Oản Oản tiểu thư cơ trí hơn người, can đảm khiến người khác vô cùng khâm phục, khi đó cô ấy chẳng qua chỉ là giả vờ cùng chúng tôi rời đi mà thôi, ngay sau đó nghĩ ra kế muốn chúng tôi giả trang thành thế lực mà Thí Huyết Minh cực kỳ kiêng kỵ, rồi đem nhóm người của Thí Huyết Minh toàn bộ dọa sợ đến mức phải rút lui, chúng tôi lúc này mới có cơ hội thoát thân. Phùng tiểu thư mới vừa rồi còn đối với Oản Oản tiểu thư nói những lời nhục mạ như thế, lên tiếng vô lễ như vậy là hơi quá mức rồi, nên trừng phạt nặng hơn mới phải. Mặc dù giờ phút này chỉ là thuật lại dù có nói thế nào cũng không đủ để diễn tả hết tình cảnh lúc đó, chỉ có bọn họ những người bản thân trải qua tình cảnh lúc ấy mới biết có nhiều nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì chờ đợi bọn hắn chính là kết quả vạn kiếp bất phục chết không toàn thây. Một bên Hứa Dịch tiếp tục mở miệng nói, khi đó người của chúng tôi đã cùng Thí Huyết Minh giao đấu, Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh cả người đều bị thương nặng, là Oản Oản tiểu thư mang theo tiểu đội ám nhất kịp thời chạy tới. Chúng tôi ngay từ đầu cũng hiểu lầm Oản Oản tiểu thư, cho đến khi nguy hiểm giải trừ, bọn Thập Nhất mới lộ ra hình dáng, chúng tôi mới biết được chân tướng. Thập Nhất cùng Hứa Dịch sau khi nói xong, hiện trường lâm vào một mảnh yên lặng cực kỳ quỷ dị. Một hồi lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mặt đầy ngạc nhiên. Thiệt hay giả thì cuối cùng là cô ta một tiểu nha đầu cứu được mọi người sao? Làm sao có thể, tôi còn tưởng rằng là có thế lực lợi hại gì hỗ trợ. Lão phu nhân nhìn về phía Lưu Ảnh người duy nhất có mặt ở hiện trường lúc đó nhưng nãy giờ không mở miệng, trầm giọng hỏi, Lưu Ảnh, Hứa Dịch cùng Thập Nhất mới vừa nói đều là thật sao? Lưu Ảnh mấp máy môi, mặc dù hắn đối với Diệp Oản Oản có rất nhiều bất mãn, nhưng cũng không thể nói dối sự việc lần này, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, thành thật trả lời, dạ lão phu nhân. Là thực sự, đúng là nhờ có chủ ý của Diệp tiểu thư mà chúng tôi mới được cứu sống. Ngay cả Lưu Ảnh cũng đã nói như vậy, ánh mắt của Tần Nhược Hy giật giật mấy cái. Sao, làm sao có thể? Giờ phút này,
sắc mặt của Phùng Thấm Du đã hoàn toàn thay đổi. Hồ ly tinh tưởng chỉ có thể phô trương sắc đẹp của mình lại có thể cứu cửu ca bọn họ sao? Chương 418, bàn tay đen phía sau. Phùng Thấm Du cắn răng, mặt đầy vẻ căm hận lẩm bẩm nói, cái gì mà đa mưu túc trí, không phải chỉ là cách thức đùa bỡn hù dọa đơn giản thôi sao? Ai mà không biết làm a? Nghe được lời nói của Phùng Thấm Du, trong ánh mắt của Thập Nhất tràn đầy giễu cợt, gì chứ chẳng qua là chút đùa bỡn hù dọa thông minh sao? Đúng là lời nói chỉ có những thiên kim đại tiểu thư mới nói ra được, thật là ngây thơ đến ngu xuẩn. Giờ phút này, lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Oản Oản đã hòa hoãn không ít, mới vừa rồi Diệp Oản Oản lấy thân phận chủ mẫu tương lai đánh cho Phùng Thấm Du một cái tát kia thời điểm đó khí thế vô cùng, ngược lại cũng làm bà nhìn cô với con mắt khác. Oản Oản, dù sao cháu cũng chỉ mới là bạn gái của tiểu cửu, còn chưa có gả vào nhà chúng ta, tư gia chúng ta càng không có lập trường cùng yêu cầu cháu nhất định phải làm cái gì cả. Nhưng cháu có thể cùng tiểu cửu cùng tiến cùng lùi, còn nghĩ biện pháp cứu mọi người, về điểm này khiến cho bà nội rất vui vẻ và yên tâm. Sau cái tát này, Diệp Oản Oản rõ ràng phát hiện được thái độ của lão phu nhân đối với cô đột nhiên lãnh đạm không ít. Cô không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người ở bên tai lão phu nhân nói cái gì đó. Bất quá Diệp Oản Oản đối với vấn đề này cũng không thèm để ý nhiều, coi như là như thế đi chăng nữa, cũng không có gì phải lo. Dù sao kiếp trước cô lấy tướng mạo kia đi gặp lão phu nhân, biểu hiện của lão phu nhân cũng không thay đổi nhiều. Chỉ cần cô không giống như kiếp trước một dạng không sợ chết, không đụng vào cấm kỵ của lão phu nhân thì những cái được gọi là lịch sử đen tối của cô sẽ không tạo thành ảnh hưởng hay trở ngại nào với cô cả. Diệp Oản Oản mặt hiện lên vài tia e lệ, ngoãn ngoãn mở miệng nói, bà nội, cháu cũng không có làm gì cả, chẳng qua chỉ là nói một vài lời mà thôi, hoàn toàn dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau hỗ trợ, mới có thể tránh thoát được nguy cơ lần này. Thấy Diệp Oản Oản cũng không giành công, lão phu nhân gật đầu một cái nói, tốt rồi, cháu cũng không nên khiêm nhường, lần này công lao của cháu quả thật rất lớn, bà nội sẽ ghi nhớ trong lòng. Lúc này, một đám trưởng lão rốt cuộc cũng không thể nói gì được nữa. Trong đó một người râu bạc trắng, nhìn qua nhiều tuổi nhất trong đám trưởng lão có mặt ở đó, mắt lạnh nhìn Diệp Oản Oản một cái. Ngay sau đó vẻ mặt hờ hững mở miệng, đã như vậy, cái vấn đề này nên tiếp tục nói tiếp đi thôi. Hiện tại việc cần thiết trước mắt chúng ta cần làm chính là nhanh chóng tra rõ kẻ chủ mưu sau màn của chuyện này là ai, tư gia cùng thí huyết minh loại tổ chức tiếng xấu lan xa này không dây dưa dễ má chút nào, càng không thù không oán, tại sao thí huyết minh lại muốn cùng tư gia chúng ta đối nghịch chứ? Những người kia liều mạng như vậy rõ ràng cho thấy có người sai khiến. Ở một bên ông lão áo xanh mặt đầy sắc giận mà phụ họa. Không sai, lại dám ra tay đối với gia chủ của tư gia chúng ta. Quả thật là quá cuồng vọng, vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, cũng nhất định phải đem người kia bắt tới đây chịu tội. Nhưng là, hiện tại không có chút đầu mối nào, làm sao có thể tra được. Có người cau mày nói. Nghe đến đó, sắc mặt lão phu nhân hơi chăm chú, nhìn về phía đám người Hứa Dịch mở miệng hỏi, thời điểm các cậu cùng những người kia đối đầu nhau, có nghe được tin tức gì có ích hay không? Hứa Dịch nghe vậy. Nhớ lại tình hình lúc đó, mở miệng nói, lúc cùng người thí huyết minh rằng co, tôi khi đó đã cảnh cáo đối phương, có nghĩ tới hậu quả nếu làm như vậy hay không, nếu như bọn họ thực sự giết chết cửu gia thì tất yếu sẽ phải đối mặt với toàn bộ lửa giận của tư gia, cho dù là thí huyết minh, cũng không thể có năng lực đối với tư gia mà không có chút kiêng kỵ nào, nhưng thái độ của đối phương đặc biệt phách lối, thậm chí không có một chút sợ hãi, tựa hồ có hơi kỳ lạ. Lúc này... Trong con người ông lão lớn tuổi râu bạc trắng chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đối phương không có sợ hãi sao? Vì sao lại không một chút sợ hãi chúng ta, tôi có thể suy đoán được chuyện lần này có người giật dây, mà người đó chính là người trong nội bộ của tư gia, hơn nữa địa vị không thấp, thậm chí có quyền thừa kế, mưu toan giết gia chủ cướp lấy vị trí đó. Cho nên người của thí huyết minh mới có thể không e ngại sự trả thù của tư gia được. Chương 419, điều tra kỹ. Mưu sát gia chủ mưu toan cướp lấy vị trí người đứng đầu cái tội danh này cũng quá lớn rồi. Tiếng nói của ông lão râu bạc trắng vừa vang lên, chấn động đến tất cả mọi người trong nhà, ai nấy cũng đều câm như hến. Ông lão râu bạc trắng là em trai của ông nội Tư Dạ Hàn Tư Minh Vinh, cũng chính là ông chú hai của Tư Dạ Hàn, có vai vế cùng uy danh nhất trong tộc, cho dù là lão phu nhân nhưng cũng có rất nhiều chuyện phải cùng ông ta bàn bạc, nghe theo ý kiến của ông ta. Trong gia tộc, ông ta tương đương với chấp pháp giả, người chấp hành pháp luật nhiều năm qua đối với tư gia trung thành, luôn tận tâm tận lực nâng đỡ gia chủ, chưa bao giờ sợ đắc tội với bất kỳ kẻ nào.
Trong nháy mắt tiếng nói của Tư Minh Vinh vừa hạ xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều hướng về một góc nơi ông lão mặc Âu phục đang nhàn nhã uống trà. Người đàn ông mặc Âu phục kia đã hơn 60 tuổi, thấy mọi người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, sắc mặt nhất thời có chút đen lại, chú Vinh, người không thể nói như thế à. Người nói chuyện là chú họ của Tư Dạ Hàn Tư Hoài Lương, con trai của ông chú ba, năm đó lúc cha của Tư Dạ Hàn Tư Hoài Trương chết, mấy vị chú bác của Tư Dạ Hàn tranh nhau ngươi không chết thì ta không sống được, cho đến nhiều năm sau Tư Dạ Hàn đoạt lại vị trí kia, những người đó lúc này vẫn như cũ lén lút mập mờ không ngừng. Nhất là Tư Hoài Lương, ngày thường thích nhất là kết bè kết đảng, thậm chí sau nhiều lần say rượu ầm ĩ, tỏ ra đối với Tư Dạ Hàn càng bất mãn hơn, mắng hắn là một tiểu tử chưa vắt sạch mũi dựa vào cái gì lại chiếm vị trí gia chủ, còn từng tuyên bố sẽ tìm người giết chết hắn, cho nên cũng không thể trách phản ứng đầu tiên của người khác chính là nghĩ đến ông ta. Ánh mắt uy nghiêm của Tư Minh Vinh quét qua Tư Hoài Lương, ta chỉ là suy đoán thôi, cậu chột dạ như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ những người kia là do cậu phái tới? Tư Hoài Lương nhất thời nóng nảy, chú Vinh, chú không thể nói lung tung được, tôi chẳng qua là cảm thấy chỉ bằng vào một câu nói của thuộc hạ Tư Dạ Hàn, không chút chứng cứ nào liền hoài nghi người trong nhà, có phần quá tổn thương hòa khí rồi. Mọi người thấy tôi nói có đúng hay không? Những người khác nghe vậy cũng anh một lời tôi một lời mà mở miệng nói, chú Vinh hoài nghi cũng không phải là không có lý, bất quá, tội danh nghiêm trọng như vậy đương nhiên cần phải cẩn thận điều tra kỹ càng, tìm những chứng cứ xác thật mới được. Đúng vậy. Hiện tại gia chủ bệnh nặng đã hôn mê, giờ đây chúng ta như rắn mất đầu không thể không tự kiềm chế bản thân mình gây rối loạn được. Tư Minh Vinh lạnh lùng nói, dĩ nhiên là phải tra rồi. Hơn nữa phải từ bên trong người của chúng ta tra trước. Chỉ cần các người không làm chuyện gì thì liền không có gì cần phải loạn lên cả. Lão phu nhân hít sâu một hơi, ánh mắt đang đóng chặt chợt mở ra, vừa nghĩ tới cháu trai mình lần này thiếu chút nữa thì khó giữ được tính mạng. Quét ánh mắt qua mọi người nhất thời lạnh đến thấu xương, chú Trung nói không sai, nếu không có chứng cứ, vậy thì khi nào tra ra chứng cứ mới thôi. Liền bắt đầu tra từ trong nội bộ của chúng ta, tất cả mọi người đều phải nhất định phối hợp điều tra, nếu không, tự mình xem như phản đồ mà xử lý. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo các người, nghiêm cấm nội bộ đấu đá, nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, nếu như bị tôi phát hiện còn có người dám phạm cấm kỵ, tôi quyết không khoan dung. Tư Hoài Lương bĩu môi một cái. Không dám có gì nghị đáp, dạ, bác gái cả, cháu nhất định phối hợp. Nhưng là, cháu muốn thanh minh một chút, bác gái cả, bác là người hiểu rõ cháu nhất, cháu chính là người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngày thường mặc dù nói chút ít lời hỗn xược nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với A Cửu làm ra loại chuyện này. Xin bác minh xét, lão phu nhân mắt lạnh liếc ông ta một cái, chỉ cần không phải cậu làm, đương nhiên sẽ không khiến cậu phải chịu oan uổng. Lão thái thái nói xong. Nói với lão quản gia bên cạnh, truyền mệnh lệnh của tôi xuống, trong vòng 3 ngày. Lão phu nhân đang muốn mở miệng hạ lệnh, lúc này, trong góc một ông lão mặc đường trang màu xanh đen, trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên, đột nhiên mở miệng nói, chậm đã. Có liên quan. Chương 420, chứng cớ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ông lão người mới cắt lời của lão phu nhân. Nãy giờ vẫn luôn tỉ mỉ chú ý đến sự phát triển của việc này. Diệp Oản Oản thấy ông lão mặc đường trang đó vừa mở miệng nói chuyện, nhất thời mi tâm giật giật mấy cái. Làm sao vậy? Lão phu nhân cau mày hỏi. Ánh mắt của ông lão mặc đường trang lạnh như băng không dễ phát hiện mà nhìn về phía Hứa Dịch, ngay sau đó đối với lão phu nhân mở miệng nói, chị dâu, trước kia tôi đã lấy được một vài thứ, bởi vì còn chưa tra rõ nên không có tùy tiện lấy ra, cho đến lần này gia chủ gặp tập kích, hai chuyện gộp lại một liền liên tưởng đến một chuyện. Tôi mới giật mình phát hiện ra sự việc không đúng lắm. Sự việc quan trọng, chỉ dựa vào cá nhân của tôi cũng không cách nào phán đoán rõ ràng chuyện này được, xin chị dâu cùng các vị nhìn một chút. Trơ mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng đổi sắc mặt. Đúng như cô dự đoán chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Người nói chuyện, chính là thủ phạm phía sau của chuyện này, ông chú tư của Tư Dạ Hàn, Tư Minh Lễ. Ông nội của Tư Dạ Hàn có 3 người em trai, một là ông lão râu bạc trắng Tư Minh Vinh, Tư Minh Hiếu đã qua đời, cùng với người sai khiến phía sau này Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ quyền cao chức trọng, địa vị so với Tư Minh Vinh đều không thể phân cao thấp được. Lấy năng lực bây giờ của Diệp Oản Oản, coi như biết rõ sẽ phát sinh cái gì căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Huống chi, sau lưng của Tư Minh Lễ còn có một thế lực sâu không lường được, mà người này cho đến nay cô cũng không biết đó là ai. Kiếp trước,
Tư gia không chỉ tra ra được Tư Minh Lễ còn tra ra được Tư Minh Lễ trong những năm gần đây vẫn đang cùng một người bí ẩn cấu kết liên lạc với nhau. Chỉ tiếc, cho đến khi Diệp Oản Oản ly hôn rời khỏi Tư gia, nhưng người phía sau lớn nhất đó cũng không thể điều tra ra được. Vì điều tra chuyện này, lão phu nhân lúc đó đã bệnh nặng cũng bị hạ độc thủ. Nhìn Hứa Dịch giờ phút này còn đối với chuyện sắp xảy ra không biết gì cả, lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ muốn bắt hung thủ làm tổn thương ông chủ mình, rồi cô lại nghĩ đến kết quả kiếp trước của hắn, Diệp Oản Oản hơi siết chặt ngón tay để ở bên người lại. Rất nhanh Tư Minh Lễ lấy ra tập hồ sơ màu nâu trong tay ở ngay trước mặt lão phu nhân cùng các vị trưởng lão bày ra. Sau khi xem xong, vẻ mặt tất cả mọi người đều đặc biệt âm u. Trên mặt của Tư Minh Vinh ngày càng âm trầm, nặng nề cầm lấy xấp tài liệu thật dày trong tay thả xuống, sau đó ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía Hứa Dịch trong góc, Hứa Dịch. Hứa Dịch tự nhiên cảm thấy những trưởng lão kia đột nhiên hướng về phía mình bằng cặp mắt khác thường, khẽ nhíu mày một cái, sau đó tiến lên một bước đáp vâng, có chuyện gì sao? Tay của Tư Minh Vinh, phanh, một tiếng vỗ vào trên bàn, Hứa Dịch. Cậu thật là to gan, Tư gia đối với cậu không tệ thế mà cậu lại phản bội Tư gia, cấu kết với Thí Huyết Minh, mưu toàn ám sát gia chủ. Cái gì phản bội chủ nhân, cấu kết Thí Huyết Minh, sắc mặt của Hứa Dịch hoàn toàn ngơ ngác. Một hồi lâu sau mới gấp gáp vội vã mở miệng nói, xin Vinh Lão Minh xét, tôi làm sao có thể phản bội Tư gia, ám sát gia chủ được. Cùng Thí Huyết Minh càng không thể có chút quan hệ nào. Hừ, tôi nhìn cậu là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tư Minh Vinh đem đồ vật trên bàn trực tiếp ném tới trên mặt của hắn, cậu lại còn nói không có cấu kết với Thí Huyết Minh. Vậy ngược lại cậu nên nói cho chúng tôi nghe một chút, những thứ này cậu giải thích thế nào đây? Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của Hứa Dịch nhìn qua, quả nhiên thấy, những thứ kia tất cả đều là chứng cứ Hứa Dịch cùng người của Thí Huyết Minh âm thầm cấu kết, bằng chứng vững như núi. Khó giải quyết nhất chính là, những chứng cứ này cũng không phải là làm giả, toàn bộ đều là thật, Hứa Dịch quả thật cùng người Thí Huyết Minh âm thầm liên lạc qua lại, điểm này hoàn toàn không thể khống chế được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 421, không có chứng cứ. Tư Minh Lễ rất rõ ràng chỉ cần chứng cứ này cũng đã đủ để đưa Hứa Dịch vào chỗ chết. Chỉ cần Hứa Dịch bị bắt đi thì, chân tướng, mà mấy người kia muốn tìm sẽ khó có thể mà tìm ra, bọn họ tự nhiên sẽ an toàn rồi. Hứa Dịch vẫn là người được tín nhiệm nhất ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, rất nhiều chuyện không cần động tay đều giao cho hắn đi làm, nếu như không phải có Hứa Dịch ở bên cạnh gánh vác những công việc đó thì thân thể của Tư Dạ Hàn mấy năm nay sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trên thực tế, khi đó Hứa Dịch liên lạc với người gọi là thành viên của Thí Huyết Minh, căn bản cũng không phải là thành viên chân chính của Thí Huyết Minh, mà là nội gián Hứa Dịch nhiều năm trước đưa vào nằm vùng tại tổ chức Thí Huyết Minh, chính là người phe mình mà thôi. Chỉ tiếc là vẫn không thể tra ra được tin tức gì hữu dụng, người bên kia trong một lần nhiệm vụ, ngoài ý muốn đã mất mạng. Ai có thể biết được hung thủ chân chính phía sau này lại tìm một hình nhân thế mạng, đem tất cả chứng cứ liên lạc giữa Hứa Dịch và nội gián tất cả đều đưa ra. Rồi căn cứ vào đó đổ oan cho Hứa Dịch, nói hắn cùng với người của Thí Huyết Minh cấu kết nhau làm chuyện xấu. Hiện tại người nội gián nằm vùng kia đã chết, không có chứng cứ, ở thời điểm nhạy cảm như vậy, những người đó lại đem chuyện này moi ra, Hứa Dịch coi như là có 10 cái miệng cũng không cách nào nói rõ được. Quả nhiên, khi nhìn thấy những chứng cứ kia, sắc mặt của Hứa Dịch nhất thời thay đổi, chuyện này, những thứ này là... Tư Minh Vinh ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, cậu dám nói đây không phải là bằng chứng thực sự có thể chứng minh được chuyện cậu âm thầm cùng người bên kia liên lạc sao? Những chứng cứ này tôi đã điều tra qua nhiều lần, tuyệt đối không phải giả. Tư Minh Lễ giọng nói chắc chắc nói. Hứa Dịch mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cảm giác có một tấm lưới to lớn vô hình đang bao vây mình, sau đó cố để cho bản thân mình bình định lại mở miệng nói, những thứ này là thực sự, tôi quả thật cùng người này có liên lạc qua lại. Nhưng tôi cùng người này có liên lạc chẳng qua là bởi vì hắn ta là người mà tôi phái đi làm nội gián bên Thí Huyết Minh, là người của phe chúng ta, tôi cùng với hắn liên lạc là vì muốn thu thập tin tức. Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng đáp, a, nội gián sao? Người của mình sao? Vậy chắc cậu cũng thu thập được tin tức liên quan đến chuyện gia chủ bị cướp lần này chứ, tại sao tin tức gì cũng đều không có? Hứa Dịch lập tức nói, nội gián đó đã chết một tháng trước rồi. Tư Minh Lễ sáng tỏ gật đầu, cho nên nói, không có chứng cứ, hết thảy đều chỉ dựa vào lời nói của cậu mà nói thôi phải không? Hứa Dịch vội la lên, tôi, những điều mà tôi nói hết thảy đều là sự thật. Tư Minh Lễ khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp,
thì ra là như vậy, vậy tôi hỏi cậu, lần này toàn bộ hành trình liên quan đến hạng mục này đều được bảo mật, ngoại trừ nhân viên nội bộ, người ngoài đều cho là gia chủ lần này chẳng qua chỉ là xuất ngoại công tác một chuyến đi bình thường thôi, vì sao Thí Huyết Minh hết lần này tới lần khác không chọn lại chọn lần này để ra tay? Thí Huyết Minh có thể phong tỏa toàn bộ nước B, ít nhất cũng đã chuẩn bị trước một tháng, cái này chứng tỏ bọn họ một tháng trước cũng đã biết được hành trình ông chủ của cậu, mà một tháng trước chính là lần cuối cùng cậu cùng người bên Thí Huyết Minh liên lạc với nhau. Lần này toàn bộ hành trình cho hạng mục quả thật được bảo mật, nhưng hạng mục đã được chuẩn bị suốt 3 năm, qua tay đông đảo nhân viên, khả năng xảy ra vấn đề rất nhiều. Vậy tôi đây lại hỏi cậu, thời điểm khi gia chủ bị người Thí Huyết Minh bao vây, được chia ra 3 đường để trốn đi, vì sao Thí Huyết Minh lại có thể ngay lập tức chuẩn xác tìm tới vị trí hiện tại của gia chủ được? Khi đó nước B đã hoàn toàn nắm ở trong tay của Thí Huyết Minh, chia ra 3 đường chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Trên thực tế vô luận chia ra mấy đường, hành động của chúng tôi đều đã ở dưới mắt của Thí Huyết Minh, bọn họ sở dĩ không lập tức động thủ, chẳng qua chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột, cố ý đùa bỡn chúng tôi mà thôi. Tư Minh Lễ cười ha ha, thật, được a, thật là một cái cớ hoàn mỹ a. Cùng thành viên Thí Huyết Minh liên lạc, bởi vì hắn là nội gián bên mình, không tìm ra được người đối chứng là bởi vì hắn đã chết. Hành trình bị tiết lộ không có quan hệ gì với cậu. Đường chạy trốn bị nắm trong lòng bàn tay là bởi vì Thí Huyết Minh tay mắt thông thiên. Trợ lý Hứa thật là mưu kế đầy người, thật là thủ đoạn mà. Khó trách qua nhiều năm như vậy có thể lừa được gia chủ, lừa được lão phu nhân, lừa gạt được tất cả mọi người chúng tôi. Chương 422, đã không cần tra xét nữa. Nói xong một câu cuối cùng, Tư Minh Lễ lạnh lùng tức giận, giơ tay lên cầm ly trà lên bàn hướng đầu Hứa Dịch ném tới. Loảng xoảng, một tiếng vang lên chói tai, ly trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, trán của Hứa Dịch nhất thời không ngừng chảy máu. Một bên Lưu Ảnh cùng Thập Nhất cũng đang đứng ngơ ngác nhìn những chứng cứ kia, hoàn toàn không nói được lời nào. Trước mấy lời chất vấn kia bọn họ quả thật còn nghi ngờ, nhưng Hứa Dịch âm thầm liên lạc với Thí Huyết Minh là sự thật không thể nào xóa được. Hứa Dịch, làm sao có thể? Vào giờ phút này, ánh mắt những trưởng lão khác nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch tất cả cũng đều lạnh lùng như băng. Hứa Dịch, hiện tại cũng đã có chứng cứ xác thật như vậy rồi, cậu vẫn còn ở nơi này xảo quyệt ngụy biện như vậy nữa sao? Người đã chết, rõ ràng chính là bị cậu giết người diệt khẩu mà. Tại sao cậu muốn phản bội Tư gia, người chủ thật sự phía sau là ai? Mục đích là gì? Thật đúng là nuôi một con sói trong nhà mà, ban đầu nếu không phải là lão gia chủ thương cảm thì một nhà các ngươi đều đã bị kẻ thù đuổi giết, táng thân ngoài biển khơi rồi. Chuyện cho tới bây giờ lại được cậu dùng ân báo oán sao? Quả thực là xúc sinh cũng không bằng mà. Tôi xem ra toàn bộ Hứa gia sợ là đã bị mua chuộc rồi. Trên trán Hứa Dịch máu thuận theo lông mày chảy vào ánh mắt, giống như máu và nước mắt hòa quyện vào nhau. Đối mặt với từng gương mặt lạnh giá, từng ánh mắt như dao, hắn chậm rãi nâng lên con ngươi toàn màu đỏ tươi, từng chữ mà mở miệng đáp, tôi không có phản bội ông chủ, mỗi một chữ tôi mới vừa nói, đều là sự thật. Cha tôi đã đi theo lão gia cả đời. Tôi từ nhỏ cũng đi theo bên cạnh ông chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa chúng tôi người nào cũng tuyệt không hài lòng với ông chủ của mình. Hôm nay, tôi Hứa Dịch nếu như có một chữ nói láo, sau khi chết xuống A Tỷ địa ngục thì sẽ bị đi đày vào đạo súc sinh, trọn đời không được luân hồi. Tư Minh Lễ cười suy một tiếng, nếu như thề độc liền có thể chứng minh được mình trong sạch vậy trên cõi đời này sợ là không có người có tội rồi. Tư Minh Vinh mặt lạnh lùng, trầm ngâm rất lâu, các vấn đề khác không đề cập tới. Những chứng cứ này đều là bằng chứng rõ ràng, cậu có chứng cứ để có thể chứng minh được người mà cậu âm thầm liên lạc là người trong nội bộ được phái đi làm nội gián không? Chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có người nội gián đó mới có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn, hiện tại người kia đã chết rồi, không có chứng cứ. Xem ra, đã không cần tra xét nữa. Tư Minh Lễ nhìn về phía lão phu nhân nói, chị dâu, sự việc hiện tại đã rất rõ ràng, mời chị dâu xử trí. Vẫn một mực trầm mặc nãy giờ. Sắc mặt của lão phu nhân ngưng trọng dị thường, hơi có thâm ý nâng mắt quan sát Hứa Dịch. Tư Minh Lễ khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo nụ cười lạnh thấu xương, lần này, Hứa Dịch khó là thoát khỏi kiếp này rồi. Không chỉ là một mình Hứa Dịch ngay cả toàn bộ Hứa gia đều bị dính líu cùng nhau rồi. Lão phu nhân, giờ phút này, một vị người đàn ông mặc đồ đen, tuổi chừng trên dưới 60 bước nhanh đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt vội vàng nhìn về phía lão phu nhân đang yên lặng không nói lời nào. Nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rối rít rơi trên người đàn ông kia.
Người này, là Hứa Thường Khôn, chính là cha của Hứa Dịch, vì Tư gia đã hết mình chinh chiến suốt 30 năm, bây giờ cũng là một trong những trưởng lão ở Tư gia. Con tôi Hứa Dịch, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, cấu kết với kẻ thù bên ngoài chắc chắn không bao giờ có, xin lão phu nhân tìm ra lẽ phải minh oan cho nó. Hứa Thường Khôn thân thể khẽ run, thân là trưởng lão ở Tư gia, ông sao lại không biết, nếu như tội danh này bị đặt lên người Hứa Dịch, thì chắc chắn là mang tội chết. Nếu gia chủ Tư gia là Tư Dạ Hàn giờ phút này tỉnh lại thì lúc này mới có thể giúp Hứa Dịch đưa ra chứng cứ vô tội, nếu không tất cả cũng công cốc của ông mà thôi. Lão phu nhân con người khép hờ, sắc mặt vẫn lạnh, vẫn chưa phản ứng lại lời mà Hứa Thường Khôn nói, ông là cha của Hứa Dịch, đương nhiên sẽ giúp Hứa Dịch nói chuyện rồi. Chương 423, trộm trong nhà khó đề phòng. Hừ, Tư Minh Vinh quát lạnh một tiếng, Hứa Thường Khôn, đến giờ phút này rồi mà ông còn dám vì Hứa Dịch mà nói sao, chuyện này, toàn bộ Hứa gia đều chạy không thoát khỏi liên quan đâu. Hứa Thường Khôn mặt đỏ căm phẫn phản bác, nó là con của tôi sao tôi lại không hiểu nó được. Ông hiểu được cậu ta sao? Tư Minh Vinh đem túi hồ sơ màu nâu, bịch một tiếng ném dưới chân của Hứa Thường Khôn. Hứa Thường Khôn gấp gáp vội khom lưng, đem hồ sơ nhặt lên, cẩn thận lật xem. Mà mỗi lần lật một trang, sắc mặt của Hứa Thường Khôn liền ảm đạm đi một phần, thẳng đến khi đem tài liệu trong túi hồ sơ xem xong, mặt xám như cho tàn, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước, không thể tin được nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch, con, Hứa Thường Khôn lòng vẫn kiên định nãy giờ, rốt cuộc lung lay. Bất luận Hứa Dịch dù có bị oan uổng hay không, nhưng phần tài liệu này, sẽ không có chuyện bị làm giả, coi như hiện tại Tư Dạ Hàn ra mặt vì Hứa Dịch nói chuyện thì cũng không giúp được gì. Cha, con bị oan, con thật không có, con không có làm chuyện phản bội ông chủ mà. Nhìn thấy nghi ngờ cùng vẻ mặt tan nát cõi lòng của cha mình, Hứa Dịch hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, ngay cả cha của hắn, cũng đã. Hứa Thường Khôn lắc đầu một cái, mặt đầy tự giễu cười khổ, mặt hướng lão phu nhân nói, là tôi Hứa Thường Khôn không giáo dục được con của mình, thật xin lỗi lão phu nhân, thật xin lỗi gia chủ, lại càng thật xin lỗi Tư gia. Lão phu nhân xử trí Hứa Dịch như thế nào cũng như muốn xử trí Hứa gia như thế nào, tôi cũng không có câu oán hận. Hứa Thường Khôn nói xong, trong nháy mắt cả người phảng phất già đi mười mấy tuổi, lui về phía xa xa, cũng không lên tiếng nữa. Hứa Dịch, cậu có thể nhận tội chưa? Tư Minh Vinh nâng mắt nhìn Hứa Dịch, tức giận quát lên. Tôi chưa từng làm, tôi căn bản không có làm, sao lại bắt tôi nhận tội chứ? Hứa Dịch lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Giờ phút này, lão phu nhân nhìn Hứa Dịch, trong mắt tràn đầy thất vọng sâu đậm cùng cực kỳ tức giận, chuyện cho tới nước này, hắn lại còn không chịu thừa nhận. Thật là, ngàn phòng vạn phòng, trộm trong nhà khó đề phòng. Hứa Dịch, tôi đối với Hứa gia không tệ, cậu đi theo bên cạnh tiểu cửu nhiều năm như vậy, tôi cũng một lòng đem cậu trở thành người tín nhiệm nhất, đem tiểu cửu giao phó cho cậu để cậu trông nom bảo vệ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tôi lại tự tay đem một con sói vào nhà ở bên cạnh tiểu cửu. Cậu thật sự là, quá làm cho tôi thất vọng mà. Những người đó rốt cuộc cho cậu những lợi ích gì để cậu ngay cả lương tâm làm người cũng không cần nữa hả? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Khớp xương gón tay của Hứa Dịch vì bóp chặt mà trắng bệch ra, đáp, lão phu nhân, tôi nói hết thảy đều là sự thật. Cha tôi đi theo bên người lão gia đã hơn 30 năm, trung thành tận tâm. Tôi làm sao dám ô nhục sự trung nghĩa của cha mình được. Tư Minh Lễ dùng nắp trà khều nhẹ lá trà trong ly, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, giống như nhìn thấy một con cá sắp chết mà vẫn còn cố gắng vùng vẫy. À, mọi người đều nói trợ lý Hứa thật là khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, giờ cậu lại đem tất cả mọi người đều bị cậu dụ hoặc đến mức phải chấp nhận phục tùng mình, ngay cả gia chủ đều đối với cậu không chút đề phòng nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là lợi hại, đều đã đến nước này. Lại còn có thể mặt không đổi sắc nói ra được những lời này. Nếu không phải là có chứng cứ xác thật, ngay cả tôi cũng đều bị cậu làm cho cảm động nha. Tư Minh Lễ ở bên tai lão phu nhân tiếp tục nhắc nhở, Hứa Dịch cùng gia chủ bên người nhiều năm như vậy, biết được bao nhiêu cơ mật của gia chủ, mấy lần trước gặp phải nhiều lần ám sát như vậy, trong đó không biết có bao nhiêu là chuyện xuất phát từ chuyện hắn cùng với nhóm người bên kia giật dây nữa, quả thật là để cho người ta không rét mà run a. Lão phu nhân nghe được lời nói của Tư Minh Lễ, sắc mặt nhất thời lạnh đến cực hạn, Hứa Dịch, cậu còn có lời gì để nói nữa không, nếu có thì cậu cứ để dành mà đến chấp pháp đường nói đi. Chương 424, cắt đứt hai chân của hắn. Một bên Tư Minh Vinh sắc mặt nghiêm khắc theo sát sự việc,
trầm giọng mở miệng nói, đem hắn dẫn đi, nghiêm ngặt tra hỏi, phong tỏa Hứa gia, bất kỳ người nào cũng đều không bỏ qua. Chuyện này đã đến lúc đi đến kết luận, trở thành định mệnh, cùng với kiếp trước giống nhau như đúc. Kiếp trước Hứa Dịch sau khi bị mang đi, theo sau, Tư Minh Lễ sẽ lấy lý do Hứa gia có ý đồ phản kháng, không kịp chờ đợi đem tất cả mọi người ngay tại chỗ giết người diệt khẩu, không giữ lại ai. Hứa Dịch khẳng định cũng đã đoán được chuyện mình bị người khác gài bẫy rồi, lần này, không chỉ là hắn, gia tộc của hắn tất cả đều khó có thể thoát khỏi một kiếp này, hơn nữa, coi như là ông chủ tỉnh lại, căn bản là không có cách nào đảm bảo cho hắn chu toàn. Cho nên, sau khi nghe được lời nói của lão phu nhân cùng Tư Minh Vinh, con người của Hứa Dịch chợt co rút nhanh. Hứa Dịch quỳ một chân xuống đất, cái trán vẫn còn đang không ngừng chảy máu, máu tươi chảy xuống làm cho gương mặt hắn lúc này càng đáng sợ hơn, bất kể hắn giải thích thế nào cũng sẽ không có người nào tin tưởng hắn cả, bất kể hắn có thể độc như thế nào cũng sẽ không ai tin, coi như hắn hiện tại ở ngay chỗ này mà tự sát, bọn họ cũng chỉ có thể nói là hắn sợ tội tự sát mà thôi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân mình. Không phải tôi, không phải là tôi làm, tôi không có phản bội gia chủ, người kia thật sự là nội gián nằm vùng của tôi. Hứa Dịch trong nháy mắt bị tuyệt vọng to lớn chôn vùi, vành mắt hắn khốc liệt mà giống to, nhưng mà đối mặt với hắn, chỉ có đôi con ngươi lạnh giá hở hững thôi. Tư Minh Lễ lạnh nhạt nói, dựa theo gia quy, trước đánh gãy hai chân của hắn, sau đó kéo vào chấp pháp đường. Hai hộ vệ cao to mặt lạnh, tay cầm trường côn đặc chế, mặt không thay đổi mà đi tới chỗ Hứa Dịch, tựa hồ là sợ Hứa Dịch mất khống chế tổn thương người khác, một người hộ vệ trong đó trực tiếp đem Hứa Dịch đè ở trên đất. Một bên Diệp Oản Oản như đang có điều suy nghĩ, nếu như cô nhớ không lầm, Hứa Dịch tàn phế chân kia, chính là do lúc này bị thương. Buông tôi ra, tôi bị oan, tôi là bị oan. Hứa Dịch kêu gào trong tuyệt vọng. Phanh! Hộ vệ hơi không kiên nhẫn, liên tục đánh trên gò má của Hứa Dịch, thẳng đến khi Hứa Dịch không có sức lên tiếng mới dừng lại. Lúc này Hứa Dịch, sau khi bị mấy đòn đánh nặng nề đó, máu me đầy mặt, vốn hai con mắt đầy vẻ khôn khéo cơ trí lúc này bị thay đổi thành ảm đạm tối tăm. Nghĩ tới Hứa Dịch, đối với ông chủ trung thành tận tâm, chưa bao giờ có một chút suy nghĩ gian dối nào, đối với người của Tư gia, như anh em nhà mình, thế mà chuyện này cho tới bây giờ cũng không có một người nào nguyện ý tin tưởng tôi. Ha ha, nếu tất cả đều muốn giết tôi, thì tôi ở đây có giải bày cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giống như là chấp nhận số mệnh, Hứa Dịch cười dài tựa như kẻ điên. Một người hộ vệ khác tay cầm trường côn, cánh tay phải nâng lên, chợt đột nhiên dùng lực, bốn phía vang lên một âm thanh to lớn, trường côn hung hăng hướng về chân phải Hứa Dịch đánh tới. Ông chủ, Hứa Dịch không thể theo bên người người nữa rồi. Hứa Dịch mặt cười khổ, chợt tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, một thân hình yếu ớt hướng về phía trước chợt lóe lên. Mang theo lực làm trường côn hạ xuống nhanh như chưa có gì xảy ra, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Mà một bên đầu khác của cây gậy, chính là bị một cái tay nhỏ cầm thật chặt. Hứa Dịch hơi nhíu mày, theo bản năng mở hai mắt ra, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt liền có chút đờ đẫn. Cô gái trước mắt, mặc dù nhìn như yếu hơn, nhưng cũng giống như người khổng lồ, ngăn ở trước người của hắn. Cản lại cây gậy có thể đánh nát chân phải hắn. Hộ vệ nhìn Diệp Oản Oản, sắc mặt có chút ngạc nhiên, khí lực của cô gái này, có phần quá mạnh rồi. Chuyện này, hộ vệ nhìn về phía các vị trưởng lão. Thân phận của cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia, giờ phút này chủ mẫu tương lai đứng đây, mà hắn chỉ là một hộ vệ nho nhỏ của Tư gia, sao hắn dám lỗ mãng chứ? Vô sỉ, cô là ai, lại dám gây trở ngại trong lúc chấp hành gia quy của Tư gia? Tư Minh Lễ nhất thời giận dữ nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tư Minh Lễ một cái, âm thanh lạnh thấu xương, ông chú Tư, cái này nếu như bình thường, ông là trưởng bối, tôi phải tôn trọng ông, nhưng hôm nay, trong trường hợp bất đồng này, ông là cái thứ gì, dám sỉ nhục chủ mẫu tương lai của Tư gia như vậy. Chương 425, tôi tin tưởng anh ta. Cô, Tư Minh Lễ chỉ vào Diệp Oản Oản. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì. Ông chú Tư, ông ỷ vào vai vế, hoàn toàn không đem chủ mẫu tương lai Tư gia coi vào trong mắt, tôi đây có thể hay không cho là, ông chú Tư cũng không đem gia chủ Tư gia để vào trong mắt. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Nói bậy, Tư Minh Lễ cả kinh, cái người tên Diệp Oản Oản này lại chỉ cần dùng vài ba lời, liền đem cái mũ phản đồ lớn như vậy chụp lên trên đầu của ông. Giờ phút này,
ánh mắt của mọi người ở chỗ này nhất thời đều theo bản năng hướng về phía Diệp Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản vào lúc này ra oai, chân mày của ông lão râu dài Tư Minh Vinh nhất thời bất mãn nhíu lại. Tư Minh Lễ có chút thu lại lòng mình, lạnh nhạt nói, ý của tôi là, các vị trưởng lão đang xử lý chuyện quan trọng, nơi nào cho phép cô là một người phụ nữ ở chỗ này tùy tiện chen miệng vào. Diệp Oản Oản vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở bên người Hứa Dịch, mặt không thay đổi mà mở miệng, trợ lý Hứa cũng không phải là nội gián, tôi tin tưởng điều anh ta nói toàn bộ đều là sự thật. Nghe vậy, Hứa Dịch ngơ ngác nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy kinh ngạc, hắn lại không thể nghĩ tới, cuối cùng chỉ có duy nhất một người đứng ra nói giúp cho hắn mà người đó lại là Diệp Oản Oản. Nghe được Diệp Oản Oản đứng ra nói chuyện nội gián của Hứa Dịch, lại chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, làm cho những trưởng lão có mặt ở đây sắc mặt ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Tần Nhược Hy đứng ở trong đám người, khóe miệng vô hình hiện lên một tia cười lạnh. Người phụ nữ này, thật là quá ngu xuẩn, ngang nhiên đối địch với toàn bộ Tư gia, lại muốn bao che cho nội gián mang trọng tội như Hứa Dịch, cô đang muốn nhìn một chút cô ta sẽ làm gì, kết quả sẽ như thế nào đây, thật là mong chờ quá đi mà. Tư Minh Lễ thẹn quá hóa giận vẻ mặt đột nhiên hóa thành một nụ cười, không nhanh không chậm nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói, cô tin tưởng hắn nói là sự thật, lời hắn nói chính là sự thật sao? Bây giờ chứng cứ ở đây vô cùng xác thật được bày ra ngay trước mặt thế mà cô lại đi giúp một tên nội gián, rốt cuộc là cô thực sự ngu xuẩn không biết gì, hay là còn có mưu mô khác? Nói tới chỗ này, Tư Minh Lễ đột nhiên chuyển đề tài, tiếp tục mở miệng nói, Diệp tiểu thư can đảm hơn người. Lão hủ, lão già cổ hủ này, rất là bội phục, chẳng qua là tôi có một chút không hiểu, một tổ chức như Thí Huyết Minh người bình thường không có khả năng biết được, huống chi là tổ chức mà Thí Huyết Minh kiêng kỵ hơn. Cô chỉ một thiên kim tiểu thư ở khuê phòng, làm như thế nào biết được những điều kia? Muốn lừa gạt Thí Huyết Minh, sợ rằng nếu không biết rõ thì không thể nào làm được, cô còn đối với cái tổ chức kia tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ, mới có thể làm được chuyện lấy giả đánh cháo này, tôi nói như thế có đúng không? Tư Minh Lễ vừa nói, một bên đưa mắt về phía Lưu Ảnh cùng Thập Nhất đang đứng ở một bên. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ chối cho ý kiến, coi như là âm thầm chấp nhận. Lưu Ảnh, tôi hỏi cậu, các cậu ngụy trang thành tổ chức nào? Tư Minh Lễ hỏi, chỗ này phải hỏi Thập Nhất mới đúng mà ta. Lưu Ảnh trần chờ một chút, sau đó mở miệng, Dead Rose. Cái gì Dead Rose? Nghe đến mấy chữ Dead Rose, một đám trưởng lão đều là biến sắc. Khó trách có thể đem Thí Huyết Minh đều dọa chạy. Các cậu ngụy trang như thế nào? Tư Minh Lễ lại hỏi. Thập Nhất thành thật trả lời, khi đó, Oản Oản tiểu thư nói đã chuẩn bị trước trang phục cùng đạo cụ, ngoài ra, Oản Oản tiểu thư đối với Dead Rose quả thật rất hiểu biết. Chương 426, chỉ số thông minh có vấn đề. Nghe đến đó, Tư Minh Lễ hài lòng gật gật đầu, cho nên, tôi muốn hỏi, Diệp tiểu thư, cô là thông qua phương thức như thế nào để có thể biết được tin tức bí mật mà ngay cả mạng lưới tình báo của Tư gia đều điều tra không ra, thì lại làm sao có thể sớm đoán trước sự tiến triển của tình hình. Ngay cả đạo cụ ngụy trang cũng đều được chuẩn bị xong xuôi toàn bộ, chẳng lẽ cô còn có thể biết trước tương lai sao? Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người của Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi muốn nhanh chóng tra ra người đứng sau giật dây, cho nên bọn họ không có hỏi kỹ. Bây giờ nghe Tư Minh Lễ vừa nói như thế, chuyện này quả thật có quá nhiều điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ này, chẳng lẽ cũng là nội gián? Hình như cũng là nội gián đó. Những chuyện này cô ấy làm sao biết được, tóm lại người phụ nữ này nhất định là có vấn đề. Hứa Dịch thấy Diệp Oản Oản vì giúp mình nói chuyện mà cũng bị dính vào chuyện này, lòng như lửa đốt, lại không thể nào giải thích được, thậm chí không dám thay Diệp Oản Oản nói chuyện giải bày. Hiện tại hắn đã bị nhận định thành nội gián, nếu như vào lúc này giúp Diệp Oản Oản nói chuyện, không phải là giúp cô ấy, mà là hại cô ấy mất. Vì vậy chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Diệp Oản Oản, không muốn để cho cô ấy quản chuyện của hắn nữa. Nhưng là, Diệp Oản Oản lại không chút nào có ý tứ kiêng kỵ, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, dưới con mắt của mọi người nhẹ nhàng mà đè ở trên trán Hứa Dịch, lau một chút đi, trợ lý Hứa. Cô, Hứa Dịch mặt đầy ngơ ngác. Mà các trưởng lão sắc mặt đều lạnh như đã chìm đến đáy hồ. Người phụ nữ này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ cùng một nội gián không minh bạch. Mới vừa rồi hẳn là nên trực tiếp đưa cô ta đi xử trí cho rồi. Diệp Oản Oản hoàn toàn không có nhìn đến vẻ mặt những trưởng lão chung quanh kia, giận đến dường như sắp thăng thiên, hướng nhìn vẻ mặt người như nắm chắc phần thắng Tư Minh Lễ người muốn cô chết, không nhanh không chậm mở miệng nói, ông chú Tư nói giỡn rồi,
làm sao có thể có người có thể biết trước tương lai được chứ? Tư Minh Lễ làm sao có thể đem một tiểu nha đầu như Diệp Oản Oản coi ra gì, nhìn bằng nửa con mắt cô một cái nói, vậy, nếu là như vậy, Diệp tiểu thư không phải là bà chủ của Dead Rose hay là người có thế lực trong Dead Rose đi? Nghe Tư Minh Lễ nói lời ấy, các vị trưởng lão rối rít khiếp sợ. Tôi cùng Dead Rose, không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng. Chết đến nơi rồi cô còn dám ngụy biện. Tư Minh Lễ cười lạnh, tôi thấy cô nhất định là chủ tổ chức của Dead Rose đi, hôm nay nhất định phải đưa cô xử tử. Nói xong, Tư Minh Lễ nháy mắt về phía mấy người hộ vệ bốn phía. Nhận được ra hiệu, mấy người hộ vệ liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị bắt Diệp Oản Oản lại. Chỉ bằng suy đoán, liền muốn xử tử chủ mẫu tương lai Tư ra sao? Diệp Oản Oản mắt liếc nhìn mấy người thị vệ, tôi muốn xem ai dám làm điều đó. Mấy người hộ vệ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ngừng chú ý xung quanh. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng, ông chú Tư, nếu như ông không phải là cố ý muốn gây ra cho Tư ra phiền toái lớn, thì trí khôn của ông chú Tư tựa hồ có hơi không đủ, tôi thật không cách nào tưởng tượng được một người có chỉ số thông minh chưa đủ như ông, như thế nào lại có thể đứng vào hàng ngũ quản lý cấp cao của Tư ra vậy. Cô nói cái gì? Tư Minh Lễ biến sắc. Diệp Oản Oản cười nói, tôi nếu thật đúng như ông chú Tư nói, là chủ của Dead Rose, hoặc là người của tổ chức đó, thì chuyện Tư ra đem tôi đi xử tử hậu quả đó ông đã từng cân nhắc qua hay chưa? Theo lời Diệp Oản Oản vừa nói ra, mấy trưởng lão nhất thời sửng sốt một chút. Thế lực của Dead Rose thần bí lại khổng lồ, Tư ra nếu trêu chọc phải Dead Rose, hậu quả khó mà lường được. Dĩ nhiên, tôi cùng với Dead Rose không có chút quan hệ nào. Diệp Oản Oản tiếp tục cười nói, Dead Rose nếu muốn nhằm vào Tư gia, hẳn không nhất định ở tại Tư gia sắp xếp an bài một nội gian phiền toái như vậy đi. Chương 427, chứng cớ, đương nhiên là có. Mấy người trưởng lão của Tư gia mặc dù đối với Diệp Oản Oản nói như vậy có hơi bất mãn nhưng điều cô nói là sự thật, bây giờ Tư gia còn chưa đủ thực lực để cùng đối đầu với Dead Rose. Cách đó không xa Tư Minh Lễ, âm thầm cắn răng, cô gái này. Cho nên tôi muốn nói, ông chú Tư đến tột cùng là không phục chỗ nào, hay là có dụng ý khác muốn để cho Tư gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cô nói tôi không phục, quả thật là quá cản rỡ. Tư Minh Lễ ánh mắt tức tối nói. Ông chú Tư đã có suy nghĩ đó thì cũng chỉ là có ý muốn hãm hại Tư gia tương đương, Diệp Oản Oản sắc mặt không thay đổi. Cô, Tư Minh Lễ cắn răng nói, tôi không muốn cùng cô tranh cãi hơn thua ở đây, nếu cô nói Hứa Dịch là vô tội, thì nhất định phải có chứng cớ. Nếu không, coi như là gia chủ, cũng không cách nào ân xá cho hắn được. Chứng cớ, đương nhiên là có. Diệp Oản Oản quét mắt qua tất cả mọi người có mặt ở đây, sau đó mở miệng, ngay từ lúc A Cửu lên đường tôi đã biết Thí Huyết Minh sẽ ra tay đối với Tư gia. Trong nháy mắt Diệp Oản Oản vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cô ấy biết, cô ấy làm sao biết được, nếu như không phải là người của đối phương, làm sao có thể biết được kế hoạch của bọn chúng. Chẳng lẽ cô ấy chính là nội gián của Thị Huyết Minh? Cô làm sao biết được? Tư Minh Lễ hỏi. À, ông ngược lại cũng muốn nhìn một chút, nhà đầu này rốt cuộc là muốn giở trò gì? Lại dám phá hoại chuyện của ông, hôm nay ông sẽ đem kẻ không biết trời cao đất rộng này loại trừ khỏi Tư gia. Trước tất cả ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản vẻ mặt đương nhiên mở miệng, đương nhiên là có người nói cho tôi biết. Có người nói cho cô ấy biết. Mọi người đang hoài nghi. Liền nghe được Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, một tuần lễ trước, đột nhiên có người tìm tôi, nói với tôi, không lâu sau khi A Cửu đi nước B trên đường đi sẽ bị người của Thí Huyết Minh cướp giết, muốn tôi nhất định phải ngăn cản lần công tác này của A Cửu, còn nói nếu như quả thực không cách nào ngăn cản, thì hãy cải trang thành cái gì liên quan tới hoa hồng gì gì đó, một tổ chức Thí Huyết Minh kiêng kỵ nhất. Hết thảy tin tức tôi biết có liên quan đến Thí Huyết Minh cùng với Dead Rose đều là do người kia nói cho tôi biết. Diệp Oản Oản dừng lại một chút, nhìn về phía Hứa Dịch, sau đó mở miệng, vốn là từ trước đến nay tôi cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, cho đến khi các ngươi đưa ra cái gọi là chứng cớ chứng minh trợ lý Hứa cấu kết cùng với Thí Huyết Minh, tôi rốt cuộc mới biết được, hôm đó người tới tìm tôi báo tin là ai, nhất định chính là người nội gián mà trợ lý Hứa nhắc đến, người nội gián đó không những không sợ chết, còn biết được kế hoạch của Thí Huyết Minh, cho nên mới vội vàng tới báo tin. Nghe xong mấy câu Diệp Oản Oản nói, mấy trưởng lão toàn bộ đều ngẩn ra. Quả thật là tình thế xoay chuyển, chân tướng sự việc thì ra lại là như vậy. Ngay cả Hứa Dịch cũng ngẩn ngơ. Chỉ bất quá, Hứa Dịch trong lòng hết sức rõ ràng,
cái người nội gián đó căn bản đã sớm bị giết. Diệp Oản Oản đây chính là cố ý muốn bảo vệ mình. Hoàn toàn yên tĩnh, Tư Minh Lễ đột nhiên giận dữ mà lên tiếng, quả thật là ăn nói linh tinh mà. Vẻ mặt Diệp Oản Oản an tĩnh mở miệng, không biết lời nói nào của tôi có vấn đề, xin ông chú nói rõ dùm. Tư Minh Lễ cả giận nói, nực cười, nội gián coi như là muốn đến thông báo tin tức, vậy tại sao không tìm Hứa Dịch, không tìm Lưu Ảnh, tại sao hết lần này tới lần khác phải đi tìm cô? Cô cho rằng là cô là ai? Diệp Oản Oản thản nhiên mà nhìn Tư Minh Lễ một cái, ánh mắt kia không khỏi có loại ý khinh miệt, trong lúc này nội gián đột nhiên giả chết biến mất, tất nhiên là do người thí huyết minh bên kia đã phát hiện ra cái gì đó rồi, hơn nữa phải chịu sự theo dõi nghiêm mật, hắn làm sao có thể đi tìm Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh được. Chỉ có tôi là người ở bên cạnh Cửu gia, sẽ không có người đề phòng, hắn đương nhiên sẽ tìm tới tôi rồi. Chương 428, hóa giải tử kiếp. Tư Minh Lễ cười lạnh, lại hỏi, được, coi như giải thích này của cô chấp nhận được đi. Vậy cô mới vừa nói cái tên nội gián kia một tuần lễ trước đi tìm cô, còn nói người thí huyết minh muốn cướp giết gia chủ, cái kia là chuyện lớn như vậy, tại sao cô không trực tiếp báo lại, cho tới bây giờ mới nói ra? Diệp Oản Oản thở dài, sắc mặt có chút thất vọng, ông chú, coi như là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết chuyện này không thể tùy tiện tin tưởng người lạ mà đi nói ra, đáng tiếc, ông chú cũng không biết sao. Không đợi Tư Minh Lễ mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói, khi đó người kia đột nhiên xuất hiện. Nói xong những lời đó liền bật vô âm tín, tôi làm sao biết hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Làm sao biết hắn không phải là vì muốn phá hư lần đàm phán này mà cố ý lợi dụng tôi tới ngăn cản A Cửu? Lúc đó chuyện tôi có thể làm, cũng chỉ là không ngừng nhắc đến chuyện A Cửu lần này đi nước B có thể sẽ có nguy hiểm, để cho anh ấy tăng cường đề phòng mà thôi. Nhưng vô luận người kia nói rốt cuộc có phải là thực sự hay không, lo trước khỏi cho tai họa xảy ra chung quy vẫn tốt hơn, cho nên để phòng ngừa vạn nhất. Tôi vẫn nên dựa theo lời nói của người kia mà chuẩn bị một chút đồ ngụy trang, không ngờ lại thực sự có đất dụng võ. Trải qua nguy hiểm này, tôi mới có thể xác định, người kia hẳn là bạn không phải địch, chỉ là không biết rốt cuộc là ai. Vốn là tôi tính đợi A Cửu tỉnh lại sau đó cùng anh ấy nói chuyện này, không nghĩ tới liền xảy ra tình cảnh như vừa rồi, lúc này tôi mới hiểu được, người lộ ra tin tức cho tôi nhất định là người trợ lý Hứa phái đi làm nội gián, không lầm được đâu. Diệp Oản Oản chỉ có nói mấy câu nhưng câu nào cũng hợp tình hợp lý, giải thích hết thảy điểm khả nghi. Các trưởng lão cũng rối rít trầm ngâm, lộ ra vẻ mặt suy tư, nhìn phản ứng này, rõ ràng cho thấy bọn họ cảm thấy lời nói của Diệp Oản Oản có độ tin cậy rất cao. Nếu không, bất luận như thế nào cũng không có khả năng giải thích được chuyện cô chỉ là một cô gái nhỏ làm sao có thể sẽ có bản lĩnh lớn như vậy được. Thẳng đến lúc này, Tư Minh Lễ rốt cục mới đổi sắc mặt. Ông không thể nghĩ tới. Cái tiểu nha đầu này chỉ vài ba câu liền hóa giải cái bẫy mà ông thiết kế ra, còn đem cục diện mà ông dày công bày ra đánh bại. Cái tên nội gián đó rõ ràng đã chết rồi, làm sao có thể chạy đến cô ta lộ ra tin tức được. Cô gái này quả thật là đang ăn nói lung tung. Một bên lão phu nhân cũng càng nghĩ càng cảm thấy lời của Diệp Oản Oản nói có phần chính xác có thể tin tưởng được, rồi nói cuối cùng là như vậy sao? Khó trách cháu trước đó một mực nháo đòi không cho tiểu cửu đi, còn nhất định phải đi theo. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đúng vậy bà nội, lần này A Cửu có thể được cứu, thực sự là nhờ có người nội gián nằm vùng mà trợ lý Hứa bố trí tại thí huyết minh kịp thời lộ ra tin tức, nếu không kết quả sau đó quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu nhân nhìn Hứa Dịch mặt đầy máu me cùng nước mắt, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói, Hứa Dịch, cậu đứng lên đi. Hứa Dịch sững sờ chừng mấy giây mới phản ứng được, máy móc mà đứng lên, vâng. Bên cạnh. Hứa Thường Khôn vốn là đã tuyệt vọng lúc này mặt mày kích động. Tư Minh Lễ vẫn là một mặt âm trầm, khóe mắt kịch liệt co rúm, nhưng giờ phút này ngay cả lão phu nhân đều đã tin tưởng lời Diệp Oản Oản nói như vậy rồi, Hứa Dịch cùng Hứa gia chỉ sợ trong thời gian ngắn ông cũng không có cớ nào động vào được. Ha ha, trợ lý Hứa, thì ra sự thực lại là như thế, chuyện này cũng quả thực là đến đúng lúc nha, lần sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đừng biến khéo thành vụng sẽ tốt hơn nhiều. Tư Minh Lễ khóe miệng co quắp nói. Hứa Dịch liếc Tư Minh Lễ một cái, cũng không thèm phản ứng lại lời nói của ông. Tần Nhược Hy chân mày hơi cao lại, cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, một trận tử kiếp, lại bị Diệp Oản Oản khéo léo hóa giải. Cảm ơn Diệp tiểu thư, đã trả lại sự trong sạch cho con tôi, còn có cả sự trong sạch của Hứa gia nữa. Vốn mặt đang xám như cho của Hứa Thường Khôn, nay vẻ mặt rốt cuộc cũng khôi phục lại như bình thường,
tràn đầy vẻ kích động, hướng về phía Diệp Oản Oản nói cảm ơn. Chương 429, cửu gia tỉnh rồi. Chú hứa không nên khách khí, tôi chẳng qua chỉ là nói sự thật mà thôi. Diệp Oản Oản nói. Ha ha, Từ Minh Lễ cười lạnh, chợt nãy lên chuyện muốn làm khó dễ, trách lầm Hứa Dịch là không sai, nhưng, cô nhất định cũng có chút vấn đề. Ai biết cô có phải là nội gián mà thí huyết minh phái đến nằm vùng tại tư gia chúng tôi hay không, lần này là cô cố ý cứu gia chủ, là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tư gia cùng gia chủ, muốn đạt được mục đích lớn nhất của mình, dĩ nhiên sẽ có những thứ yêu cầu có liên quan đến quyết định của chấp pháp đường, mà cô tôi nghĩ trước hết cô nên đi điều tra cặn kẽ chấp pháp đường đã. Đến lúc đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, sẽ tự nhiên biết được thôi. Chấp pháp đường. Nếu cô tiến vào chấp pháp đường còn có thể toàn mạng đi ra không? Từ Minh Lễ bước nhanh đi tới trước mặt lão phu nhân cùng Từ Minh Vinh, anh hai, chị dâu cả, cô gái này rất mưu mô, em thấy không bằng thừa dịp ngày hôm nay, cha rõ ràng đi. Chuyện này, quan hệ đến toàn bộ tư gia, chủ mẫu tương lai nếu như là nội gián phe địch thì... Từ Minh Vinh luôn luôn cố chấp với nguyên tắc thà giết lầm nhiều người cũng không bỏ qua cho một người, thái độ của ông dĩ nhiên là nghiêng về phía Từ Minh Lễ bên kia rồi. Từ Minh Vinh nói, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, điều tra rõ chuyện này không phải là không cần thiết. Sự việc quan trọng, lão phu nhân cau mày, nhất thời không mở miệng. Từ Minh Lễ thấy vậy, không đợi lão phu nhân mở miệng, liền hướng về phía cánh cửa hô to, người đâu? Đem cô ta giam lại cho tôi. Mấy người hộ vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh gật đầu, đi tới chỗ Diệp Oản Oản. Người, các người, Hứa Dịch lòng như lửa đốt, vốn là muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới tình cảnh trước mắt của mình, chỉ có thể ngậm miệng lại, nếu không lộng khéo thành vụng, kết quả càng thêm tệ hại. Diệp Oản Oản cũng là đồng ý với ý của Hứa Dịch, lúc này nhìn Hứa Dịch lắc đầu một cái, để cho hắn chớ có lên tiếng. Cô chỉ có thể đợi sau hội nghị gia tộc này lại tiếp tục nghĩ biện pháp thôi. Diệp Oản Oản hai con ngươi híp lại, chẳng lẽ hôm nay cô vẫn phải chết ở chỗ này sao? Mặc dù cô nắm chắc có thể rửa sạch được tội danh của Hứa Dịch, nhưng lại quên mất chuyện cô cùng với Từ Minh Lễ địa vị cấp bậc kém nhau quá nhiều. Ở trước mặt thế lực cường đại tuyệt đối như vậy, hết thảy mưu kế đều không có một chút tác dụng nào. Cô bây giờ vẫn còn quá yếu rồi. Vẻ mặt lạnh lẽo hung hãn của hộ vệ hướng về Diệp Oản Oản đi tới, bàn tay dùng sức bắt cô đi. Khụ. Ngay vào lúc này, bên trong cảnh đang ầm ĩ, đột nhiên vang lên một âm thanh nhẹ vô cùng. Âm thanh kia tuy nhẹ nhưng lại giống như một trận gió lạnh đến từ nơi bắc cực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người có mặt đều đóng thành băng. Ngay lập tức âm thanh huyên náo nhất thời đều biến mất hết, tất cả mọi người đều yên lặng, cổ họng giống như bị lưỡi dao sắc bén để ở trên đó, không dám phát ra phân nửa âm thanh. Mọi người nhất thời máy móc mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau đó, liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi. Người đàn ông mặc đồ ngủ rộng thùng thình đơn bạc, đỡ khung cửa đứng ở nơi đó, do bị bệnh nặng nên trên mặt tái nhợt hoàn toàn không có chút huyết sắc, bước chân cũng rất nhẹ nhàng, trong con ngươi sâu không lường được là một mảnh u ám. Ông chú, tôi ngược lại không biết, Tư Gia lúc nào trở thành nơi do ông tùy ý làm chủ vậy. Thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn vang lên bên tai của mọi người. Rõ ràng chỉ là một người đàn ông đang mang bệnh, yếu đến mức lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu, thế nhưng âm thanh phát ra lại làm cho người ta giống như thấy được địa ngục la sát, hồn phi phách tán, tâm thần câu liệt. Nhất là Từ Minh Lễ, mới vừa rồi còn kiêu căng phách lối cũng nhất thời biến mất không chút dư thừa, mặt đầy vẻ hoảng sợ, trên trán nhanh chóng rịn ra tầng mồ hôi, há miệng dường như muốn nói, nhưng càng gắng gượng lại càng bị kinh sợ ngay cả lời đều không nói được. Gia chủ, cửu gia tỉnh rồi. Mọi người rốt cuộc cũng lần lượt thay nhau phản ứng lại. Ánh mắt Tư Dạ Hàn lãnh đạm không ngừng dừng lại trên người của những người đó, xuyên thấu tất cả mọi người, đến khi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản mới nói, em qua đây. Chương 430, dìu anh đi. Tư Dạ Hàn tóc đen như mực, hai con ngươi lạnh như băng, bờ môi cùng gương mặt trắng bệt, quần áo ngủ đơn bạc lúc này xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tái nhợt, quanh thân đều quanh quẩn một cổ cảm giác chán chường u buồn. Bộ dạng bị bệnh nặng này không chỉ không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của anh, ngược lại còn để cho người nhìn cảm thấy nguy hiểm và mị hoặc đến cực hạn. Diệp Oản Oản nhất thời ngốc ngay tại chỗ. Kiếp trước Tư Dạ Hàn hôn mê suốt 3 tháng, thế mà vào lúc này đã tỉnh rồi. Trước mắt cô người đàn ông hung ác âm lãnh này đã từng là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô thậm chí vô số lần nguyền rủa anh đi chết đi.
Nhưng khi nhìn lấy anh rõ ràng suy yếu vô lực nhưng lại vẫn phảng phất như núi cao đứng ở trước người của cô, nhìn thấy anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, hốc mắt lại không nhịn được cay cay. Giờ phút này, trên gương mặt hoàn mỹ không một tì vết kia vẫn trước sau như một không có bất kỳ biểu lộ gì, lúc Oản Oản đi tới trước mặt mình, đáy mắt đen nhánh không ánh sáng mới xẹt qua một tia sáng không dễ dàng phát giác. Dìu anh đi. Ồ, Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần, bận rộn đem Tư Dạ Hàn đỡ đến trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Thấy cháu mình tỉnh lại, lão phu nhân kích động không thôi, tiểu cửu, cháu đã tỉnh rồi, cháu còn đang mang bệnh đấy, làm sao lại xuống giường, nhanh đi về nằm nghỉ đi. Bà nội, cháu không sao, Tư Dạ Hàn trả lời, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn mất trưởng lão đứng ở trong đó còn có Tư Minh Lễ. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng, Tư Minh Lễ là chủ mưu phía sau này, vốn đã chột dạ, giờ phút này tự nhiên càng thêm hoảng hốt. Một bên lão phu nhân vẻ mặt có chút lúng túng, rất sợ cháu mình phiền lòng, vội vàng giải thích, tiểu cửu, thật ra thì không có chuyện gì lớn, trước đó có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đã biết rõ, chẳng qua là toàn bộ sự việc còn có một điểm khả nghi, vì để an toàn, ông chú của con muốn mời Oản Oản qua phối hợp điều tra một chút. Phối hợp điều tra, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhưng âm thanh kia lại lạnh đến mức làm cho người nghe khắp người đều phát rét. Ừ, đúng là như vậy. Vì vậy, Tư Minh Lễ chỉ có thể kiên trì đến cùng đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối đều nói tường tận một lần, sau đó vẻ mặt chân thành mở miệng nói, gia chủ, tôi mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách mới có thể nhất thời lỡ lời, hạ lệnh vượt qua cả lão phu nhân, nhưng là do tôi cẩn thận hành sự như vậy cũng là vì an nguy của Tư gia. Vốn là kế hoạch của Tư Minh Lễ hoàn mỹ vô cùng, ai ngờ lại có thể nửa đường bị nha đầu chết tiệt này hoàn toàn phá hủy. Hứa Dịch bây giờ không động được, nhưng nhà đầu không biết trời cao đất rộng này, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu không làm sao có thể trừ khử đi mối hận trong lòng ông được. Cô ta nếu cậy mạnh muốn cứu Hứa Dịch vậy con dê thế tội kia liền do cô ta chịu rồi. Tư Minh Lễ ý tưởng kế hoạch đều rất tốt, nhưng duy nhất không ngờ tới chính là Tư Dạ Hàn cư nhiên vào lúc này tỉnh lại. Còn tỉnh lại kịp thời đúng lúc như thế, chỉ cần Tư Dạ Hàn tỉnh lại chậm thêm một giây nữa thôi thì cô gái này cũng đừng nghĩ thoát thân. Hiện tại Tư Dạ Hàn vừa tỉnh, sự tình lập tức trở nên khó giải quyết. Tư Dạ Hàn nghe vậy, gật đầu một chút rồi nói, ông chú khổ cực rồi, dựa theo gia quy, người tự tiện chủ trương vốn nên bị phạt 100 côn, nể tình ông chú tuổi tác đã cao, 100 côn này liền do con trai trưởng của ông thay mặt bị trừng phạt vậy. Cái gì? Tư Minh Lễ nghe xong sắc mặt nhất thời đại biến. Thi hình cũng không phải là người giúp việc thông thường, tất cả đều là cao thủ của chấp pháp đường. 100 gậy này đánh xuống còn không phải là đem con ông đánh cho thân tàn ma dại, mất nữa cái mạng hay sao? Cái gì mà ra quy cơ chứ, còn không phải là vì một câu nói của hắn sao, nhưng Tư Dạ Hàn lại thật sự muốn theo như ra quy mà chấp hành. Tư Dạ Hàn một tay nghiêng đỡ lấy trán, con người thâm thúy hơi hơi đưa lên một chút, ông chú có ý kiến gì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 431, còn có vấn đề sao? Tư Minh Lễ gắt gao cắn răng, gia chủ dựa theo gia quy làm việc, tôi đương nhiên không dám có dị nghị. Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía của Diệp Oản Oản bắn tới. Cô gái đáng chết này, lại có thể đem ông hại tới mức thảm như thế. Tư Minh Lễ lúc này nghiêm nghị mở miệng nói, gia chủ, ngài muốn phạt tôi cũng có thể, nhưng tôi đối với Tư gia chân thành có trời đất chứng giám. Coi như ngài muốn phạt tôi như thế nào đi chăng nữa nhưng tôi cũng nhất định phải nói. Người phụ nữ này nhất định phải tra xét rõ ràng. Tôi hoài nghi Hứa Dịch, dầu gì còn có bằng chứng cụ thể ở đây nhưng cô gái này bằng chứng toàn dựa vào lời nói của mình, lời nói miệng không có bằng chứng cụ thể. Ai biết trong miệng cô ta tên nội gián đó rốt cuộc có tồn tại hay không? Vạn nhất cô ta chính là người của Thí Huyết Minh thì sao đây? Diệp Oản Oản tiểu thư là chủ mẫu tương lai, với thân phận như vậy, nếu là người do thám của Thí Huyết Minh, hậu quả khó mà lường được. Mong gia chủ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tư Minh Lễ vừa nói xong, chung quanh các trưởng lão khác cũng liếc nhìn nhau, rối rít thấp giọng bàn tán. Thật ra thì Tư Minh Lễ hoài nghi cũng không phải không có lý. Tư Minh Vinh vẫn trầm mặt, mới vừa rồi ông đồng ý mang cô gái này đi điều tra cũng là để cho an toàn. Một bên Hứa Dịch cùng Hứa Thường Khôn thấy vậy, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cái tên Tư Minh Lễ này, hôm nay nhất định muốn cắn chết Oản Oản tiểu thư không thả sao. Nếu như ông chủ hôm nay nhất định phải che chở tiểu thư Oản Oản, Tư Minh Lễ dĩ nhiên là không có cách nào hại được,
nhưng nếu như làm như thế, khó lòng làm cho kẻ dưới cảm thấy phục, mọi người về sau cũng sẽ đem lòng nghi ngờ tiểu thư Oản Oản. Ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng gõ một cái trên tay vịn ghế salon, ý của ông chú là, Oản Oản là người nằm vùng của thí huyết minh tại Tư gia chúng ta sao, lần này cố ý cứu tôi, là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tôi. Đúng vậy, người phụ nữ này mục đích chính không phải là ám sát gia chủ, khẳng định chính là vì tình báo mà thôi, mà chỉ có thể hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của gia chủ như ngài thì cô ta mới có thể lấy được càng nhiều cơ mật hơn. Giọng nói của Tư Minh Lễ càng thêm chắc chắn, trong con ngươi nhìn Diệp Oản Oản cũng là sát ý. Chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu, ông cũng không tin không có cách nào trị được cô ta. Oản Oản, Tư Dạ Hàn đột nhiên nhìn về hướng Diệp Oản Oản, sau đó mở miệng, đồ đâu? Đồ vật, thứ gì cơ chứ? Mọi người nghe vậy, đầu óc cũng mơ hồ mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, Hứa Dịch cũng là vẻ mặt cũng mơ hồ theo. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, ngoan ngoãn từ trong túi sách của mình lấy ra một chồng tài liệu nhăn nhúm. Cho ông chú nhìn một chút, Tư Dạ Hàn tự tiếu phi tiếu mở miệng. Diệp Oản Oản lại ngoan ngoãn đem tài liệu đưa tới trước mặt của Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ nhìn cô một cái, mặt lạnh đem tài liệu nhận lấy, kết quả, lúc mới vừa nhìn thấy trang đầu tiên mặt liền tối lại, xem thêm một chút, sắc mặt càng là đen như đáy nồi. Chuyện này, đây không phải là tài liệu thiết bị tuyệt mật và hợp đồng soạn thảo lần này sao? Tư Minh Lễ sắc mặt đại biến. Tư Dạ Hàn lại có thể đem vật quan trọng như vậy tùy tiện mà đưa cho cô gái này bảo quản. Mấy trưởng lão nghe vậy, rối rít thò đầu nhìn xem, toàn bộ cũng đều sợ ngây người. Cái gì, tài liệu Energy hạng mục tuyệt mật? Thậm chí hợp đồng soạn thảo ra cũng. Chuyện này, gia chủ đối với người phụ nữ này cũng quá tin tưởng đi. Phải biết là tin tưởng một người nhiều như thế nào mới có thể đem vật quan trọng như vậy giao cho cô bảo quản. Lấy trình độ tin tưởng của Tư Dạ Hàn đối với mình, cô ấy còn cần gì mạo hiểm đi lấy thêm sự tín nhiệm của hắn nữa chứ, đây không phải là chuyện nực cười sao? Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, ông chú còn có vấn đề gì sao? Tư Minh Lễ gắt gao nắm những văn kiện kia, giận đến nỗi thiếu chút nữa một hơi cũng không thở mà nổi ngất đi, hồi lâu mặt mới đỏ lên nói ra mấy chữ, không, không có. Chương 432, bảo vệ hắn. Hứa Dịch nhìn chằm chằm những văn kiện kia, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang mang theo một tảng đá lớn, cuối cùng đã để xuống được rồi. Ông chủ không chỉ là đem văn kiện cơ mật giao cho Oản Oản tiểu thư bảo quản, ngày thường bất luận là nói cái gì cũng không cấm kỵ Oản Oản. Một điểm này trừ hắn, Lưu Ảnh, Tần Nhược Hy ra, thậm chí còn có rất nhiều quản lý cấp cao của công ty đều có thể làm chứng. Nếu Oản Oản tiểu thư thực sự muốn thăm dò nghe ngóng tin tức gì, vậy thì thật là quá đơn giản, đâu cần phải phiền toái vòng quanh một vòng lớn như vậy làm gì chứ. Cuối cùng cũng sẽ không có người nào muốn hoài nghi Oản Oản tiểu thư nữa. Quả nhiên, Tư Minh Lễ cùng một mấy trưởng lão cũng không nói gì nữa. Tư Minh Vinh mặc dù đối với việc Tư Dạ Hàn đem văn kiện cơ mật như thế giao cho một cô gái bảo quản thật sự là có chút bất mãn, nhưng thân phận bây giờ của Diệp Oản Oản là chủ mẫu của Tư gia trong tương lai, Tư Dạ Hàn đem tài liệu giao cho cô ấy, hoàn toàn không thể chỉ trích được, căn bản là không thấy có khuyết điểm nào nữa, vì vậy cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Lúc này, phía trong góc, Tần Nhược Hy nhìn thấy những văn kiện kia, sắc mặt đã trắng thêm mấy phần. Những thứ văn kiện cơ mật này ngay cả cô cũng chưa từng thấy qua, A Cửu lại có thể tùy tiện giao cho người phụ nữ này. Thật ra, cô hoàn toàn không để Diệp Oản Oản vào mắt. Lấy ra thế tài học đức hạnh của Diệp Oản Oản, muốn được gả vào Tư gia không khác nào người ngu mà nằm mơ, cho nên cô ta cần gì phải cùng thứ người như vậy so đo hạ thấp thân phận của mình. Nhưng sau chuyến đi đến nước B lần này, cô ta lại không thể không bắt đầu chú ý đến người phụ nữ này rồi. Người phụ nữ này vận khí thật là quá tốt mà. Tình báo hết lần này tới lần khác tìm tới Oản Oản, làm cho cô ta lập công lớn cứu người, không chỉ như thế, hôm nay còn cứu Hứa Dịch, để cho Hứa Dịch thiếu nợ cô ta một ân huệ lớn như vậy, Tư Minh Lễ đang muốn làm khó dễ đối với cô ta, A Cửu lại tỉnh. Lão phu nhân thương tiếc cháu trai mình, rất sợ Tư Dạ Hàn lại quá mức vất vả, vội mở miệng nói, tốt rồi, chuyện bây giờ cuối cùng tất cả đều đã hiểu rõ. Các người nếu không còn chuyện gì quan trọng để nói nữa thì tất cả đều trở về đi thôi, hết thảy chờ thân thể của tiểu cửu tĩnh dưỡng tốt hơn rồi lại nói. Cho hay tan cuộc, mọi người đồng tình mà nhìn Tư Minh Lễ người hôm nay bị thua thiệt nhiều nhất, rối rít chào rồi rời đi. Vâng, lão phu nhân, chúng tôi đi trước. Hy vọng gia chủ ngàn vạn bảo trọng thân thể. Bởi vì Tư Dạ Hàn không thích hợp đi lại,
Diệp Oản Oản hỗ trợ tiễn mấy trưởng lão ra ngoài. Phía cửa, Hứa Thường Khôn nhìn cô gái thân hình đơn bạc nhu nhược trước mắt, trong con người đục ngầu già nua tràn đầy vẻ cảm kích, nếu không phải là Oản Oản tiểu thư, hôm nay Hứa gia sợ là vạn kiếp bất phục. Hôm nay đại ân của Oản Oản tiểu thư, tôi Hứa Thường Khôn sẽ ghi nhớ. Diệt môn cùng chết đi cũng không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ chính là Hứa gia bọn hắn trung thành tận tâm nhiều năm như vậy, lại bị đóng chữ phản đồ, sỉ nhục cả gia tộc suốt đời. Hứa Thường Khôn nói xong, đối với cô khom người xuống thật sâu để tỏ lòng biết ơn. Diệp Oản Oản vội vàng đỡ Hứa Thường Khôn lên, chú Hứa nói quá lời rồi, mới vừa rồi cháu đã nói qua, cháu nói chỉ là nói thật mà thôi. Hứa Thường Khôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ, dưới tình huống đó, cả gia tộc không có một người nào tiến lên vì Hứa gia nói một câu, không có bất kỳ người nào tin tưởng bọn họ, mà cô chỉ một cô gái trẻ tuổi, lại có thể đứng lên ngăn chặn việc hộ vệ chấp hành hình phạt với con mình. Chỉ là bằng một điểm này đã đáng quý rồi. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Hứa Dịch đứng ở một bên mở miệng nói, huống chi, trong ngày thường trợ lý Hứa đối với cháu chiếu cố rất nhiều, cháu gây thêm không ít phiền toái cho anh ta rồi. Hứa Dịch nghe Diệp Oản Oản nói những lời này, cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Chỉ vì trong ngày thường hắn tiện tay làm những chuyện bé nhỏ không đáng kể kia mà Oản Oản lại đứng ra cứu tính mạng của hắn, nếu không phải là ông chủ kịp thời tỉnh lại, hậu quả hắn quả thật không dám tưởng tượng. Chương 433, mới rời khỏi mấy phút. Hứa Dịch trong lòng rất rõ ràng, tên nội gián đó tuyệt đối đã chết rồi, ngay cả thi thể hắn đều đã thấy qua, căn bản không có người nào có thể chứng minh được sự trong sạch của hắn. Là Diệp Oản Oản vì muốn bảo vệ hắn, mới cố ý nói như vậy. Cho nên, Diệp Oản Oản thật ra thì cũng không biết hắn rốt cuộc có phải là bị oan uổng hay không, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Lúc đó nếu như không phải là Diệp Oản Oản kịp thời đứng ra thì hai cái chân của hắn đã bị phế đi rồi, chưa kể đến toàn bộ Hứa gia cũng đều sẽ bị hắn liên lụy. Hứa Dịch thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chăm chú Oản Oản, từng chút một trở nên kiên định, đáy mắt mơ hồ mang theo vẻ kính sợ, từng chữ mà mở miệng trả lời, Oản Oản tiểu thư, người là chủ mẫu đương thời của Tư gia trong tương lai, những thứ này đều là trách nhiệm mà thuộc hạ nên làm. Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Lời này của Hứa Dịch cuối cùng cũng đã thừa nhận thân phận của cô rồi. Không nghĩ tới việc hồi nãy đánh bậy đánh bạ mà thái độ của Hứa Dịch đối với cô ngược lại đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cô ở Tư gia một thân một mình, nếu có người như Hứa Dịch có thể thật lòng ủng hộ cô, đối với cô mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Huống chi Hứa Dịch không chỉ là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn, mà sau lưng hắn còn có toàn bộ thế lực Hứa gia. Phải biết, cha của Hứa Dịch Hứa Thường Khôn ở bên người lão gia tử đã 30 năm, lập vô số công lớn, ở trong gia tộc uy vọng của ông thậm chí so với các trường lão có huyết mạch còn cao hơn. Sau khi các tộc lão rời đi, bác sĩ Tôn rốt cuộc cũng vội vã chạy tới. Lão phu nhân tranh thủ thời gian cho người mời hắn tới nói, bác sĩ Tôn, ông nhanh giúp tiểu cửu nhìn một chút, trước đó cháu tôi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh lại. Trên giường lớn màu xám. Tư Dạ Hàn nghe được tiếng đẩy cửa, chân mày khẽ nhíu, nhìn người vừa tới, lại khôi phục vẻ lạnh giá trước sau như một. Đáy mắt băng lãnh của anh dường như có mấy phần không kiên nhẫn nói, Oản Oản đâu. Lão phu nhân có chút bất đắc dĩ nhìn cháu trai mình, cái này, hai đã đến lúc nào rồi còn quan tâm tới người khác mà không chú ý đến thân thể của mình. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là muốn gọi Oản Oản, người ta không phải là mới rời khỏi đây có mấy phút thôi sao. Lúc này, một trận, bạch bạch bạch, tiếng bước chân vang lên, Diệp Oản Oản đưa đám người Hứa Thường Khôn về xong, vội vàng lên lầu. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ừ, đây không phải đã tới rồi sao? Bây giờ có thể để cho bác sĩ Tôn khám cho cháu rồi chứ? Tư Dạ Hàn, qua đây. Lời này rõ ràng là hướng về phía Diệp Oản Oản mà nói. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới bên giường. Diệp Oản Oản sau khi đi đến, cả người Tư Dạ Hàn giống như có khí chàng vô hình nào đó trong nháy mắt thu lại thanh tĩnh, trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc cho Tôn Bách Thảo cùng hộ tá của ông ở trên người hắn làm đủ loại kiểm tra. Sau một hồi lâu, thế nào rồi bác sĩ Tôn? Lão phu nhân thấy sắc mặt của Bách Thảo không tốt lắm, nhất thời có chút phát hoảng. Một bên Diệp Oản Oản cũng cau mày hướng về phía Tôn Bách Thảo. Kiếp trước Tư Dạ Hàn là bởi vì trọng thương mới có thể nghiêm trọng như vậy, kiếp này có thể khá hơn một chút hay không? Tôn Bách Thảo lắc đầu,
Dài thở dài đáp, cửu thiếu gia thân thể, đã bắt đầu thay đổi, sợ rằng, không lạc quan cho lắm. Biến đổi xấu, chuyện này, cái này là có ý gì? Phật châu trên tay lão phu nhân dưới sự kích động trực tiếp bị bà kéo đứt, lăn đầy xuống đất. Tôn Bách Thảo vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ngay từ lúc đầu tôi đã nói, thân thể của ngài ấy đã tổn thương nặng lắm rồi, bề ngoài nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong thật sự là đã hư hao rất nhiều, không chỉ không có cách nào điều dưỡng chữa trị, mà ngày một suy giảm, chờ tới thời điểm phát bệnh, thì chứng bệnh tiềm ẩn này, tự nhiên sẽ bạo phát ra ngoài, hiện tại tình trạng của ngài ấy chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Chương 434, chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ. Tôn Bách Thảo lắc đầu, thở dài thật sâu, ngũ tạng hao tổn, khí huyết không tốt, hiện tại khả năng ngài ấy bây giờ là thỉnh thoảng sẽ té xỉu, sau này, hệ thống miễn dịch càng ngày sẽ càng kém, thân thể càng ngày càng suy yếu, khí quan cũng sẽ dần dần bắt đầu suy kiệt. Sao, tại sao có thể như vậy? Lão phu nhân càng nghe sắc mặt càng trắng, vội la lên, bác sĩ Tôn, ông không phải nói tiểu cửu chỉ cần điều dưỡng thật tốt rồi cũng sẽ tốt lên sao? Tôn Bách Thảo bất đắc dĩ nói, không sai. Tôi có nói qua, tác dụng thuốc đối với bệnh của cửu thiếu gia có hạn, chỉ có thể dựa vào việc khôi phục từ từ. Nhưng là, với hai chữ điều dưỡng, đối với người khác thì dễ dàng nhưng đối với cửu thiếu gia mà nói khó như lên trời. Thân thể của ngài ấy vốn đã có bệnh, chứng mất ngủ không chỉ để cho ngài ấy không cách nào nghỉ ngơi, lại liên tiếp gặp tai nạn, lần này, ngài ấy lại không nghe lời khuyến cáo của tôi tiêu hao thân thể, tạo thành tổn thương lần thứ hai, đã ép bệnh cũ phát tác ra ngoài. Thật ra thì ngài ấy sống đến bây giờ mới ngã xuống, so với trong dự đoán của tôi thì đã tốt hơn rất nhiều, ban đầu theo dự đoán của tôi, mấy tháng trước ngài ấy đã phát bệnh. Lão phu nhân mạnh mẽ tự chấn định lại, tay run run chỉ mở miệng nói, bác sĩ Tôn, ông hãy cho tôi một lời khẳng định, bệnh bây giờ của tiểu cửu còn có thể cứu được không? Bệnh của cháu tôi rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào rồi? Chuyện này, Tôn Bách Thảo có chút kiêng kỵ mà hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Dù sao ông cũng coi như là bác sĩ, có mấy lời không tiện nói trước mặt của bệnh nhân. Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối đều không có vẻ mặt gì, lạnh lùng đến mức giống như chuyện bọn họ đang nói không liên quan đến thân thể của anh, hay chuyện sinh tử đối với anh mà nói đều không quan trọng. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn lãnh đạm mở miệng nói, không sao, bác sĩ Tôn xin cứ nói thẳng. Tôn Bách Thảo cũng biết tính cách vị gia chủ này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp trả lời, theo tôi suy tính. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cửu thiếu gia nhiều nhất chỉ sống được nửa năm. Cái gì, nửa năm? Nghe được lời nói của Tôn Bách Thảo, lão phu nhân nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Không sống qua nửa năm, làm sao có thể a? Kiếp trước, Tư Dạ Hàn rõ ràng cho đến khi bọn họ ly dị cũng còn chưa chết, huống chi đời này hắn không có bị thương nặng. Tình huống hẳn là so với kiếp trước tốt hơn mới đúng, làm sao lại nghiêm trọng đến mức độ này? Rốt cuộc là sai sót chỗ nào? Diệp Oản Oản liều mạng nhớ lại hết thảy chi tiết ở kiếp trước, sau một hồi lâu, rốt cuộc dần dần hiểu ra tại sao. Kiếp trước, Tư Dạ Hàn quả thật kéo dài cuộc sống rất lâu nhưng cũng chưa chết, nhưng vì trong mấy năm đó, hắn khí quan suy kiệt, liên tục làm phẫu thuật nhiều lần. Tư Dạ Hàn là gia chủ Tư gia, người đáng tin cậy của toàn bộ gia tộc Tư thị. Tư gia vì muốn bảo vệ anh, dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phải lắp đặt bao nhiêu loại máy móc trong cơ thể anh cũng không tiếc vì anh mà kéo dài tánh mạng. Kiếp trước, cô đối với tình huống của Tư Dạ Hàn không hề quan tâm, chỉ biết Tư Dạ Hàn thường xuyên làm giải phẫu, nhưng khi đó ba chữ, làm giải phẫu, đối với cô mà nói cũng chỉ là ba chữ thông thường thôi, cũng không có cái khái niệm gì, huống chi Tư Dạ Hàn ở trước mặt cô cũng cực kỳ ít lộ ra bộ dạng suy yếu thống khổ, so với người thường không khác là bao. Nhưng mà, trên thực tế khi đó thân thể của anh sợ rằng đã ốm đau triền miên, trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà liên tục tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật lớn gây tổn thương thân thể trầm trọng. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, anh nhanh chóng suy kiệt, dù mới phẫu thuật thành công, lại may mắn không phản ứng bài xích, nhưng khả năng chỉ trong vòng 1-2 năm sau cơ quan mới đổi lại bắt đầu suy kiệt yêu cầu thay mới, lại lần nữa giải phẫu. Thống khổ như thế, cô chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã không chịu nổi rồi. Thế mà anh lại có thể từ bên trong những cuộc giải phẫu không hạn lặp đi lặp lại sự thống khổ và ốm đau hành hạ nhưng lại còn có thể sống sót, chi bằng chết đi cho rồi. Như vậy cuộc sống kiếp trước của Tư Dạ Hàn từ ban đầu được chuẩn đoán thời gian tuổi thọ chưa tới nửa năm lại cố gắng gượng kéo dài lâu như thế.
Chương 435, còn có thể khôi phục lại được sao? Lão phu nhân kích động không thôi đi tới trước mặt Tôn Bách Thảo, nửa năm. Làm sao chỉ còn lại thời gian nửa năm thôi vậy? Bác sĩ Tôn, thật không có biện pháp nào khác sao? Tôi thỉnh cầu ông suy nghĩ kỹ một chút còn biện pháp nào khác hay không? Vô luận ông muốn bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình, vì ông mà làm được. Tôn Bách Thảo lắc đầu một cái đáp, lão phu nhân, thật xin lỗi, tôi mặc dù là một bác sĩ, nhưng đối với thân thể cửu thiếu gia mà nói cũng không thể giúp ích gì được. Cửu thiếu gia cần nhất chính là khôi phục nguyên căn, mà muốn khôi phục nguyên căn, thời điểm tiến hành trừ độc cũng phải làm lúc chìm vào giấc ngủ, bất kỳ dùng loại thuốc bổ cỡ nào thì khi chữa trị lục phủ ngũ tạng đều cần nghỉ ngơi đầy đủ. Dùng lời thông thường mà nói, giấc ngủ là căn bản của con người, nếu ngay cả giấc ngủ cơ bản mà ngài ấy cũng không thể bảo đảm, thì hết thảy điều trị của tôi cũng uổng công mà thôi. Lão phu nhân nhất thời hướng về người canh cửa nghiêm nghị la lên, Mạc Huyền đâu? Đi gọi Mạc Huyền tới cho tôi. Hứa Dịch ở ngoài cửa lập tức đi vào đáp, hồi lão phu nhân, ông chủ đã, để cho Mạc Huyền đi nghỉ phép. Cậu nói cái gì? Lão phu nhân một mặt kinh ngạc, ngay sau đó tức giận không dứt, ông chủ hồ đồ, chẳng lẽ các cậu cũng không biết khuyên sao? Còn không mau đem người đi tìm. Đối mặt với sự tức giận của lão phu nhân, Hứa Dịch chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng đi tìm người, vâng. Nghe tới bản thân mình chỉ sống thêm nửa năm, sắc mặt của Tư Dạ Hàn một chút cũng không thay đổi nói, bà nội, cháu không sao, thân thể của cháu tự bản thân cháu biết rõ, bà không cần phải lo lắng. Lão phu nhân đôi mắt đỏ bừng, cháu rõ cái gì chứ? Đã như vậy còn nói cháu hiểu rõ sao? Dù bên ngoài hay trong nhà, dù trong sáng hay ngoài tối, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, mong đợi hắn chết đi. Hiện tại mọi người đều cho là Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là mệt nhọc quá độ nên hôn mê, nếu để những người đó biết hắn chỉ có thể sống nửa năm nữa thì những người đó còn có thể ngồi yên sao? Bọn họ ai ai cũng hận hắn đến mức không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tiểu cửu, cháu làm sao có thể tự do phóng khoáng như vậy, lấy thân thể của mình ra đùa giỡn? Tại sao lại để cho Mạc Huyền nghỉ phép? Lão phu nhân tức giận mắng. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, hắn ở đây cũng vô dụng. Lão phu nhân tức giận, cháu coi như hắn ở lại cũng vô dụng nhưng hắn có thể để cho cháu tốt hơn một chút. Lão phu nhân thật ra cũng biết, cho dù Mạc Huyền trở lại, lấy tình huống bây giờ của cháu trai mình cũng vô ích mà thôi. Vừa nghĩ tới cháu trai mình chỉ còn sống được nửa năm nữa, chính mình lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lão phu nhân mặt đầy đau thương, khóc không thành tiếng. Lúc này, Diệp Oản Oản theo trí nhớ của kiếp trước tỉnh lại, ngưng thần sau đó suy tư. Nhìn về phía Tôn Bách Thảo mở miệng hỏi, Tôn Lão, vậy, nếu như bắt đầu từ bây giờ, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của ông mà nói điều chỉnh thật tốt, xác định còn có thể trở về trạng thái bình thường được không? Tôn Bách Thảo vuốt nhẹ chòm râu, thần sắc có chút hơi khó nói, nếu như ngài ấy có thể không nổi giận, không mệt nhọc, nghiêm khắc phối hợp dược vật cùng liệu pháp châm cứu của tôi, quan trọng nhất là mỗi ngày ít nhất phải bảo đảm ngủ 8 giờ, hiện tại ngài ấy tuổi còn trẻ có lẽ còn có thể từ từ khôi phục trở lại được. Nhưng rốt cuộc có thể khôi phục đến mức nào, theo thể chất cá nhân mà nói cái này tôi cũng không cách nào bảo đảm. Tôn Bách Thảo nói xong liền lại lắc đầu, những cái giả thuyết hắn mới vừa nói đến, chẳng qua chỉ là lời nói suông, có mấy cái mà Tư Dạ Hàn có thể làm được đâu. Nếu thật sự có thể làm được, thì thân thể của ngài ấy cũng không bị kéo tới mức thê thảm như ngày hôm nay. Lão phu nhân đương nhiên cũng biết điểm này cho nên mới càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ bà rốt cuộc vẫn là không cứu được tiểu cửu sao? Sớm biết như vậy, ban đầu bà liền không nên đồng ý để cho tiểu cửu đi con đường này rồi. Chương 436, Quấn quấn hữu yêu. Diệp Oản Oản cúi thấp đầu, cũng không cùng lão phu nhân và bác sĩ Tôn nói chuyện, chính mình phát hiện ra chuyện cô thật sự có thể để cho Tư Dạ Hàn chìm vào giấc ngủ, dù sao loại chuyện này cô cũng không chắc, huống chi bác sĩ Tôn trả lời cũng chỉ dựa vào lý thuyết. Vẫn là trước tiên cần phải thử qua mới biết có hữu dụng hay không. Tôn Bách Thảo kê cho Tư Dạ Hàn một đơn thuốc, ngay sau đó than thở rời đi, lão phu nhân phảng phất trong nháy mắt già đi mấy tuổi, vẻ mặt đau buồn đưa Tôn Bách Thảo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng ngủ chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn. Trong phòng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tư Dạ Hàn an tĩnh nằm ở trên giường, cho dù là nghe được chính mình chỉ còn sống được nửa năm, vẻ mặt cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Oản Oản há miệng, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nói gì. Lúc này, đầu giường một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên,
phá vỡ yên lặng. Tư Dạ Hàn thuận tay cầm điện thoại di động một bên lên, âm thanh vẫn trước sau như một trầm ổn, không có một chút kẽ hở, alo là tôi. Smith tiên sinh, ngài khỏe không? Cảm ơn ngài quan tâm, tôi vẫn khỏe. Dĩ nhiên, đàm phán hết thảy vẫn như cũ. Được, vậy 3 ngày sau hẹn gặp ngài. Tư Dạ Hàn chưa nói hết câu, điện thoại di động đột nhiên, phanh, một tiếng bị đụng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tút 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 đứt gãy. Diệp Oản Oản không biết đi qua lúc nào, nắm lấy cổ tay của anh, gần như hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cắn răng mở miệng từng chữ, Tư, Dạ, Hàn. Con mẹ nó anh mới vừa rồi rốt cuộc có nghe được lời nói của bác sĩ Tôn hay không hả? Ở cửa, mới vừa tiễn Tôn Bách Thảo trở về lão phu nhân cũng đã nghe được cuộc điện thoại của cháu trai, chân mày đang nhíu chặt muốn nói ra, liền nhìn thấy Diệp Oản Oản giống như con thú nhỏ hầm hừ hướng về cháu trai mình nhào tới, vì vậy, không khỏi dừng lại bước chân. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn đang đưa ra một gương mặt lạnh như băng xương nói, anh bây giờ chỉ còn sống được nửa năm. Tại sao anh còn có thể giống như chuyện gì cũng không xảy ra, một dạng miệt mài với những công việc này, những hạng mục này, chẳng lẽ mấy chuyện đó so với mạng của anh đều quan trọng hơn sao? Anh rốt cuộc có quan tâm đến thân thể của mình hay không? Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó giọng nói bình tĩnh mở miệng, anh tự có chừng mực. Diệp Oản Oản trong nháy mắt như bị chọc cười đáp, ha ha. Anh có chừng mực, anh có chừng mực có phải là anh chuẩn bị chờ thân thể của anh suy yếu đến mức cơ quan trong người đều bắt đầu suy kiệt, sau đó chẳng qua chỉ là đổi cơ quan mới, thân thể càng suy yếu, cơ quan lại suy kiệt, sau đó lôi kéo bệnh tật lại tiếp tục đổi, một mực đổi đến khi cả người anh đều bị móc sạch mới thôi có phải không? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại, anh quên bà nội mới vừa nói cái gì sao, coi như là dùng toàn bộ nhân lực của Tư gia cũng muốn giữ được tính mạng của anh. Anh có nghĩ tới hay không, anh nếu chết đi, bà nội anh phải làm sao bây giờ? Anh muốn để cho bà nội anh người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Diệp Oản Oản ngừng lại hồi lâu, mới chậm rãi tiếp tục mở miệng, coi như anh tình nguyện làm cho đến chết, cũng không cho phép chính mình có bất kỳ sơ hở nào cùng điểm yếu nào, coi như anh có nhiều người cần phải bảo vệ đi nữa. Nếu như anh chết đi, anh làm sao còn đi bảo vệ bọn họ như vậy được nữa, anh cứ như vậy không quan tâm đến tính mạng của anh sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm mặt của Oản Oản, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cặp mắt phảng phất tức giận đang thiêu đốt kia. Diệp Oản Oản ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, vội vàng mà xoay người, tiện tay lau ánh mắt, Tư Dạ Hàn, em không muốn làm quả phụ. Em không muốn, để cho anh chết đi đâu. Chương 437, làm sao có thể không quan tâm. Ngoài cửa, lão phu nhân tránh người, lui sang một bên, nhìn lấy Oản Oản vội vã từ trong nhà chạy ra. Trong con ngươi thoáng qua một tia xúc động. Ai, đứa nhỏ này. Bên trong phòng ngủ, Tư Dạ Hàn nhìn theo hướng mà cô mới rời đi, đáy mắt một mảnh biến hóa nồng đậm. Không quan tâm mạng của mình, làm sao có thể không quan tâm đây? Cô cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật, gần như có thể chạm tay đến. Diệp Oản Oản chạy ra ngoài sau đó liền một mình ngồi ở một phía dưới vườn hoa nhỏ xinh buồn bực. Thật sự là sắp bị cái tên không phải là người kia làm cho tức chết rồi. Nào có người nào chân trước mới vừa mệt mỏi tổn thương nguyên khí nặng nề lại trải qua một trận cướp giết, còn bị bác sĩ phán định chỉ còn sống được nửa năm, chân sau liền cùng đối tác thương lượng nói chuyện điện thoại nói 3 ngày sau phải đi gặp mặt bàn chuyện cơ chứ. Người không muốn sống như vậy cô cũng chưa từng thấy qua. Sớm biết anh không muốn sống như vậy, cô cần gì phải liều sống liều chết đi cứu anh chứ. Diệp Oản Oản cảm giác chính mình giống như là một kẻ ngu ngốc. Đã như vậy, anh thích như thế nào liền như thế đó đi. Nếu như chính bản thân anh không phối hợp thì dù cô có làm thế nào cũng vô ích. Diệp Oản Oản đang muốn đứng dậy, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại của hai người. Cô đi đưa đi. Không không không, vẫn là cô đi đi, cô đi đi. Lần trước tôi đi thời điểm đó cửu thiếu gia đang làm việc, ngài ấy chỉ nhấc đầu nhìn một cái. Tôi liền ngay cả đứng cũng sẽ không đứng vững a. Vậy tại sao lại là tôi? Lần trước tôi đã đi qua một lần rồi. Cô cũng không phải không biết cửu thiếu gia ghét nhất là uống thuốc bắc. Tôi bưng thuốc đi qua, trong vòng 10 thước cũng có thể cảm giác được sát khí của cửu thiếu gia. Thảm hại hơn nữa chính là nếu như cửu thiếu gia quên uống hoặc là không uống đúng hạn, chúng ta còn bị lão phu nhân trách phạt. Trách phạt liền trách phạt đi. Tôi thật ra không sợ bị lão phu nhân trách phạt, chính là cửu thiếu gia quá đáng sợ. Lần trước thời điểm Tiểu Trương đi đưa thuốc dường như không cẩn thận đụng vào lúc cửu thiếu gia mới vừa tỉnh giấc,
cửu thiếu gia cũng không biết là thấy ác mộng hay là như thế nào nữa, mà ở chỗ đầu giường móc ra một khẩu súng, Tiểu Trương bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Vậy làm sao bây giờ, nghe nói cửu thiếu gia lần này mệt nhọc quá độ té bất tỉnh, tâm tình khẳng định càng không ổn định đi. Không, nếu không chúng ta chờ một chút đã. Tôi muốn trực tiếp đi lãnh phạt cho rồi. Một bên dường như truyền đến một âm thanh tiếng thở dài tức giận, ngay sau đó có người mở miệng nói, đưa cho tôi đi. Bên dưới vườn hoa đột nhiên hiện ra một người lớn sống sờ sờ bước tới, hai cô hầu gái sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phách cũng bị bay mất. A, à, cô, Diệp tiểu thư ngài tại sao lại ở chỗ này? Cô hầu gái một mặt kinh ngạc. Diệp Oản Oản mới vừa rồi đứng ở vườn hoa, vốn là bị Tư Dạ Hàn chọc giận đến mức muốn bỏ đi cho rồi, kết quả nghe được hai người giúp việc này càu nhau ngươi một lời ta một lời mà khe khẽ bàn luận, nói xong lời cuối cùng, lại sợ đến mức quyết định kéo dài thời gian, thậm chí không tiếc lãnh phạt cũng không muốn đi đưa thuốc. Thuốc nhất định phải dùng đúng lúc mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất được, làm sao có thể trì hoãn. Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà mở miệng, tôi đi hóng mát, các cô không phải là muốn đưa thuốc sao? Đưa cho tôi đi, tôi vừa vặn phải đi tìm cửu thiếu gia, tôi đi đưa cho. Thật, thực sự, hai cô hầu gái nhất thời vui mừng quá đổi, nhìn lấy biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật là giống như là nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cảm ơn Diệp tiểu thư. Cảm ơn cô, Diệp tiểu thư ngài cầm cho chắc, cẩn thận phỏng tay. Hai cô hầu gái nói cảm ơn liên tục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một chum thuốc bắc giao cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm thuốc trong tay, áo não nhắm mắt một cái, cô có phải bị đập đầu hay không? Chương 438, không khó. Diệp Oản Oản đứng ở cửa, do dự hồi lâu, cuối cùng bởi vì lo lắng dây dưa lâu ảnh hưởng đến thuốc nên vẫn đẩy cửa đi vào. Sau lưng Diệp Oản Oản, hai cô hầu gái mới vừa rồi cũng không yên tâm đối với cô mà đi theo, giờ phút này đang núp ở khe cửa bên cạnh. Hai người nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy để cho Diệp Oản Oản đi đưa không quá thỏa đáng, dù sao cái này vốn là nhiệm vụ của bọn họ, làm sao có thể tùy tiện giao cho Diệp tiểu thư đây. Vạn nhất Diệp tiểu thư chờ lát nữa đưa thuốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là náo đến độ có chuyện gì xảy ra, các cô làm sao gánh chịu nổi. Trên giường lớn màu xám đen, da thịt tái nhợt của Tư Dạ Hàn giống như đá dựa vào ngồi ở chỗ đó. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, xốc lên một góc quần áo. Liền lộ ra một đoạn xương tay gầy gò. Chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, anh liền bởi vì bận rộn mà gầy đi trông thấy. Diệp Oản Oản vốn đang là nổi giận trong bụng, nhìn người đang đối mặt với mình kia, liền như quả banh da bị châm đâm thủng. Đoán chừng là bởi vì là mùi thuốc bắc khó người thổi tới, chân mày đóng băng của Tư Dạ Hàn nhất thời không thể nhận ra cao lại, ánh mắt thuận theo phương hướng cánh cửa quăng tới. Nhân cái gì mà nhân a? Đây chính là đồ có thể cứu mạng anh a. Diệp Oản Oản bước nhanh hướng về mép giường đi tới. Nhìn được người mới đi đã trở lại Diệp Oản Oản, đáy mắt yên lặng của Tư Dạ Hàn dường như xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt đuổi theo đến khi cô đi thẳng tới mép giường của anh. Cánh cửa, hai cô hầu gái mắt thấy Diệp Oản Oản hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới, khẩn trương, ực, nuốt nước miếng. Ánh mắt cửu thiếu gia thật là đáng sợ. Mà Diệp Oản Oản giống như không nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang nhíu chặt chân mày, trực tiếp đem nắp đậy chén thuốc trong tay lúc này mở ra. Nhất thời, một cổ thuốc bắc gay mũi không dứt đập vào mũi, làm cho Diệp Oản Oản ho một trận mãnh liệt, thiếu chút nữa ói. Ách! Tôn lão, ngài lần này ra tay có phải có chút ác hay không a? Cái này cũng quá đáng sợ đi. Nhưng không uống cũng không được a, đây là thuốc có thể cứu mạng, dù khó uống đi nữa thì cắn răng uống một cái liền xong nha. Dù sao cũng tốt hơn thân thể kém không chịu được, khí quan suy kiệt, làm giải phẫu đổi cơ quan tốt hơn. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt lạnh, nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình mở miệng nói, anh uống thuốc đi. Ngoài cửa hai cô hầu gái thấy vậy, tâm đều đã thoát lên tới cổ họng, chỉ hy vọng Diệp tiểu thư có phương pháp đặc biệt có thể khuyên cửu gia đúng hạn uống thuốc, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hai người mới vừa nghĩ như thế, chỉ thấy cửu thiếu gia nhà bọn họ nhăn mày một chút, ngay sau đó đưa tay ra, bưng chén thuốc trong tay Diệp Oản Oản. 3 giây sau, chén thuốc đã cạn sạch. Hai cô hầu gái trong nháy mắt, hai mắt nhìn nhau, nhìn chén thuốc bị uống cạn nhưng vẫn thật lâu sau cũng không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này, liền uống hết một mạch sao? Diệp tiểu thư mới vừa rõ ràng cái gì cũng không làm a. Hướng người kia vừa đứng vừa nói hai chữ, uống thuốc mà thôi.
Cái này cũng được sao? Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đàng hoàng uống thuốc, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Thấy trong không khí có mùi thuốc khó ngửi, thấy anh mới vừa rồi một hơi uống cạn, lại từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, lại không khỏi có chút mềm lòng, hỏi có khỏe không? Có phải rất khó uống hay không a? Nghe được vấn đề của cô, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, đưa tay ra, cố định ót của cô, nghiêng người, đặt môi mình lên môi của cô. Trong phút chốc, vị của thuốc bắc xen lẫn khí tức thuộc về anh rõ ràng kịch liệt nhất thời tràn đầy tất cả giác quan của cô. Diệp Oản Oản, đệt. Mấy giây sau, Diệp Oản Oản một tay đem anh đẩy ra, giống như mèo bị giẫm phải đuôi xoay người lại cầm ly nước cách đó không xa trên bàn lên, một hơi uống cạn. Cô chẳng qua chỉ là hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn biết rốt cuộc nó khó uống như thế nào có được hay không hả? Muội nó, cái tên này rốt cuộc có phải là người hay không? Hay là không có vị giác gì nên mới vừa rồi lại có thể một hơi uống cạn. Diệp Oản Oản chính mình uống chừng mấy ly, sau đó tức giận cũng rót một ly nước cho Tư Dạ Hàn, cho anh này. Không cần, Tư Dạ Hàn hơi hơi bấm lấy đầu, Vân Đạm Phong khinh mở miệng, thật giống như mới vừa rồi uống chẳng qua là một ly trà. Anh không thấy khó uống sao? Diệp Oản Oản một mặt kinh sợ hỏi. Tư Dạ Hàn, không khó. Diệp Oản Oản, quả nhiên không phải là người mà. Gạch nối dài gạch nối dài. Xui xẻo, cửu gia chân hán tử. Ngươi thật không khổ a. Tư Dạ Hàn, con dâu hôn nhẹ liền không khổ tương đương tương đương. Xui xẻo, coi như ta không có hỏi. Chương 439, tin tức kinh người. Diệp Oản Oản vừa bưng chén thuốc rời đi, chuông điện thoại di động lần nữa lại vang lên trong phòng ngủ an tĩnh. Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó tiếp điện thoại, alo. Không có việc gì. Mới vừa rồi tín hiệu không tốt. Nghe người phía bên kia điện thoại nói một hồi, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng, xin lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đàm phán sợ rằng phải chậm lại một tháng. Ừ, tất cả hậu quả cùng tổn thất, do tập đoàn Tư Thị gánh vác. Đêm khuya, một trang viên hào hoa ở đế đô. Đau chết mất, nhẹ một chút, các người muốn làm tôi đau chết à? Người đàn ông kêu rên một tiếng, tiếp đó lại có một tiếng gần gào vang lên bầu trời trang viên, một đám người giúp việc tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông da mịn thịt mềm đang kêu đau đớn nằm sấp ở trên giường, lưng bị đánh chảy ra sứt thịt, một mảnh máu me đầm đìa đáng sợ. Bác sĩ, con tôi tình huống thế nào? Tư Minh Lễ mặt trầm như nước, khẩn trương truy hỏi. Chấp pháp đường bên kia hắn đã đút lót qua rồi. Nhưng những người đó cũng không dám làm quá rõ ràng, ra tay nhiều nhất cũng đã thu lại 2-3 phân lực mà thôi. Một bên sắc mặt của bác sĩ khó xử mở miệng nói, chuyện này, vết thương trên lưng Giật Kiệt thiếu gia đều là vết thương ngoài da, cũng may đó, chỉ cần chăm sóc một thời gian dài là có thể bình thường trở lại, nhưng trên bắp chân phải có một vết thương tổn thương tới xương, sợ là... Sợ là cái gì? Tư Minh Lễ ánh mắt lạnh băng hỏi lại. Bác sĩ kiên trì đến cùng mở miệng, sợ là, sẽ gây tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đi lại. Ông nói cái gì, tàn tật sao, Tư Minh Lễ nặng nề mà vỗ bàn đứng lên, cái này há chẳng phải là nói Giật Kiệt sẽ biến thành một người què sao. Cái con tiện nhân họ Diệp kia, lão phu muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Tư Minh Lễ giận dữ mà giống lên. Con mẹ nó ông có ý gì, ông là tên lang băm. Cái gì mà tôi bị tàn tật chẳng lẽ sau đó tôi biến thành người què sao? Nằm ở trên giường Tư Giật Kiệt tức giận mà kêu hô lên. Giật Kiệt thiếu gia, không thể lộn xộn, vết thương trên người của thiếu gia mới vừa khâu lại, ngàn vạn lần không thể lộn xộn a. Bác sĩ vội vàng ngăn cản. Được rồi, ông đi ra ngoài đi, Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Vâng, vâng, bác sĩ cùng người giúp việc trong phòng tất cả đều cầu không được mà lui đi ra ngoài sớm hơn. Ba. Rốt cuộc là con tiện nhân nào vậy? Là cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn kia sao? Con nhất định phải đem hai chân của cô ta cắt đứt hết. Con muốn để cho cô ta chết không được tử tế. Tiện nhân này, ba làm sao lại bị thua thiệt trong tay con nha đầu đó, còn đem con liên lụy thành như vậy nữa chứ? Tư Dật Kiệt vừa nghe đến chân của mình bị què rồi, giận đến cả người muốn phát điên, không lựa lời nói mà hô lên. Được rồi, con câm miệng lại cho ba. Tư Minh Lễ tức giận trợn mắt nhìn con trai lớn đang kêu gào một bên. Con trai trưởng của hắn chỉ vì một ả phụ nữ mà biến thành tàn phế, hắn chẳng lẽ có thể nuốt được cục tức này sao? Nhưng nuốt không trôi thì cũng có ích lợi gì. Lần này ám sát thất bại,
có lẽ không có cơ hội nào tốt như vậy được nữa, Tư gia ngày sau nhất định sẽ càng nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa sẽ điều tra kỹ chuyện này. Để tránh bại lộ, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ cần Tư Dạ Hàn còn ở trên vị trí này một ngày, bọn họ càng không thể đụng đến cô gái kia. Tư Minh Lễ sắc mặt nghiêm chỉnh suy nghĩ, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Một trong những tâm phúc của hắn thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào, vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tư Minh Lễ mở miệng nói, lão gia, mới vừa rồi thuộc hạ từ bên Tư gia thăm dò được một tin tức phi thường kinh người. Có liên quan tới Tư Dạ Hàn đấy. Tin tức kinh người, tin tức gì? Tư Minh Lễ liếc đi qua. Tâm phúc của hắn liền đến gần mấy bước, thấp giọng kích động mở miệng nói, thuộc hạ mới vừa nhận được tin tức, thám tử nói, Tư Dạ Hàn mắc bệnh nặng, sợ rằng không sống qua nửa năm nữa. Chương 440, ngựa ông đắc lợi. Ban đầu Tư Minh Lễ còn đang vì chân của con trai mình làm cho phiền lòng nhưng vừa nghe được lời của người tâm phúc bên mình nói, thần sắc nhất thời biến đổi, quét một cái đứng lên, ngươi vừa nói cái gì? Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng không sống qua nửa năm nữa sao? Ngay cả Tư Dật Kiệt ở trên giường đều dừng lại âm thanh kêu la đau đớn, lấy sức mà đem cổ xoay lại, cái gì? Cái gì cơ, Tư Dạ Hàn bị bệnh sắp chết thiệt hay giả? Ngươi đừng nói sằng bậy. Tư Minh Lễ nhìn chằm chằm tâm phúc của mình, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng trầm giọng hỏi lại, Tư Dạ Hàn đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên liền bị bệnh nặng đến sắp chết như vậy chứ? Ngươi xác định tin tức mà ngươi lấy được lần này là sự thực chứ? Giọng nói của tâm phúc cực kỳ chắc chắc đáp, lão gia. Tin tức trọng yếu như vậy, không trải qua xác nhận nhiều lần thì tôi làm sao dám tùy tiện báo tin tức này lên được. Là tôi bỏ ra nhiều tiền từ hộ tá của bác sĩ Tôn mới biết được đó. Chính xác 100%. Nguyên lai mấy năm nay bác sĩ Tôn ra vào nhà cũ của Tư gia căn bản cũng không phải là kiểm tra thường ngày, mà là thân thể của Tư Dạ Hàn vốn là có trọng bệnh, mấy năm nay vẫn đang điều trị. Lần này trên đường đi nước B cũng không phải là bởi vì mệt quá độ mà té xỉu, mà là bệnh tình bị chuyển biến xấu đi. Hôm nay, ngay khi các tộc lão vừa rời đi, bác sĩ Tôn liền đi đến kiểm tra cho Tư Dạ Hàn, kết luận Tư Dạ Hàn tuyệt đối sống không được hơn nửa năm nữa. Nghe tâm phúc nói với thái độ chắc chắn cặn kẽ như thế, lúc này Tư Minh Lễ rốt cục mới tin, đứng dậy trong phòng đi vài vòng, như là nghĩ tới điều gì đó đột nhiên đứng lại, hỏi chẳng lẽ không có biện pháp cứu chữa sao? Tâm phúc suy nghĩ một chút rồi trả lời, tên hộ tá kia của Tôn Bách Thảo nhát gan cực kỳ, không dám tiết lộ quá nhiều. Không có nói tường tận bệnh tình, nhưng nếu bác sĩ Tôn đều đã nói như vậy, dĩ nhiên là không có thuốc nào có thể trị được rồi. Ngay cả bác sĩ Tôn còn không trị được bệnh đó vậy thì còn có ai có thể có biện pháp được chứ? Người nói không sai, Tư Minh Lễ gật đầu. Ha 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 ha, cho nên nói trắng ra là Tư Dạ Hàn thực sự sắp chết rồi. Mới vừa rồi Tư Dật Kiệt còn đang gào thét bi thương nghe đến đó nhất thời cười lớn, thật là báo ứng. Báo ứng a, ba, chờ Tư Dạ Hàn chết đi. Đừng quên đem con ả kia cho con nhé. Tư Dật Trần nói xong, trong con người thoáng qua một tia dâm tà, nghe nói dáng dấp so với đệ nhất mỹ nhân đế Đô Lâm Khuynh Nhiên còn xinh đẹp hơn nhiều nha. Con thật rất muốn xem thử xem, rốt cuộc có phải đẹp như vậy hay không. Chờ con chơi đã, lại giết chết cô ta. Hừ. Tư Minh Lễ không để ý đến lời nói của con mình, toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trên tin tức mà hắn mới nhận được. Từ khi tên tiểu tử Tư Dạ Hàn kia trở thành gia chủ, liền chỉnh trang lại Tư gia giống như một cái thùng sắt vô cùng quy cũ, làm hại bọn họ mất không biết bao nhiêu cơ hội béo bở. Thời điểm năm đó hắn ở Tư gia hô phong hoán vũ, Tư Dạ Hàn còn chưa ra đời, hiện tại bất quá một tên Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc tuổi còn quá trẻ nhưng lại muốn leo lên trên đầu của hắn. Nếu như Tư Dạ Hàn sống không còn lâu nữa thật thì đây đúng là tin tức vô cùng tốt. Tư Minh Lễ lại cùng tâm phúc của mình xem xét cặn kẽ lại tình huống một phen. Sau đó tự mình lái xe, bấm gọi một cuộc điện thoại. Tiên sinh, mới vừa rồi người bên chúng ta nhận được tin tức, nói là Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng, nhiều nhất là chỉ có thể chống chọi thêm nửa năm nữa mà thôi. Không sai, tôi đã nhiều lần xác nhận qua, tin tức vô cùng chính xác, cho nên, chúng ta bây giờ có muốn hay không? Ý của ngài là chúng ta trước tiên vẫn nên án binh bất động, sau đó thả ít gió ra ngoài sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Tiên sinh quả nhiên giỏi tính kế, thả ra tin tức sau đó để cho những người đó trước tiên đấu với nhau, chúng ta ở một bên làm ngựa ông đắc lợi. Đó bất quá chỉ là một ả phụ nữ lấy sắc mỹ nhân mà thôi, tiên sinh có phải là quá lo lắng hay không? Vâng, tôi sẽ lưu ý điều này.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 440.